Lý Thiên Mệnh tiếp tục nhìn xuống giới thiệu, vật này, áp dụng từ sắc thiên văn linh quặng, thiên linh tử thạch, điêu khắc thành, xuất từ đại lục nổi danh nhất điêu khắc sư, Trương Phù Sinh, thủ bút. Lộng lẫy mà yêu kiều, thiên linh tử thạch bên trong, ẩn chứa thiên linh tử khí, như bị công kích, có thể tự mình tiêu tán, hình thành thiên linh tử thuẫn, là chủ nhân ngăn cản thiên ý tầng thứ 5 phía dưới ngự thú sư bộ phận công kích. Thiên linh tử thuẫn, chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng về sau, liền sẽ phá nát. Giá trị, 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc. Lý Thiên Mệnh tính toán một cái, 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc, cái kia chính là 5,200 màu xanh lam thiên văn bảo ngọc, tương đương với hơn 50.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Mà Lý Thiên Mệnh trong tay, chỉ có 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Thứ này xác thực đắt vô cùng, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Giá trị của nó, chủ yếu là bộ dáng lộng lẫy cùng Trương Phù Sinh đại sư tác phẩm, chân chính hiệu dụng, vẫn chưa tới hắn giá trị 10%. Lý Khinh Ngữ giải thích nói, ngăn cản một lần thiên ý cảnh giới tầng thứ 5 trở xuống công kích. Vậy cũng không có tác dụng gì à, bởi vì, triệt tiêu một lần, cái này thiên linh chi yêu thì nát, đối thủ hoàn toàn có thể công kích lần thứ 2. 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc, có thể mua sắm chiến quyết, công pháp, nhiều vô số kể. Liền thiên ý chiến quyết đều có thể mua được người, đều không cần cái này, thiên linh chi yêu tác dụng. Nói cách khác, thứ này ngoại trừ đẹp mắt, không còn gì khác. Thích không? Lý Thiên Mệnh hỏi, ưa thích là ưa thích, cũng là quá mắc, mua không nổi. Khương Phi Linh chu chu mỏ nói, không sai, linh thể cũng có thể chu chu mỏ. Ngay từ đầu, chính là nàng nhìn đến dây chuyền này, thật sâu nhận lấy hấp dẫn. Vừa nhìn đến cái tên, thiên linh chi yêu, thời điểm, nàng càng thích, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Sau cùng nhìn đến giá cả, nàng thì rút lui, đắt đến vượt quá tưởng tượng. Lý Khinh Ngữ nói không sai, ngăn cản thiên ý cảnh giới tầng thứ 5 trở xuống ngự thú sư một lần công kích, loại vật phẩm này giá trị, 500 màu xanh lam thiên văn bảo ngọc đều có thể làm được. Này chủng loại hình đồ vật, trên đại thể vô dụng, bởi vì gặp ngay phải loại nguy hiểm này, đối thủ xuất thủ hai lần rất dễ dàng. Một đao chặt bất tử, lại chém một đao chính là. Khinh Ngữ, người ở chỗ này chờ ta một hồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhanh như chớp ra bên ngoài chạy. Lý Khinh Ngữ lăng tại nguyên chỗ. Hắn muốn làm gì, nàng không quá yên tâm, đi theo. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh trở lại Đông Cực Đại Điện, trực tiếp lấy ra ba cái thượng phẩm huyền cấp thần nguyên. Giúp ta tính toán, cái này có thể bán bao nhiêu tiền. Người khẳng định muốn bán đi. Đông Cực Đại Điện người mộng một chút. Nói thật, loại vật này, đặt ở thiên bảo đường phố bán, sẽ có lời rất nhiều, cũng là cần thời gian tương đối dài. Người trước nhìn giá cả, đều là thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, đều có tiêu chuẩn định giá. Nói thật, tử sắc thiên văn bảo ngọc, đại đa số chỉ có thiên ý cảnh giới trưởng bối mới có thể lấy ra. Bọn họ muốn mua thượng phẩm huyền cấp thần nguyên cho hậu bối, nói thật đều thịt đau. 530 đi, tử sắc thiên văn bảo ngọc, thành giao, Lý Khinh Ngữ, thật hào khí a. Lý Khinh Ngữ chưa thấy qua như vậy dứt khoát, nàng biết đại khái, Lý Thiên Mệnh phải dùng số tiền này làm gì. Mua thiên linh chi yêu, cho Khương Phi Linh, ca ca, người chớ làm loạn a, quá mắc. Khương Phi Linh cuống cuồng nói, không phải nói lung tung, người ưa thích, ta liền muốn mua cho ngươi. Linh Nhi, người về sau thích gì, đều muốn nói với ta, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ mua cho ngươi. Trần Nam Nhân, cũng là như thế xa hoa, Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn ra được Khương Phi Linh đối cái kia sợi dây chuyền ưa thích. Nói thật, con gái người ta ly biệt quê hương, ngàn dặm xa xôi, theo chính mình mạo hiểm. Sau đó sinh tử khó liệu, đưa nàng một sợi dây chuyền thế nào? Lý Thiên Mệnh, cho tới bây giờ đều không đưa qua nàng đồ vật. Mà lại, nàng chỉ là cái hèn mọn phàm nhân, nếu là một chút mất tập trung, xuất hiện nguy hiểm, chỉ ít cái này thiên linh chi yêu, có thể cho Lý Thiên Mệnh một chút phản ứng thời gian. Cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn đã từng hướng Chu Tước Vương lập qua lời thề. Rời đi Chu Tước Quốc, cũng không để cho nàng thụ đến bất kỳ thương tổn. Một đầu thiên linh chi yêu tính là gì? Nhà ta Linh Nhi đẹp như vậy, toàn bộ Đông Hoàng Tông, cũng không có so ngươi xinh đẹp cô nương. Cái này thiên linh chi yêu, đã 100 năm đều bán không được, vậy đã nói rõ, nó tại chờ ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói, thế nhưng là ca ca, tiền của ngươi phải dùng đến mua chiến quyết. Khương Phi Linh nói khẽ, chiến quyết, Linh Nhi, người đây liền không hiểu được, chỉ cần có người tại, ta tìm thần nguyên là việc khó sao. Ta cái này gọi đầu tư, biết hay không, đem người nịnh nọt, chẳng phải tài nguyên phổ biến tiến vào. Lý Thiên Mệnh cười nói,
Khương Phi Linh vốn là cảm động đến nước mắt ào ào ào, kết quả để hắn câu nói này, trực tiếp đem nước mắt đều nín trở về. Quả nhiên, ta nói ngươi làm sao bỗng nhiên rộng rãi đi lên. Nguyên lai dụng ý khó dò, nàng tức giận nói, có thể là thật tức giận sao? Kỳ thật, tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh dùng ba cái huyền cấp thần nguyên, đổi một cái hoàng cực đại điện vô dụng nhất thiên linh chi yêu. Thiếu tông chủ, thật xa hoa a. Người vây xem bên trong người biết hắn, phát ra trận trận tán thưởng. Đến mức có bao nhiêu người, âm thầm mỉa mai hắn phung phí của trời, bản tính hoàn khố, vậy cũng không biết. Lý Thiên Mệnh trong mắt chỉ có cái kia thiên linh chi yêu. Làm hắn cầm tới thứ này một khắc, Khương Phi Linh tán thưởng mấy âm thanh. Còn lại còn có một chút tiền, Lý Thiên Mệnh tại Hoàng Cực Đại Điện dạo qua một vòng, không có mua đến thích hợp quy nhất chiến quyết. Sau đó, hắn chạy đến Thiên Bảo đường phố đi, đem tiền toàn bộ bỏ ra, mua rất nhiều tử, đem tu di giới chỉ đều đổ đầy rượu này, có tác dụng lớn. Đi về nhà, Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn nàng mang lên cái này thiên linh chi yêu, sẽ đến cỡ nào khuynh thành tuyệt thế. Đây là vì nàng chế tạo thần vật, về sau, thì kêu nó thiên linh chi luyến, đem tên của ngươi đổi đi lên. Lý Thiên Mệnh nói, linh thể trạng thái, không nhìn thấy nàng xấu hổ, không nhìn thấy tim đập của nàng gia tốc. Càng không nhìn thấy, hạnh phúc của nàng. Lý Khinh Ngữ ở phía sau nhìn lấy bọn hắn, nàng trà sát một chút đầu đầy mồ hôi. Nhìn lại, một đoàn đệ tử, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhìn oan đại đầu Lý Thiên Mệnh. Ta người huynh trưởng này, vì chiếm được mỹ nhân hoan hỉ, thật sự là xa hoa, là cái tính tình bên trong người. Nàng bất đắc dĩ cười cười, sau đó cùng phía trên cước bộ. Nói thật, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Phi Linh mang lên dây chuyền này, sẽ đẹp cỡ nào. Tùy duyên phong, một đêm này, nàng mặc lấy màu tím nhạt tiểu váy ngắn nhi, đứng tại dưới ánh trăng. Mang lên cái kia, thiên linh chi luyến, về sau, nàng một khắc này mừng rỡ, e lệ, cảm động cùng đỏ mặt, Lý Thiên Mệnh nhìn đến đầu váng mắt hoa. Tại sao có thể có nữ hài, đẹp mắt đến loại trình độ này? Nàng tựa như là thượng thần nữ nhi, ngoài ý muốn rơi xuống nhân gian. Dù là nàng tay trói gà không chặt, thế nhưng là loại kia xuất trần biến ảo khôn lường, thấy thế nào, đều giống như trần thế có thể có. Linh nhi quá đẹp, ta là nữ, đều giống như đạt được nàng a. Lý Khinh Ngữ tán thán nói, tránh qua một bên đi, đừng quấy rầy hai người chúng ta thế giới. Lý Thiên Mệnh nói, được rồi, ca. Lý Khinh Ngữ chạy như một làn khói. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, cái kia như trên con gái của thần giống như Khương Phi Linh, bước liên tục hướng về nàng đi tới. Cái kia thiên linh chi luyến, dường như cùng nàng hòa làm một thể, cái cổ da thịt tuyết trắng, đều biến đến trong suốt trong suốt. Lý Thiên Mệnh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nàng. Nếu như muốn để văn hóa nông cạn hắn, nhất định phải khích lệ một câu, hắn chỉ có thể nói, thật mẹ nó đẹp mắt a. Dưới ánh trăng, nàng tại trước mặt dạo qua một vòng. Tóc dài, váy ngắn, dây chuyền, đều bay lên. Ca ca, đẹp không? Trên mặt nàng lúm đồng tiền nhàn nhạt, ngây thơ lại mang theo một tia dí dỏm nụ cười, cùng trên trời ánh trăng dung hội cùng một chỗ. Tinh không chi hạ, như thế tinh khiết tinh linh, một câu đẹp mắt, làm sao có thể hình dung? Linh nhi, ca ca, nàng có chút tâm thần bất định hỏi. Chẳng lẽ, bỏ ra nhiều tiền như vậy, không xem được không? Ta muốn đối ngươi nói một câu. Cái gì nha? Hắn đứng lên, ánh mắt hừng hực, nói, ta đời này, chỉ thích ngươi một người, không phải ngươi không cưới, nếu không, gọi ta bên trong đoạn căn tán, đoạn tử tuyệt tôn. Hắn mặc kệ về sau sẽ tao ngộ cái gì? Hắn thời khắc này chấp niệm, cũng là trong mắt ma. Đến chết cũng không đổi. Khương Phi Linh cười, nàng liền biết, làm sao lại không dễ nhìn đây. Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thiên Mệnh vạt áo. Sau đó nói, vậy ta, không phải ngươi không gả. Nàng nói câu nói này thời điểm, kiên định mà chấp nhất, trong mắt cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, có cố chấp ma. Nếu không đâu, Lý Thiên Mệnh cười hỏi, nếu không gọi ta biến thành nam nhân, có được 3000 mỹ nữ, con cháu hơn vạn. Nàng và Lý Thiên Mệnh sống đến mức lâu, cũng thay đổi nghịch ngợm a. Lý thị tổ địa, xương máu dâng trào, vạn vật ưu tư, theo Trầm Uyên chiến trường trở về, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ. Tại Tùy Duyên Phong, song túc song tê. Lý Thiên Mệnh thì mang theo hai đầu cộng sinh thú, lần nữa đến nơi này. Côn bằng thánh ấn tại thân, huyết kiếp kết giới nhường đường, hắn nhẹ nhõm tới, đạp vào thần tiêu sơn. Trên sườn núi, Lý Thiên Mệnh vốn muốn cùng Thái Hư Côn bằng chào hỏi, nhưng thấy nó ngủ say thơm ngọt, liền không có quấy rầy nữa. Trên đỉnh núi,
một thân nhếch nhác Lý Vô Địch ngủ ở mộ phần phía trên, rộng thoáng lấy tròn vo cái bụng, chảy đầy đất chảy nước miếng, ngủ say sưa. Ai nói hắn đang bị độc long thứ tra tấn? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Con hàng này rất thoải mái a, cùng sống ở thế giới cực lạc giống như. Uy, chính ngươi xông họa, người khuê nữ muốn bị một con lợn cưới đi, người còn không biết xấu hổ ở chỗ này tửu trì nhục lâm. Cái gì, có thịt heo ăn? Lý Vô Địch lăn lên, ánh mắt tròn vo đánh giá Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh con ta, người thật hiếu thuận, biết là cha đói bụng mấy ngày, đến, bắt đầu nướng, heo sữa quay. Nên nói như thế nào hắn tốt đâu? Lạc quan, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Hắn đã nhìn ra, qua mấy ngày kim mạch Lý Huyền Nhất cả nhà đến đây đón dâu, cái này Đông Hoàng Tông chủ Lý Vô Địch, giúp lên hay không lên bận bịu. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng Lý Cảnh Du. Chuyện này, Diệp Thanh Tông lão đều giúp không được gì. Ta mang rượu tới tiến đến. Lý Thiên Mệnh nói một kiện Lý Vô Địch càng hứng thú sự tình. Mua thiên linh chi luyến về sau, Lý Thiên Mệnh tại Hoàng Cực Đại Điện dạo qua một vòng, tài sản phạm vi bên trong, cũng không có thích hợp chiến quyết. Cho nên, hắn dứt khoát toàn bộ mua tử, đem tu di giới chỉ đều đổ đầy. Đều là linh túy sản xuất tử, giá cả còn không ít. Làm Lý Thiên Mệnh nâng cốc toàn bộ cầm lúc đi ra, Lý Vô Địch ánh mắt sáng lên. Diệu a, trong nhà có thanh niên khỏe mạnh cũng là tốt, Thiên Mệnh con ta. Ngươi như thế hiếu kính là cha, về sau ngươi muốn cái gì, thì cùng là cha nói, trên trời mặt trời, là cha đều hái cho ngươi. Lý Vô Địch nhảy dựng lên, mỗi một bầu rượu đều mở ra ngửi một cái, quả thực sảng khoái tinh thần. Thôi đi, đây là hiếu kính tổ tông, lưu cho ngươi 10% cũng không tệ rồi. Lý Thiên Mệnh nói, tổ tông, không quan hệ, làm phụ thân ngươi, ta cũng coi như ngươi tổ tông. Ta cùng còn lại tổ tông cùng hưởng mỹ tửu, quá không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh không làm gì được hắn. Được, để hắn vui vẻ lên chút đi. Hắn đến Lý Thị Tổ Địa, đương nhiên là vì tu luyện mà đến. Cho nên, hắn học Lý Vô Địch, đốt sáng lên cái này Lý Thần Tiêu chi mộ. 81 đầu Thánh Thiên Văn, lần nữa hội tụ. Ngươi đến quy nhất cảnh rồi. Tốc độ rất nhanh a, mấy ngày một cảnh giới. Lý Vô Địch say khướt hỏi. Đúng, thật không hổ là nhi tử ta, xem ra ta biết cách chỉ đạo, ta người tông chủ này làm đến 10 phần xứng chức. Lại thổi lên, Lý Thiên Mệnh thì toàn thân tâm đầu nhập, bắt đầu mở rộng linh nguyên, mở rộng quy nhất khí tràng. Lấy Lý Thần Tiêu chi mộ hội tụ thiên địa linh khí, hiệu quả quá tốt. 81 đầu Thánh Thiên Văn, đi khắp toàn thân, mỗi thời mỗi khắc, đều đang tăng nhanh như gió. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, toàn bộ Đông Hoàng Tông, đều không có như chính mình dạng này, nắm giữ 10 kiếp luân hồi chi thể, lại có cái này 81 đầu Thánh Thiên Văn Lý Thần Tiêu chi mộ. Rầm rầm rầm. Hắn quy nhất khí tràng, điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng lớn mạnh. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cũng ở trong đó. Miêu Miêu cuối cùng cố gắng một chút, dù sao, vì có thể ngủ nhiều, nó cũng không muốn chết a. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng cảm thấy, cái này Lý Thần Tiêu chi mộ, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Hiệu quả quá tốt, so Thái Hoàng Cửu Trọng Môn tốt quá nhiều. Chỉ là thiếu khuyết Thái Hoàng Cửu Trọng Môn trấn áp hiệu quả. Có đệ nhất tổ tiên trợ giúp ta, luôn có một ngày, ta có thể phá kiếp. Các loại phá kiếp ngày, lại nhìn ta cái này 10 kiếp luân hồi, có gì nghịch thiên tạo hóa. Hắn híp mắt, cảm thụ được thiên địa lực lượng mãnh liệt. Lý tiền bối, đừng có khách khí như vậy, hô cha là được. Lý Vô Địch nói, vậy ta vẫn trước hô nghĩa phụ đi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn kỳ thật tôn kính Lý Vô Địch, bởi vì, hắn chỉ nói duyên phận hai chữ, liền đem cái này Lý Thị Thánh tộc tổ tiên tạo hóa, ban cho mình. Cũng thành, Lý Vô Địch cười híp mắt nói. Khinh ngữ, tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đã thức tỉnh, tháng năm giữa trời mệnh kiếp, nàng kiếp vòng biến thành 5 cái trăng tròn song song. Lý Vô Địch không có ra ngoài, cho nên, hẳn còn chưa biết chuyện này câu nói này nói ra, bỗng nhiên không có tiếng động. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, bởi vì hắn đối mặt Lý Thần Tiêu chi mộ, đang tu luyện, không thế nào thuận tiện quay đầu. Nghĩa phụ, nửa ngày cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ, hắn hưng phấn quá mức, ngất đi rồi. Muốn đến hẳn là như thế. Dù sao, đối với bị Vũ Văn Thái cực độc hại hắn tới nói, Lý Khinh Ngữ có thể có dạng này tạo hóa, hắn cần phải mừng rỡ như điên. Lý Thiên Mệnh tạm dừng tu luyện, nhìn lại, Lý Vô Địch, trước ngực bầu rượu, tay vịn cái bụng, ngủ say sưa. Mới vừa rồi còn đang nói chuyện, cái này liền ngủ mất rồi. Hắn nói Lý Khinh Ngữ phá kiếp sự tình, Lý Vô Địch nghe đến không có. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, lười nhác xen vào nữa hắn. Cả thể xác và tinh thần hắn. Vùi đầu vào nghịch thiên tu hành, cùng tiểu mệnh kiếp chống lại bên trong. 3 năm,
thánh chi cảnh giới. Không thành công, thì chết. Không có đường lui, mà bây giờ, mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên, đến quy nhất cảnh đệ nhất trọng. Lý Cảnh Du trả lại cho hắn tìm được quy nhất cảnh tu luyện công pháp, Lý Thiên Mệnh nhận lấy, nhưng không có tu luyện. Nhưng cái này một phần quan tâm, hắn nhớ kỹ. Lý Huyền Nhất, Lý Huyễn Thần, Lý Kim Sán, Lý Thiên Mệnh chờ lấy bọn họ tới ngày nào đó. Rầm rầm rầm, Lý Thị Tổ Địa tu luyện chi lộ, căn bản không cần phải để ý đến động tĩnh. Lý Thiên Mệnh, bật hết hỏa lực, lấy hắn cùng Lý Thần Tiêu Chi Mộ làm trung tâm, nhất trọng luyện ngục khí tràng, nhất trọng hỗn độn khí tràng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Cát bụi bay đi, cây cối điều lệnh, mà Lý Vô Địch, ngủ ở trước mộ phần, túy sinh mộng tử. Sau khi tỉnh lại hắn hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi sử dụng cái gì binh khí a? Kiếm a, kiếm đạo còn có thể, còn có đây này. Xiềng xích này, là làm roi pháp sử dụng. Đại khái đi, Lý Thiên Mệnh nói, chúng ta thứ 18 đời tổ tông, Lý Vu Thần, là sử dụng roi pháp cao thủ, muốn không ta cho ngươi tiến cử lên. Lý Vô Địch nói, có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng đình chỉ tu luyện. Hắn nghĩ tới, Lý Vô Địch trước đó nói, bọn này tử quỷ, mà không phải con sâu rượu này. Rất hiển nhiên, tại Lý Thị Tổ Địa, nghiện rượu không chỉ là Lý Thần Tiêu A. Như vậy còn lại trên bia mộ, sẽ có cái gì? Hắn vạn phần mong đợi. Thiên Mệnh con ta, cùng là cha đi, hôm nay là cha, mang người bái bọn này lão tặc, à không, tổ tiên. Muốn đi còn lại sơn phong. Nói thật, nhìn qua đằng sau những cái kia như là cự nhân giống như đứng vững tại trong vùng núi sơn phong, Lý Thiên Mệnh vô cùng chờ mong. Hắn theo Lý Vô Địch, từng tòa bái qua đi. Cái này Lý Vô Địch, tuy nói phế đi hơn 10 năm, xem ra ngã trái ngã phải, nhưng là quả thực là mang theo Lý Thiên Mệnh, đi rất nhiều sơn phong. Thứ hai tổ tiên Lý Tinh Hà, Thiên Mệnh con ta, mau mau quỳ bái, đến, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tiếp đó, ngươi cùng tổ tiên phu thê giao bái. Bên này là địa tam tiên tổ Lý Thần Đạo, địa tam tiên, theo thứ tự là cà tím, khoai tây cùng ớt xanh. À không, đây là thứ ba tổ tiên, không phải địa tam tiên tổ, là cha nhìn lầm, đại khái là đói bụng. Lý Thiên Mệnh đều cười, thật là một cái kỳ hoa a. May ra hắn cảm thấy cái này Lý Vô Địch còn có thể như thế tiêu sái, cũng là một loại cảnh giới. Cho nên, hắn một chút cũng không có ghét bỏ ý tứ. Rốt cục, bái đến thứ 18 tổ tiên, Lý Vu Thần. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đối với mấy cái này tổ tông, có càng nhận thức mới. Bọn họ, đều là có máu có thịt đệ nhất hào kiệt, là đông hoàng cảnh anh linh, đều là thiết huyết tranh tranh hán tử. Trên người mình, chảy chính là bọn họ truyền thừa xuống huyết mạch. Nhất là tiểu mệnh kiếp mang đến cộng minh, đời thứ 18 tổ tiên Lý Vu Thần, người xưng, vô thường ác quỷ, danh hào này có thể uy phong. Cái này một vị tổ tiên, là cái nhân vật hung ác, tại hắn thời đại, có thể nói là người người nghe tin đã sợ mất mật. Bao nhiêu ác đồ, chết tại hắn tay bên trong. Hắn, thực sự chính là đệ nhất sát thần, theo ta được biết, hắn sử dụng binh khí, cũng là xiềng xích. Lý Thiên Mệnh đứng ở một tòa rách nát mộ bia trước đó. Mộ bia hiện lên màu đen, phía trên khắc lấy 6 cái chữ lớn. Vô thường ác quỷ chi mộ, hạng gì người, mới có dạng này hung ác danh hào. Đến, Thiên Mệnh con ta, hầu hạ tổ tông uống rượu, cống hiến ngươi thuần khiết thiếu niên thân thể, để tổ tiên đoán một cái tịch mịch. Lời này gọi người dùng mình, Lý Thiên Mệnh dường như nhìn đến, cái kia danh xưng là vô thường ác quỷ tổ tiên, cái bóng của hắn đã xuất hiện tại trên bia mộ, đối với mình phát ra thâm trầm tiếng cười. Tổ tiên, uống rượu, Lý Thiên Mệnh tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm khí, nhấc lên bầu rượu, liền hướng trước mộ bia ngã xuống. Ung ục, loại rượu thẩm thấu tiến bùn trong đất, vậy mà truyền đến thanh âm như vậy. Dường như thật sự có người đang uống rượu giống như. Miu miu, ngươi đừng sợ, gà đại ca bảo hộ ngươi. Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, tiểu hoàng gà ôm lấy tiểu mèo đen, một trận run rẩy. Gà đại ca, ta không sợ a. Miu miu một mặt hiếu kỳ, khắp nơi làm loạn, nếu không phải tiểu hoàng gà ôm lấy, nó liền muốn bỏ lên trên mộ bia đi xem một chút. Không, ngươi sợ hãi, ta cảm giác được ngươi run rẩy. Tiểu hoàng gà run rẩy nói. Gà đại ca, ngươi ôm quá chặt. Ta thật không sợ, ta thở không nổi meo. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi thì sẽ không sợ sệt. Lý Thiên Mệnh đều nhìn không được, cái này huỳnh hỏa, bình thường đại sát tứ phương, hiện tại dọa đến run rẩy, còn mạnh miệng đây. Thứ ba bầu rượu đi xuống, nấc, chợt nghe một tiếng ợ một cái. Lý Thiên Mệnh đều nhảy dựng lên, tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt cái này một tòa vô thường ác quỷ chi mộ, vậy mà phát ra thâm trầm quang mang. Hết thảy 33 đầu thánh thiên văn.
theo trên bia mộ leo ra. Mặc dù là màu trắng thánh thiên văn, nhưng là màu trắng bệch. Cái này thánh thiên văn, tại màu đen trên bia mộ sắp hàng, rất nhanh, trực tiếp sắp xếp thành bốn chữ lớn. Sinh tử tiên pháp, đây rốt cuộc là quy nhất chiến quyết, vẫn là thiên ý chiến quyết, hoặc là cao cấp hơn chiến quyết, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Thánh thiên văn rất nhanh biến hóa. Tiếp đó, biến hóa qua ba tổ văn tự. Tổ thứ nhất, câu hồn. Tổ thứ hai, tác mệnh. Tổ thứ ba, siêu độ chúng sinh. Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, cái này rất có thể là cái này sinh tử tiên pháp ba chiêu. Diễn hóa siêu độ chúng sinh về sau, thánh thiên văn đột nhiên biến hóa, bọn họ dung hội tại vô thường ác quỷ chi mộ bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia vô thường ác quỷ chi mộ phía trên, xuất hiện một cái bóng người màu đen. Bóng người kia đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, tựa hồ hất lên đỏ như máu áo choàng, cái kia áo choàng quỷ dị dữ tợn, sát khí đằng đằng. Đáng sợ nhất là, hắn tay bên trong một đầu đỏ như máu roi dài. Lại hoặc là nói, là một đầu đỏ như máu xiềng xích. Miu Miu cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhưng là để tiểu hoàng gà khóa cổ, nó cũng đi không được. Mà tiểu hoàng gà, rốt cục ổn định lại tâm tình. Nó nhìn thấy cái gì? Chiến quyết, lại là chiến quyết, nó lập tức sôi trào lên, lấy ra tu luyện thiên địa nhân tam sát kiếm tư thế tới. Đó là bởi vì, ngoại trừ bóng người, trên bia mộ mặt bên, còn có một cái bằng điểu cái bóng cái kia bằng điểu, cũng là cái này vô thường ác quỷ cộng sinh thú, tựa như là một đầu huyết sắc tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, rất có thể có thú pháp. Đúng vào lúc này, đinh, một roi, vung ra, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt híp mắt, đây không phải phổ thông một roi. Cảm giác cùng thiên địa nhân tam sát kiếm rất tương tự, tuyệt đối có thiên ý chiến quyết hàm ý ở trong đó. Nhưng là, lại không có thoát ly Lý Thiên Mệnh nhiều nhất chỉ có thể tu luyện quy nhất chiến quyết phạm trù. Nói một cách khác, rất có thể là giản hóa đến quy nhất chiến quyết thiên ý chiến quyết. Thậm chí, cái này sinh tử tiên pháp tiền thân, khả năng càng cao cấp bậc. Tại cái kia một roi đồng thời, cái kia huyết sắc bằng điểu cái bóng, cũng thi triển nhất trảo. Tuy nhiên hình thức khác biệt. Nhưng là bất kể là quỹ tích vẫn là tạo hóa, lại hoàn toàn tương tự. Minh khí chỉ là môi giới, thiên ý ý chí, mới là căn bản. Càng quan trọng hơn là, bởi vì hắn giản hóa vì quy nhất chiến quyết, cho nên, cái này một roi nhất chảo, phối hợp lại cùng nhau, tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết, không chê vào đâu được. Lý Thiên Mệnh nói không rõ ràng cái này một roi cảm giác. Cái này một roi về sau, vô thường ác quỷ chi mộ cái bóng thì biến mất. Nhưng là, tim của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nhìn đến, cái kia một roi, mây đen lui tán. Một roi phía dưới, vạn vật tĩnh mịch, như là đã mất đi hồn linh. Nếu như hắn đoán không sai, cái này chính là sinh tử tiên pháp câu hồn. Một roi quét ngang, vạn vật thất hồn lạc phách, toàn bộ bị tỏa liên vạch đến. Chỉ là một chiêu này huyền diệu, cơ hồ đều có thể so với thiên địa nhân tam sát kiếm tiêu tan. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, hắn đã lâm vào trong đó. Câu hồn, như thế nào, mới có thể câu hồn? Trong tay hắn, mộ dương tặng tà ma, đã xuất hiện. Đinh, cái này huyết sắc xiềng xích ở tại bên người tản ra. Yêu tà chi khí, để Lý Thiên Mệnh, cũng như vô thường ác quỷ. Tay trái của hắn hắc ám cánh tay, kỳ thật cũng có thể trưởng khống xiềng xích, chỉ là linh hoạt tính một chút kém một chút. Nhưng là, câu hồn, không cần linh hoạt, cần chính là thiên ý. Hắn cảm ngộ đến một chiêu này đáng sợ. Sau đó, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tu luyện cảnh giới, không phải một vị trồng chất thời gian, cũng cần một số lĩnh hội, mà lại cần nghỉ ngơi cùng điều dưỡng. Lý Thiên Mệnh, mỗi ngày vốn là đều có dự phòng tu luyện chiến quyết thời gian. Hắn không có ở Hoàng Cực Đại Điện mua được chiến quyết, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà, có càng đáng sợ sinh tử tiên pháp. Không biết, những thứ này liệt tổ liệt tông nhiều như vậy, còn có bao nhiêu tạo hóa tại ở trong đó. Ta nếu là Lý Thị Thánh tộc huyết mạch, đã trúng đích xác tỉnh tiểu mệnh kiếp, đã đi tới nơi này tổ địa, người mang thiên thu vạn đại tổ tiên chi huyết. Như vậy, ta thì phải nhận lãnh, phục hưng Lý Thị Thánh tộc trách nhiệm. Các vị tổ tiên, như thế dụng tâm chỉ dẫn ta, ban cho ta tạo hóa, bọn họ cũng đối đã từng huy hoàng nhất tộc bây giờ xuống dốc, vô cùng không cam tâm đi. Khinh ngữ đã phá kiếp, mà ta, cũng bước lên phá kiếp con đường. Như vậy, sau đó, tương lai của ta, chính là Lý Thị Thánh tộc tương lai. Giờ khắc này, chính hắn cũng không thấy, vô số tổ tiên mộ bia quang mang, ném xuất tại trên người hắn. Các vị tổ tiên anh linh, ở trên người hắn, một một nổi lên, đó là cùng thiên địa đấu tranh qua, cùng số mệnh chém giết qua tồn tại. Ý chí của bọn hắn, chuyển hợp lại cùng nhau, nhất định là một trận, phá vỡ đông hoàng cảnh phong bạo. Tình cảnh này,
thật giống như ngày nào đó, hết thảy mọi người ảnh, bắn ra tại Lý Vô Địch trên thân như thế. Tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, Lý Vô Địch trong ngực bầu rượu, rốt cục lăn xuống trên mặt đất. Ánh mắt hắn hơi hơi mở ra như vậy một đường nhỏ. Cứ như vậy một đường nhỏ, cũng đã, huyết quang ngập trời. Kim Minh Phong, Lý Thị Thánh tộc tứ đại mạch chi Kim Mạch, toàn tộc đều tại Kim Minh Phong phía trên. Kim Minh Phong bên trên có đông đảo Kim Minh Thạch, ánh mặt trời chiếu sáng thời điểm, từ xa nhìn lại giống như là một tòa Kim Sơn, so với Tùy Duyên Phong muốn hào hùng khí thế rất nhiều. Cho dù là tại ban đêm dưới ánh trăng, Kim Minh Phong xem ra cũng giống là một tòa Ngân Sơn. Cảnh ban đêm đằng đẵng, tại Kim Minh Phong đỉnh núi Kim Minh Đại Điện bên trong, Kim Mạch tộc trưởng Lý Huyền Nhất đứng chắp tay. Ở trước mặt hắn, đứng đấy hắn đắc ý nhất con trai trưởng, Vũ Văn Thái Cực đệ tử, mắt vàng thiếu niên Lý Huyễn Thần. Lý Huyễn Thần thầm con ngươi màu vàng óng lóe ra quang mang, trong bóng đêm, cực kỳ lóa mắt. Cha, hôm nay ta đã đem lễ hỏi đưa đến Tùy Duyên Phong. Lý Huyễn Thần nói, như thế nào, tự nhiên là đại môn đóng chặt, không cho ta đi vào, ta chỉ có thể đem lễ hỏi chồng chất tại Côn Bằng Thánh Điện cửa. Lý Huyễn Thần nói, ha ha, bất quá là phí công dẫy dụa, tăng thêm trò cười, ta có cái này một tờ hôn ước, náo thượng thiên, chúng ta đều nắm vững thắng lợi. Lý Huyền Nhất lãnh đạm cười một tiếng, cha năm đó thật đúng là cơ trí, có bá lực. Lý Huyễn Thần nói, cũng không có gì, chủ yếu là cái kia Lý Vô Địch đã điên rồi, đều thành phế nhân, còn dám chống đối ta. Thì thừa cơ đem hắn nhất quân, Lý Huyền Nhất nghĩ đến đắc ý chỗ, nở nụ cười. Hắn cảm khái một tiếng, lại nói, Sán Nhi số mệnh không tốt, trời sinh tư chất quá kém, não tử cũng không quá linh quang, có thể cho hắn cưới được loại này nàng dâu, xem như ta cái này làm cha, duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Dù sao, đây chính là chí tôn huyết mạch ba kiếp luân hồi thiên tài, mà lại, đầy đủ xinh đẹp. Cha thì không sợ, đệ đệ không chế trụ nổi Lý Khinh Ngữ. Lý Huyễn Thần hỏi, nàng là so đệ đệ ngươi mạnh, nhưng là, đến chúng ta Kim Minh Phong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thì một tiểu nha đầu phiến tử, cùng ta chơi. Cha ngươi, bảo đảm để cho nàng không thể động đậy, thì cho nhà chúng ta sinh con, nhiều sinh mấy cái, nàng thì đàng hoàng. Lý Huyền Nhất nói, Lý Huyễn Thần suy nghĩ một chút, sau cùng, hắn vẫn là quyết định, nói, cha, liên quan tới Lý Khinh Ngữ sự tình, ta có những an bài khác. Câu nói này, nghe rất cường thế. Phải biết, Lý Huyền Nhất thế nhưng là Lý Thị Thánh tộc duy nhất thánh chi cảnh giới cường giả. Bây giờ Lý Thị Thánh tộc, ngoại trừ phong mạch, cơ bản đều là hắn định đoạt. Ngươi có ý tứ gì? Lý Huyền Nhất nhíu mày hỏi. Ta sư đệ Vũ Văn Thánh Thành gặp qua Lý Khinh Ngữ, hắn thật thích, cho nên ta cùng hắn làm cái ước định. Lý Huyễn Thần tiếp đó, liền đem năm đó ước định, một năm một mười nói cho Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất sau khi nghe xong, sắc mặt trực tiếp thanh. Hồ nháo, ngươi đang suy nghĩ gì? Đây là đệ đệ ngươi nàng dâu, hồn ước nơi tay, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi tư làm chủ trương, để đệ ngươi làm coi tiền như rác. Hắn rìa mép đều giận đến đang phát run. Cha, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng đang làm cái gì phục hưng Lý Thị Thánh tộc mộng đẹp? Thanh tỉnh điểm đi, hiện tại Đông Hoàng Tông, là tông lão hội thiên hạ, mà sư tôn ta, tông lão hội chỉ ít có một nửa người, đều đứng tại hắn bên này. Tương lai Đông Hoàng Tông, sẽ chỉ dần dần biến thành Vũ Văn Thế Gia Đông Hoàng Tông. Ngươi nói, ta nịnh nọt Vũ Văn Thánh Thành, nịnh nọt Vũ Văn Thần Đô, là vì cái gì? Còn không phải là vì nhà chúng ta. Đều lúc này thời điểm, ngươi còn đang suy nghĩ Lý Kim Sán hạnh phúc. Cha, không phải ta nói ngươi, ngươi biết cái gì gọi là tầm nhìn hạn hẹp sao? Lý Huyễn Thần ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Làm càn, Lý Huyền Nhất gầm nhẹ một tiếng, bàn tay đều giơ lên. Hắn không nghĩ tới, đời này sẽ để cho mình con ruột, nói mình tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là không có đánh xuống, bởi vì hắn nhìn đến, nhi tử ánh mắt, như thế nóng rực. Cha, người có thể nghe nói, Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên chiến trường đem Vũ Văn Thánh Thành đánh cho một trận. Lý Huyễn Thần thong thả một chút giọng nói. Ta nghe nói, Vũ Văn Thánh Thành thực lực, siêu qua tất cả quy nhất cảnh tầng thứ 5, nhưng lại đánh không lại Lý Thiên Mệnh. Điều này nói rõ. Lý Thiên Mệnh cũng là năm kiếp luân hồi chi thể, ta đã không có khả năng, cầm tới Côn Bằng Thánh Ấn. Lý Huyễn Thần cắn răng nói, điểm này, Lý Huyền Nhất không có phủ nhận, nửa năm quy nhất cảnh tầng thứ 3, lúc này mới không đến 10 ngày, Lý Thiên Mệnh đã quy nhất cảnh giới. Nhưng là, ta còn có một cái đạt được Côn Bằng Thánh Ấn cơ hội. Lý Huyễn Thần nói thế nào, Lý Thiên Mệnh cùng Vũ Văn Thế Gia kết thù, hắn sớm muộn đến chết,
chỉ cần hắn vừa chết, Côn Bằng Thánh Ấn thì là của ta. Tại loại này điều kiện tiên quyết, ta lại đem Lý Khinh Ngữ đưa cho Vũ Văn Thánh Thành, cứ như vậy, bọn họ song phương mâu thuẫn, sẽ càng lúc càng lớn. Lớn đến sinh tử chém giết, lớn đến liền trưởng bối đều điều hòa không được trình độ. Vũ Văn Thần Đô tuy nhiên chướng mắt Lý Thiên Mệnh, nhưng nếu là thật có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ cần đem hắn cuốn vào, Lý Thiên Mệnh nhất định phải chết. Cho nên, đây chính là ta đem Lý Khinh Ngữ đưa cho Vũ Văn Thánh Thành nguyên nhân. Lý Thiên Mệnh thiên tư giác tỉnh, Diệp Thanh Tông lão đám người đã đang chăm chú, một khi bọn họ thật bảo trì, ta căn bản không có giết chết Lý Thiên Mệnh cơ hội. Chỉ có Vũ Văn Thần Đô có thể giết hắn. Côn Bằng Thánh Ấn đối Vũ Văn Thế Gia vô dụng, mà ta là Vũ Văn Thái Cực đệ tử, bọn họ nhất định sẽ đến đỡ ta, tương lai chấp trưởng Lý Thị Thánh Tộc, vì Vũ Văn Thế Gia hiệu lực. Đây là chúng ta nhất tộc, đường ra duy nhất. Lý Huyễn Thần ánh mắt nóng rực, tâm tình kích động. Nghe đến đó, Lý Huyền Nhất thở dài một hơi. Hắn không thể không nói, Lý Huyễn Thần nói đến phi thường chính xác. Thế nhưng là đệ đệ ngươi, vốn là đáng thương, cái này thì càng đáng thương. Cha, ta nói thật, thì ngươi cái này phá nhi tử, còn không bằng để hắn đi chết. Hắn ở lại đây thế giới một ngày, chính là chúng ta trong nhà sâu mọt. Vừa sinh ra tới, ngươi nên giết chết hắn. Lý Huyễn Thần nói, ngươi làm sao nói như thế, hắn nhưng là đệ đệ ngươi. Lý Huyền Nhất khó có thể tin nói, cái gì đệ đệ, ta không có loại này thiểu năng trí tuệ đệ đệ. Lý Huyễn Thần nói, Lý Huyền Nhất nắm chặt song quyền, nhìn chòng chọc vào hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, cúi đầu, khoát khoát tay, nói, ngày mai, đi đón dâu. Cha, hy vọng ngươi lý giải ta, ta làm ra hết thảy, cũng là vì nhà chúng ta có thể càng tốt hơn. Lý Huyễn Thần lui lại hai bộ, quỳ trên mặt đất, lễ bái dập đầu ba lần, sau cùng đứng dậy, quay người rời đi. Người sau khi đi, Lý Huyền Nhất nhìn cái bóng lưng kia. Để Lý Thị Thánh Tộc, trở thành Vũ Văn Thế Gia phụ thuộc. Hắn quay đầu, Kim Minh Đại Điện về sau, cũng là tổ tiên yên giấc chi địa. Lý Thị Thánh Tộc, Lý Thị Thánh Tộc, Lý Huyền Nhất nắm chặt song quyền, quỳ trên mặt đất. Tổ tiên, ta là tội nhân, ta không có cốt khí, ta. Đã từng huy hoàng ngày nào đó, một cái kim mạch, liền có thể quét ngang thánh thiên phủ. Mà bây giờ, trở thành lúc trước không có ý nghĩa Vũ Văn Thế Gia phụ thuộc, lại là đường ra duy nhất. Lý Huyền Nhất biết, cái này đến cỡ nào thật đáng buồn. Nhưng là, hắn đã không nhìn thấy đường ra khác, bởi vì, con của hắn, đã đi lên con đường này. Hắn, liền không có còn lại lựa chọn. Lý Thiên Mệnh, lại thế nào bảo trì, bất quá là cái kế tiếp Lý vô địch. Ngươi, chết chắc. Hắn chỉ có thể quay người, đạp vào nhi tử chọn tốt con đường này. Ánh trăng dường như, dưới ánh trăng, hai thiếu nữ, một cái múa đao, một cái xem đao. Minh Nguyệt nhận lấp lóe, Lý Khinh Ngữ nhanh đến cực hạn. Đinh một tiếng, một đạo ánh trăng lóe qua, một cây đại thụ, ầm vang sụp đổ. Dưới ánh trăng, cái kia người mặc trắng đen xen kẽ trường bào thiếu nữ, một thân trung tính cách ăn mặc, nhưng cạn mái tóc dài màu xám phấn khởi, như là nguyệt quang nữ thần. Khinh Ngữ thật là đẹp trai. Khương Phi Linh cực kỳ hâm mộ nói. Nàng kỳ thật cũng muốn, dương đao cưỡi ngựa, vung vẩy đao hà. Đáng tiếc, tay trói gà không chặt, có ta ca đẹp trai không? Lý Khinh Ngữ thu hồi Minh Nguyệt nhận, cười hỏi. Vậy nhưng kém xa, Khương Phi Linh nói. Đáng tiếc, Linh Nhi đẹp mắt như vậy, cũng là ánh mắt kém một chút. Lý Khinh Ngữ lúc cười lên, ánh mắt nhỏ híp lại, có một loại hồn nhiên ngây thơ cảm giác. Nàng tại Khương Phi Linh bên cạnh ngồi xuống. Ở dưới ánh trăng, kéo ra ống tay áo. Trên trời một vầng trăng sáng, trên tay tháng năm giữa trời, cùng nhau lập lòe. Linh Nhi, ta đã khảo nghiệm ra, cái này tháng năm giữa trời hiệu dụng. Lý Khinh Ngữ nói, mau nói, phàm là có ánh trăng ban đêm, ta có thể thông qua cái này tháng năm giữa trời mệnh kiếp, cùng trên trời ánh trăng dung hội. Ánh trăng lực lượng, sẽ nối liền trời đất, hội tụ ở bên cạnh ta, dung nhập thân thể của ta. Cái này khiến ta tại thời điểm chiến đấu. Thú nguyên bên trong có thể mang theo ánh trăng uy lực, tương đương với một loại tăng thêm. Tối nay là trăng tròn, ta cảm giác, cơ hồ vì ta tăng lên nửa cái cảnh giới tăng thêm, tiếp cận tương đương với người sáu thành phụ linh. Nói cách khác, dưới ánh trăng, ta tự động nắm giữ ngũ thành phụ linh hiệu quả, chiến đấu lực càng mạnh. Đây là nàng đơn dựa vào chính mình làm được, tuy nhiên cần ánh trăng chi dạ, nhưng loại biến hóa này, là tháng năm giữa trời mệnh kiếp phụ gia thuộc tính, đã tương đương đáng sợ. Lợi hại. Khinh Ngữ muốn biến thành nguyệt quang nữ thần. Khương Phi Linh cười nói. Thần, nàng không phải rất mộng tưởng loại kia thượng thần cảm giác. Nếu như có thể, nàng tình nguyện là ánh trăng chi ma.
dưới ánh trăng, giết sạch chó bối. Ngày mai, cũng là sinh nhật của nàng. 16 tuổi sinh nhật, cái này vốn phải là một cái giá trị phải cao hứng thời gian, nhưng bởi vì cái kia một tờ hôn ước tồn tại, hết thảy lành lạnh. Ca còn tại tổ địa sao? Lý Khinh Ngữ hỏi, hắn khả năng ngày mai mới đi ra, người yên tâm, hắn khẳng định sẽ đến. Khương Phi Linh tràn ngập lòng tin nói, may mắn có các ngươi tại, không phải vậy, ta tối nay cũng không biết, làm sao đi tới. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói, nàng giơ lên dài nhỏ, hơi hơi uốn lượn minh nguyệt nhận. Kỳ thật, ta cho tới bây giờ chưa từng giết người. Không biết, ngày mai có thể hay không? Lý Khinh Ngữ si mê nhìn lấy đao trong tay. Yên tâm đi, Khương Phi Linh đưa bàn tay đặt ở nàng tay cầm đao phía trên, hé miệng mỉm cười, nói, có hắn tại, không dùng ngươi cầm đao, về sau a, ngươi thì đi theo ca ngươi đằng sau, lăn lộn liền thành. Thật sao, Lý Khinh Ngữ cảm giác tựa như ảo mộng, có huynh trưởng sủng ái cảm giác, thật sự là tốt. Cho nên, dù là ngày mai hung hiểm, nàng giống như chẳng phải e ngại. Bởi vì, hết thảy bất quá là sinh tử, giết, thì xong việc, thì kém một chút, Lý Thần Tiêu chi mộ trước, Lý Thiên Mệnh nhíu chặt lông mày. Một ngày này, hắn cũng không có dựa theo chính mình dự tính bên trong như thế, đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ hai. Không phải thời gian không đủ, mà chính là, còn kém một tầng giấy cửa sổ. Xem ra, ta đem quy nhất cảnh tu luyện nhìn đơn giản. Thiên tư lại cao hơn, tư nguyên cho dù tốt, vẫn là đến tuần hoàn từng bước một cái dấu chân. Quy nhất cảnh mỗi một lần đột phá, đều cần khảo nghiệm ngự thú sư cùng cộng sinh thú tâm linh tương thông trình độ, quy nhất khí chàng dung hợp trình độ. Theo đệ nhất trọng đến tầng thứ hai, không chỉ là lực lượng tăng lên, còn cần, tốt hơn dung hội. Mà huỳnh hỏa cùng miêu miêu thuộc tính khác biệt, linh nguyên không cùng một chỗ, ba cái ở giữa dung hội độ khó khăn, so cả hai muốn vượt qua rất nhiều. Hắn vốn dự tính 10 ngày đột phá quy nhất cảnh tầng thứ hai. Nhưng lần này, thất bại. Theo 10 kiếp luân hồi chi thể giác tỉnh bắt đầu, lần thứ nhất cảm nhận được tu hành thất bại cảm giác mà lại, hắn hôm nay nhất định phải rời đi Lý Thị Tổ Địa. Không đi nữa, gọi Lý Khinh Ngữ bọn họ bà tôn, tăng thêm cái Khương Phi Linh, như thế nào đối mặt khí thế hung hăng tam mạch cường giả. Có lẽ là quá thuận, cho nên ra lệnh cho vận, muốn như thế cách trở ta. Tiểu mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trên cánh tay cái kia giữ tợn văn tự kiếp vòng. Thân thể cái kia gấp 10 lần giả yếu tốc độ, ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng tới hắn trạng thái tu luyện. Loại này giả yếu tốc độ, sẽ để cho tâm tình 10 phần mỏi mệt. Hắn có thể chống đỡ, nhưng là huỳnh hỏa cùng miêu miêu trạng thái, cũng vô cùng thụ ảnh hưởng. Quy nhất cảnh tu luyện, coi trọng ba người phối hợp cùng dung hội, xuất hiện rối loạn, hắn không có thể đột phá đến tầng thứ hai rất bình thường. Thậm chí, liền linh nguyên đều đầy đủ lớn mạnh, nhưng là quy nhất khí chàng dung hội, còn kém một chút. Thì như thế một điểm, đem Lý Thiên Mệnh tại thời khắc mấu chốt này, ngăn cản tại quy nhất cảnh tầng thứ hai bên ngoài. Hôm nay nhất chiến, đối với ta trọng yếu như vậy. So đánh tan Vũ Văn Thánh Thành, đều trọng yếu hơn nhiều. Vận mệnh, lại cùng ta nói đùa. Có điều, ta nửa năm qua này, có thể cũng không phải là đều dựa vào nghiền ép, đánh tan đối thủ. Nếu là có thể đột phá, hôm nay, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng không có thể đột phá, hắn cũng không nóng không vội, bất khuất, không phục. Cái này có lẽ, chính là ta trong đời, đối kháng tiểu mệnh kiếp, nhỏ bé một bộ phận. Về sau, sẽ còn càng nhiều. Tuy nhiên không có thể đột phá, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là có hai cái to lớn thu hoạch. Đệ nhất, sinh tử tiên pháp, câu hồn đại thành. Hao phí 10 ngày khổ tu, độ khó khăn có thể so với thiên sát kiếm tiêu tan. Thứ hai, huỳnh hỏa cùng miêu miêu, lấy thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, huyền hoàng dực, cùng, điện kiếm chi nha, tiến hóa. Bọn họ trong mắt điểm sao, gia tăng đến 8 khỏa. Tuy nhiên cùng cộng sinh thú phẩm giai chưa hẳn ngang nhau, nhưng là chỉ ít đối với người ngoài tới nói. Bọn họ không còn là hèn mọn cấp 7 cộng sinh thú. Cái này một cái tiến hóa nguyên, lại giải khai không ít huyết mạch gông xiềng chi lực. Lần nữa trọng tu, Lý Thiên Mệnh cũng thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Hắn luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên, cơ hồ mở rộng đến có thể so với 10 cái linh nguyên lớn nhỏ trình độ. Liền quy nhất khí chàng cực lớn khí nguyên, cũng đầy đủ có 10 cái khí nguyên lớn như vậy. Nói thật, Lý Thiên Mệnh hiện tại linh nguyên trình độ, có thể so với thánh thú ngự thú sư, đã sớm vượt qua bát giai. Ngoài ra, còn có vĩnh hằng luyện ngục thể cùng thái sơ hỗn độn thể huyết mạch tăng lên, thân thể lực lượng càng tăng mạnh hơn mãnh liệt. Lần này huyết mạch gông xiềng phóng thích, để bọn hắn ba cái ở trên trời tư trình độ phía trên lần nữa tăng lên. Kỳ thật thời khắc này Lý Thiên Mệnh,
cùng thánh thú ngự thú sư, đã không kém bao nhiêu. Mà lại lần này tiến hóa, cho Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, còn mang tới thủ đoạn khác. Tỷ như, Huỳnh Hỏa cánh biến lớn thành dài, thuần màu vàng trên cánh, nhiều mấy đạo màu đen đường vân. Cái này màu đen đường vân, đúng lúc còn đem hai cánh tiểu mệnh kiếp bao trùm. Cái này một đôi cánh, huyền hoàng rực, tựa như là hai thanh kiếm, sắc bén, dọa người. Đến mức Miêu Miêu, chỉ cần nó nhếch môi, liền có thể phát hiện, nó một đôi răng nanh thành dài. Trên đó lôi đình quấn quanh, càng thêm sắc bén, tựa như là bốn thanh kiếm. Đây chính là điện kiếm chi nha. Cái này hai đại thần nguyên, vô cùng thích hợp nó nhóm hiện trạng. Kể từ đó, Huỳnh Hỏa thiên địa nhân tam sát kiếm cùng Miêu Miêu cận chiến chém giết, lại trưởng thành một bước. Cho nên, dù là không có thể đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng lên, đi phó cái này sinh tử cục. Nghĩa phụ, hôm nay Lý Huyền Nhất mang con của hắn, cần nhờ hôn ước đến mang đi khinh ngữ, ngươi theo ta ra ngoài sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, vù vù tương đương Lý Vô Địch trở mình, tiếp tục nằm ngáy o o. Lý Thiên Mệnh không có nhiều lời. Hắn rời đi cái này Lý Thị Tổ Địa, trở về Tùy Duyên Phong. Trên đường, hắn đã thấy cách đó không xa, có một đoàn cộng sinh thú, hướng về Tùy Duyên Phong bay tới. Mấy trăm con cộng sinh thú, quả thực giả thiên tế nhật, khí thế ngập trời. Cầm đầu, chính là nhị tộc trưởng, tam tộc trưởng cùng tứ tộc trưởng. Bọn họ ăn mặc trang trọng, đại khí, toàn thân đều là vui mừng, thậm chí ngay cả còi, kèn đều thổi lên. Vô cùng náo nhiệt, được không long trọng, xem bọn hắn điệu bộ này, hôm nay không mang đi Lý Khinh Ngữ, chắc chắn sẽ không đi. Lý Thiên Mệnh hé mắt, sau đó, hóa thành một tia chớp quang mang, trước một bước, đạt tới Côn Bằng Thánh Điện trước đó. Đứng ở chỗ này, liền có thể nhìn đến, đón dâu đội ngũ, phủ đầu mà đến. Một đám to lớn cộng sinh thú, ầm vang rơi xuống. Sau đó, ngự thú sư nhóm, cao cao tại thượng, miệt thị Lý Thiên Mệnh. Khi bọn hắn này một đám đội ngũ, ầm vang rơi vào Côn Bằng Thánh Điện trước thời điểm, một đám ngự thú sư, theo cộng sinh thú trên thân nhảy xuống tới. Tam mạch tộc trưởng, Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Uẩn Đình toàn bộ trang phục chính thức cách ăn mặc. Đây không phải đón dâu, đây là cướp người. Tại phía sau bọn họ, thì là tam tộc người trẻ tuổi, bọn họ sau khi rơi xuống đất, toàn bộ lấy nóng bỏng ánh mắt, nhìn lấy Côn Bằng Thánh Điện trước duy nhất người Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, Côn Bằng Thánh Điện cửa lớn đóng lại. Ngay tại Lý Huyền Nhất sau lưng, đứng đấy hai người thiếu niên. Lý Kim Sán, người mặc tân lang hồng trang. Hắn tuy nhiên trang điểm qua, nhưng, cũng khó có thể che giấu một thân mỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, còn có cái kia nụ cười bị ổi. Ngược lại là bên cạnh Lý Huyễn Thần, người mặc màu vàng nhạt trường bào, ánh mắt như kim, ánh mắt thâm thúy, trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong hai mắt, hàn mang chợt hiện. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, trực tiếp cùng hắn đụng phải. Đối thủ này, có thể so sánh cái kia 13 tuổi Vũ Văn Thánh Thành muốn khó đối phó quá nhiều. Lý Thiên Mệnh. Chúng ta hôm nay tới đón thân, mời mở ra Côn Bằng Thánh Điện cửa lớn, để Khinh Ngữ lên kiệu hoa. Lý Huyền Nhất mặt mỉm cười nói. Anh vợ, Khinh Ngữ đâu? Cách ăn mặc xong chưa? Lý Kim Sán dướn cổ lên hướng bên trong nhìn, xem ra đã không kịp chờ đợi. Bọn họ tại sao tới nhiều người như vậy? Tự nhiên là bởi vì, hôm nay liền xem như trắng trợn cướp đoạt, đều muốn mang đi Lý Khinh Ngữ. Hôn ước nơi tay, quang minh chính đại, lại có sợ gì? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, cái kia Lý Huyền Nhất thì cười nói. Xem ra, vẫn là muốn dựa theo đón dâu quy củ cũ đến, vàng sáng chói, ngươi mang một đám huynh đệ phá tan Côn Bằng Thánh Điện cửa lớn, dạng này mới vui mừng, mới náo nhiệt. Tốt, cha, các huynh đệ theo ta đi, hồng bao đều lấy được a, ra sức hướng bên trong nhét. Cái này hồng bao bên trong, trang có thể đều là bảo vật ngọc. Lý Kim Sán vẻ mặt tươi cười mà đến. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn đến trước người. Mấy cái trang sức đến vô cùng hoa lệ cái dương. Anh vợ, tự nhiên là lễ hỏi a. Lời nói các người đồ cưới chuẩn bị xong chưa? Lý Kim Sán cười hắc hắc nói. A. Lý Thiên Mệnh gật đầu một cái, đi đến những thứ này cái dương mặt mũi, một chân một cái, trực tiếp đá bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Những thứ này cái dương, trực tiếp ngã xuống vách núi, tại trên tảng đá đâm đến vỡ nát. Bên trong châu báu ngọc thạch toàn bộ lăn xuống đến, vãi đầy mặt đất. Cử động này, trực tiếp đưa tới người tuổi trẻ phẫn nộ cùng ồn ào. Anh vợ, người điên rồi. Lý Kim Sán tức giận nói. Nhiều như vậy lễ hỏi, trực tiếp đá bay ra ngoài, để hắn nhiều mất mặt a. Chỉ là,
Lý Huyền Nhất cùng Lý Diễm Sinh, Lý Uẩn Đình liếc nhau một cái. Lý Thiên Mệnh cử động, một chút cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Huyễn Thần, đem hắn cầm xuống, để đệ ngươi đi vào cưới vợ. Lý Huyền Nhất mỉm cười phân phó. Đúng, phụ thân. Lý Huyễn Thần bước ra một bước, mắt sáng như đuốc. Tại Tam Mạch những người trẻ tuổi kia sôi trào trong ánh mắt, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Đúng vào lúc này, Côn Bằng Thánh Điện đại môn mở ra, Lý Cảnh Du cùng Lý Khinh Ngữ xuất hiện ở đây. Lý Khinh Ngữ hôm nay, người mặc trường bào màu xanh nhạt, tay cầm minh nguyệt nhận, một thân sát khí, từ bên trong đi ra. Lý Cảnh Du sắc mặt âm hàn, tay cầm lấy một cái long đầu quải côn, trú tại trên mặt đất thời điểm, cái này Côn Bằng Thánh Điện đều rung động run một cái. Lý Huyền Nhất, ta lão thái bà, cũng mặc kệ ngươi có cái gì hôn ước, hôm nay, ngươi muốn cướp đi tôn nữ của ta, nhất định phải giết chết ta. Không giết chết được ta, ta liền để ngươi kim mạch, cho ta lão thái bà đoạn tử tuyệt tôn, ngươi hai đứa con trai này, ta toàn bộ bóp chết. Nàng vừa ra tới, một câu nói kia, trực tiếp đem Lý Huyễn Thần bọn người hoảng sợ tại nguyên chỗ. Lý Kim Sán các loại là run run một chút, vội vàng về sau chạy. Nhưng kỳ thật, Lý Cảnh Du loại quyết tâm này, Lý Huyền Nhất làm sao lại không có đoán trước. Hôm nay, vốn chính là đến vạch mặt, làm sao có thể hòa hòa khí khí, thì mang đi Lý Khinh Ngữ. Mấu chốt là, hồn ước nơi tay, hắn làm sao đều đừng ý. Cái này liền đầy đủ. Tộc mẫu, người lớn tuổi, tuyệt đối không nên cậy mạnh, không nói Huyền Nhất huynh, nếu như ngươi không tuân thủ hôn ước, không có khế ước tinh thần, tại cái này nổi điên làm trò hề cho thiên hạ. Vì Lý thị thánh tộc mặt mũi, ta đều muốn bắt lại ngươi. Tứ tộc trưởng Lý Uẩn Đình ra vẻ đạo mạo nói. Đúng, tộc mẫu, tuyệt đối không nên xúc động, không phải vậy đánh lên, ta sợ không cẩn thận, đánh tan ngươi cái này một thân lão cốt đầu, ta cũng đảm đương không nổi. Lý Diễm Sinh cười nói. Đa tạ hai vị vì ta phân rõ phải trái, bất quá, cái này ngày đại hỷ, hai vị có thể là khách quý của ta, sao có thể để hai vị xuất thủ? Ta có thể tự mình giải quyết, Lý Huyền Nhất cười nói. Huyền Nhất huynh đã là thánh chi cảnh giới, mà tộc mẫu gần đất xa trời, Huyền Nhất huynh xuất thủ, cái kia chính là đại tài tiểu dụng. Lý Uẩn Đình su nịnh nói. Bọn họ kẻ sướng người họa, đơn giản cũng là đe dọa Lý Cảnh Du. Lý Cảnh Du đã lớn tuổi rồi. Làm sao có thể cùng chính trực trung niên bọn họ so sánh? Nhất là Lý Huyền Nhất, thánh chi cảnh giới, tùy tiện đều có thể nghiền ép Lý Cảnh Du. Nàng muốn nổi điên, Lý Huyền Nhất cũng sẽ không để cho nàng nổi điên. Cho nên, hắn tự mình ra tay bảo đảm nhất, làm một mình hắn hướng về Côn Bằng Thánh Điện mà đến thời điểm, loại kia khí tràng, không người có thể trấn áp. Liền Lý Kim Sán đều như có thần trợ, sống lưng đứng thẳng lên, cười nói. Tộc mẫu người yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối đãi Khinh Ngữ. Dù là Lý Khinh Ngữ thần sắc lạnh lùng, với hắn mà nói, đều như thế đẹp như tiên nữ. Nghĩ đến về sau phu thê sinh hoạt, ngụm nước liền muốn rớt xuống. Những năm này, trướng mắt hắn Lý Kim Sán nữ tử nhiều lắm, tâm lý một cỗ oán khí, đều muốn phóng thích đây. Tộc mẫu, tuyệt đối đừng châu chấu đá xe. Lý Huyền Nhất hùng hổ dọa người, hắn thánh chi cảnh giới khí chàng áp chế tới, không ai cản nổi. Khinh người quá đáng. Nhưng là, Lý Huyền Nhất vạn vạn không nghĩ đến, đúng vào lúc này, cản ở trước mặt hắn người, không phải Lý Cảnh Du, mà chính là thiếu niên tóc trắng kia Lý Thiên Mệnh. Hắn một đôi sắc bén đôi mắt, tại chính mình uy áp phía dưới, đều có thể nhìn thẳng chính mình. Cái này, cần cường hãn cỡ nào ý chí. Lý Huyền Nhất, còn cho là mình nhìn lầm. Lý Thiên Mệnh, người muốn kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh chi cảnh giới sao? Lý Huyền Nhất cười nhạo. Lý Thiên Mệnh ánh mắt vượt qua hắn, hắn cũng không có phản ứng Lý Huyền Nhất. Lấy Lý Huyền Nhất tuổi tác cùng địa vị, uy hiếp Lý Thiên Mệnh, có gì tài ba? Nói ra, đều khiến người ta chế nhạo. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, khóa chặt Lý Huyễn Thần. Tại Lý Huyền Nhất bàng bạc áp lực bên trong, hắn bỗng nhiên cười. Đó là nụ cười lạnh lùng. Hắn hỏi, Lý Huyễn Thần, ta hôm nay, cho ngươi một cái, để ngươi làm chàng cầm tới Côn Bằng Thánh Ấn, lên làm thiếu tông chủ cơ hội. Câu nói này nói ra, toàn trường đều tĩnh mịch một chút. Ý nghĩ khác con, Khinh Ngữ, theo ta đi, Lý Huyền Nhất lạnh lẽo nói. Hắn căn bản không nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ là cảnh giác nhìn lấy Lý Cảnh Du, chỉ có Lý Cảnh Du, mới có thể cho hắn chế tạo phiền phức. Lý Thiên Mệnh, người có ý tứ gì? Để Lý Huyền Nhất không nghĩ tới chính là, con của hắn Lý Huyễn Thần,
hai mắt nóng rực đáp lại. Lý Huyễn Thần vốn là đang đợi, Lý Thiên Mệnh cùng Vũ Văn Thánh Thành mâu thuẫn trở nên gay gắt, để Vũ Văn Thần Đô chém giết Lý Thiên Mệnh. Như thế, hắn có thể theo năm kiếp luân hồi chi thể Lý Thiên Mệnh trên thân, đạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Côn Bằng Thánh Ấn, mang ý nghĩa có thể đi tổ địa, nhưng Lý Huyễn Thần, đối tổ địa hứng thú không lớn. Hắn muốn là Lý Thị Thánh Tộc chi chủ thân phận, để kim mạch, triệt để trở thành Lý Thị Thánh Tộc chủ nhân. Côn Bằng Thánh Ấn, chính là quan trọng. Hắn vốn là muốn chờ thật lâu. Nhưng là hiện tại, Lý Thiên Mệnh nói thẳng, hắn có thể làm chàng đạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Không dùng đợi lâu. Cái này khiến Lý Huyễn Thần, làm sao không hiếu kỳ. Ta ý tứ rất đơn giản, ta cho ngươi một cái cùng ta giao chiến cơ hội. Ngươi như thắng, giết ta, chính mình lấy ra Côn Bằng Thánh Ấn. Ngươi nếu là thua, hồn ước hết hiệu lực, một đám người bọn ngươi, lăn ra Tùy Duyên Phong. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi, có hay không đáp ứng? Lý Thiên Mệnh không có cùng Lý Cảnh Du, Lý Khinh Ngữ thương lượng qua chuyện này. Nhưng là, quyết định này, hắn rất nhiều ngày trước đều làm được. Ngươi như thế nào cam đoan lời của ngươi nói? Lý Huyễn Thần cảnh giác nói. Cái này đơn giản, ta ngay ở chỗ này lập xuống lời thề. Đây hết thảy, là ta Lý Thiên Mệnh tự làm quyết định, sinh tử của ta từ ta tự mình làm chủ. Nếu là ta chiến bại bị giết, Côn Bằng Thánh Ấn liền là của ngươi, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, càng không trách tội bất luận kẻ nào. Mọi người đều nghe được, nếu như ta chiến tử, kia chính là ta đáng đời, ngươi Lý Huyễn Thần, không dùng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Hắn nói từng chữ, đều nghĩ sâu tính kỹ qua, đều dõng dạc, hào hùng khí thế, thấy chết không sờn. Rất tốt, phi thường tốt, tất cả mọi người nghe được sao? Lý Huyễn Thần thần tình kích động. Hắn thật cao hứng. Đây hết thảy đều là Lý Thiên Mệnh chính mình nói. Nếu như vậy, hắn giết chết thiếu tông chủ, vậy liền không ai có thể có dị nghị. Hắn thuộc về quang minh chính đại, đạt được Côn Bằng Thánh Ấn. So mượn đao giết người, còn muốn quang minh chính đại. Sắp nhanh, đều không cần lấy Lý Khinh Ngữ nịnh nọt Vũ Văn Thánh Thành. Rất hiển nhiên, mọi người tại đây đều nghe được vô cùng rõ ràng. Huyền Nhất Huynh, người thấy thế nào? Lý Diễm Sinh cùng Lý Uẩn Đình, chủ yếu là nhìn Lý Huyền Nhất ý kiến. Hôm nay vốn là muốn tới đón dâu. Nhưng là, nếu như đây là một cái, để Lý Huyễn Thần trực tiếp cầm tới Côn Bằng Thánh Ấn, còn sẽ không bị người nói xấu cơ hội, giống như vô cùng có lời a. Dù sao, một cái Lý Khinh Ngữ giá trị, làm sao có thể cùng Côn Bằng Thánh Ấn so sánh. Lý Huyền Nhất quay đầu, nhìn lấy chính mình nhiệt huyết thiêu đốt con trai trưởng, nhìn lại một mặt mộng tiểu nhi tử. Cha, vạn nhất đại ca bại làm sao bây giờ? Lý Kim Sán khó chịu hỏi. Ngươi im miệng. Lý Huyễn Thần một bàn tay, trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài. Lý Kim Sán kém một chút liền lăn xuống sườn núi. Tại chỗ ngã chết. Hắn ngã trên mặt đất kêu khóc, mặt đều bị đánh sưng lên. Lý Kim Sán, mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta và ngươi cái phế vật này, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Lý Huyễn Thần đối xử lạnh nhạt nhìn Lý Kim Sán một chút. Sau đó, ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Lý Huyền Nhất. Cha, có đáp ứng hay không? Lý Huyền Nhất không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn một tay trưởng khống nhi tử, đã không dễ dàng như vậy nắm trong tay. Nhưng là, hắn không có thể phủ nhận cái này con trai trưởng đấu trí. Càng không thể phủ nhận, hắn bá lực cùng lựa chọn quả cảm. Hôm nay coi như cưới hồi Lý Khinh Ngữ, cũng là đưa cho Vũ Văn Thánh Thành, đồ cũng là Côn Bằng Thánh Ấn. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm trúng tử huyệt của bọn hắn. Hắn làm sao có thể không đáp ứng? Huyễn Thần, đã thiếu tông chủ nguyện ý, cho ngươi một cái khiêu chiến Côn Bằng Thánh Ấn cơ hội. Hắn như thế thưởng thức ngươi, nguyện ý đem tương lai Lý Thị Thánh tộc gánh nặng giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội, đừng cho thiếu tông chủ thất vọng. Tại chúng nhân chú mục bên trong, Lý Huyền Nhất nghiêm túc nói. Lý Huyễn Thần cười. Cha yên tâm. Ta nhất định sẽ cho thiếu tông chủ, đời này lớn nhất kinh hỉ. Đây hết thảy, xác định. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh không có cùng Lý Cảnh Du thương lượng qua. Cho nên, Lý Cảnh Du lo lắng nhìn lấy hắn, tâm lý tự nhiên không chắc. Dù sao, đây là Lý Thiên Mệnh cầm mạng của mình đi chiến đấu. Nãi nãi, ngươi cho ta một cái cơ hội. Mẫu thân từ nhỏ dạy ta, làm người muốn xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng chính mình thật tâm. Các ngươi đối với ta có ân, hôm nay có cơ hội này, ta thế tất lấy tánh mạng báo đáp. Chỉ cầu nãi nãi tha thứ ta,
cầm côn bằng thánh ấn làm tiền đặt cược, nếu là thua, ta thật xin lỗi Lý thị thánh tộc. Nhưng, một trận chiến này, ta tuyệt đối làm đến, không thẹn lương tâm. Một câu không thẹn lương tâm, thật đủ. Ta bảo bối tôn nhi a, ngươi nhìn lầm nãi nãi, nãi nãi mới mặc kệ kia cái gì côn bằng thánh ấn, nãi nãi chỉ muốn để ngươi sống sót a. Lý Cảnh Du khống chế không nổi, nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy liền đơn giản, ngài liền cháu trai ruột đều không tin đảm nhiệm, còn làm cái gì nãi nãi. Ngài thì ở một bên ngồi xuống, để ngài tôn tử, như thế nào đem bọn này cẩu tặc, giết đến bọn hắn sợ chết khiếp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng nụ cười, căn bản không che giấu được hắn ánh mắt thiêu đốt quang mang. Vì cái này nhà, vì huynh đệ tỉ muội mà chiến, sinh tử tính là gì? Người cả đời này, liền yêu cầu nhanh như vậy ý ân cừu, liền yêu cầu ý nghĩ như vậy thông suốt. Liền yêu cầu loại này không thẹn với lương tâm. Linh Nhi, tới. Khương Phi Linh, ngay tại Lý Khinh Ngữ trên thân. Nhìn lại, Lý Khinh Ngữ hốc mắt đã đỏ lên. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Ca, đời ta, muốn vì ngươi đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Người nào như hại ngươi, ta nhất định phải làm cho hắn thịt nát xương tan. Ta đáp ứng ngươi, về sau ta nhất định muốn nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực tu hành, chính mình đi bảo trì tôn nghiêm của mình, đi bảo trì tất cả người trọng yếu, bao quát ngươi. Ánh mắt của nàng, tựa như là hiện tại Lý Thiên Mệnh. Tiểu cô nương, vẫn là buông lỏng một chút tốt, không nên quá nghiêm túc, cho ca cười một cái. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, Khương Phi Linh linh thể, thì theo Lý Khinh Ngữ trên thân, chuyển rời đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Một khắc này, mắc cấp phụ linh, nhiệt huyết nổ tung. Lý Khinh Ngữ chật vật gạt ra vẻ tươi cười. Không sai, chính là như vậy nụ cười. Tiếp đó, ca biểu diễn cho ngươi biểu thị, cái gì gọi là đánh nổ hắn đầu chó. Nói xong một khắc này, Lý Thiên Mệnh quay người, tay cầm đại lôi diệt kiếm, một chân bước ra, đi hướng Lý Huyễn Thần. Tránh ra, để bọn hắn đấu. Tại Lý Huyền Nhất mệnh lệnh phía dưới, côn bằng thánh điện trước đó, tránh ra to lớn chiến đấu không gian. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, cái kia Lý Huyễn Thần đã đổi một thân kim sắc tỏa giáp. Đây tuyệt đối là cấp 6 thú binh, đã bao khỏa hắn trên thân phần lớn muốn hại. Người mặc cái này kim sắc tỏa giáp, trong tay cầm một thanh trường thương màu vàng óng, thời khắc này Lý Huyễn Thần, tựa như là hoàng kim chiến thần. Hắn trường thương, trên dưới hai đầu đều có một cái mũi thương, tựa như là một đầu song đầu xà. Ở phía sau hắn, một đầu màu hoàng kim cự đại bằng điểu, chạy như bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Cái này một cái bằng điểu, ngược lại là cùng Vệ Thiên Thương bọn họ kim xí đại bằng điểu rất tương tự, nói rõ bọn họ tổ tiên họ Lý tổ mẫu, kỳ thật rất có thể đến từ kim mạch. Nhưng là, cái này một đầu bằng điểu, so với Vệ Thiên Thương thập nhị dược kim xí đại bằng điểu, cũng còn muốn uy phong. Bởi vì nó triển khai hai cánh, hết thảy có thập lục dược. Đây là thập lục dược kim xí côn bằng. Nó không chỉ có thập lục dược kim xí đại bằng điểu hình thái, còn có thập lục dược đại côn hình thái. Đương nhiên, hóa thành kim sắc đại côn thời điểm, vậy thì không phải là cánh, mà chính là vây cá. Ầm ầm, cái kia thập lục dược kim xí côn bằng, triển khai hai cánh, chấn động cánh, mặt đất rung chuyển. Lý Huyễn Thần tay cầm cấp 6 thú binh, huyền kim song tiêm chiến thương, bắt được trung gian bộ phận, mũi thương chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Chết, cái kế tiếp nháy mắt, hắn cùng thập lục dược kim xí côn bằng cùng một chỗ, bộc phát ra, bao phủ cuồng phong. Hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Mà giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, trên bờ vai xuất hiện hai con động vật nhỏ. Chỉ là cái này tiểu động vật, so trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Giết! Tiểu hoàng gà, một ngựa đi đầu, bay hướng lên bầu trời. Tại nó dưới thân, Miêu Miêu thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành một đầu hung mãnh hắc ám lôi đỉnh cự thú. Có thể nhìn đến chính là, nó răng nanh, như là bốn thanh cự kiếm, phía trên, lôi đỉnh dày đặc. Tại bọn họ sau lưng, Lý Thiên Mệnh tóc trắng như ma hai mắt đẫm máu, giết vào chiến trường. Đây là quy nhất cảnh đệ nhất trọng, quyết đấu quy nhất cảnh tầng thứ 6. Mặc kệ thắng bại như thế nào, một trận chiến này, đều chính là Lý Thị Thánh Tộc trong lịch sử kỳ tích. Bởi vì liền xem như Lý Thị Thánh Tộc tiên liệt, đều không người có thể làm được loại trình độ này. Lý Huyễn Thần không e ngại bị người nhạo báng, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này, cầm tới côn bằng thánh ấn. Đến lúc đó, thánh ấn tới tay, nhà bọn hắn vẫn có thể đem Lý Khinh Ngữ mang về, hiến cho Vũ Văn Thánh Thành. Vạn chúng chú mục bên trong. Ầm ầm, cái kia người mặc kim sắc tỏa giáp,
nắm giữ thầm trong mắt màu vàng óng Lý Huyễn Thần, cùng áo đen tóc trắng Lý Thiên Mệnh chém giết cùng một chỗ. Làm hoàng kim khí chàng cùng Lý Thiên Mệnh hai đại khí chàng va chạm vào nhau thời điểm, quả thực khí huyết quay cuồng. Không hề nghi ngờ, hoàng kim khí chàng càng hùng hồn, càng bao la hơn. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh hai đại khí chàng, còn có hai cái cực lớn khí nguyên, luyện ngục hỏa cùng hỗn độn điện va chạm phía dưới, làm đến cái này hai đại khí chàng uy lực, có thể chịu nổi cái kia hoàng kim khí chàng. Cái kia thập lục dực kim xí côn bằng đầu tiên thi triển linh nguyên thần thông. Thập lục dực kim cương hộ thuẫn. Cái này thần thông ngược lại là cùng luyện ngục thuẫn giáp có chút tương tự, nhưng xem ra càng thêm lộng lẫy. Bởi vì, cái kia màu hoàng kim cương hộ thuẫn, tại Lý Huyễn Thần trên thân trọn vẹn ngưng tụ 16 trọng. 16 trọng tăng thêm cái kia kim sắc tỏa giáp, phòng ngự lực mạnh bao nhiêu. Xem ra, xác thực so Lý Thiên Mệnh luyện ngục thuẫn giáp hiếu thắng, dù sao, luyện ngục thuẫn giáp cũng không phải là hoàn toàn vì phòng ngự mà sinh. Mà chính là trên đó luyện ngục hỏa, thiêu đốt tại đại lôi diệt kiếm phía trên. Cho dù có Khương Phi Linh, đối mặt cái này cao ra bản thân ngũ trọng cảnh giới đối thủ, Thú Nguyên vẫn là Lý Thiên Mệnh yếu hạng. Nhưng những phương hướng khác, thì không nhất định. Chí ít, Khương Phi Linh thời gian chàng, không gian tường năng lực còn tại tiến bộ. Thời gian chàng điệp ra tại Lý Thiên Mệnh hai trọng khí chàng phía trên, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng trong lúc vô hình, để Lý Huyễn Thần động tác chậm chạp rất nhiều. 16 trọng kim cương hộ thuẫn phía dưới. Hắn như là thiết nhân, hoàn toàn không sợ Lý Thiên Mệnh công kích. Kim cương bất diệt thương đạo. Đây là thượng phẩm quy nhất chiến quyết, giá cả đắt đỏ, chính là Vũ Văn Thái Cực tự mình truyền thụ. Lý Huyễn Thần tay cầm trường thương, cùng cái kia thập lục dực kim xí côn bằng cùng một chỗ, cái kia thập lục dực kim xí côn bằng cánh, như là 16 thanh trường thương. Phía trước nhất Miêu Miêu, đầu tiên muốn đối mặt bọn hắn quy nhất chiến quyết cuồng oanh loạn tạc. Bất quá gia hỏa này là thật hung ác, đừng quản đối thủ là cái gì, thật giết, nó thì cùng không muốn sống giống như sông đi lên. Tại trên đỉnh đầu nó, một cái tiểu hoàng gà tiềm tàng. Giết! Cái này hung mãnh màu đen lôi đình cự thú đụng vào, mở ra miệng rộng trực tiếp cắn xé, cái kia bốn thanh điện kiếm chi nha lôi đình mãnh liệt. Trực tiếp đâm đến Lý Huyễn Thần cùng thập lục dực kim xí côn bằng người ngã ngựa đổ. Xem kiếm! Tiểu hoàng gà hai cánh huyền hoàng dực. Tại hỏa quang lấp lóe chi bên trong lao ra, trực tiếp giết tới Lý Huyễn Thần trước mắt. Thiên địa nhân tam sát kiếm, một kiếm vượt qua một kiếm. Đinh đinh đinh, Lý Huyễn Thần cái kia kim cương hộ thuẫn không ngừng chấn động, nhưng chính là không có phá. Cút, trường thương đâm qua, cương khí nổ bắn ra, tiểu hoàng gà bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nó có thể tính ăn quả đắng một lần. Hoàng kim địa ngục, theo Lý Huyễn Thần ra lệnh một tiếng. Cái kia thập lục dực kim xí côn bằng trên thân kim quang lập lòe, trướng mắt ánh sáng màu vàng trong nháy mắt che đậy rất nhiều người ánh mắt. Ầm ầm, linh nguyên thần thông thi triển đến một nửa, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn trực tiếp nhào tới, đem cái kia thập lục dực kim xí côn bằng áp tại dưới thân, trực tiếp cắn xé. Làm, nhưng là hàm răng của nó, trực tiếp bị vỡ ra. Bởi vì cái này cộng sinh thú trên thân, cũng có cái kia kim cương hộ thuẫn. Các ngươi, quá yếu. Lý Huyễn Thần cười to, hắn cùng cộng sinh thú phối hợp, khí thế ngập trời, đánh đầu thắng đó. Vừa mới nói xong, nghênh đón hắn chính là Lý Thiên Mệnh thiên địa nhân tam sát kiếm. Làm vì bọn họ ba cái chủ thể, Lý Thiên Mệnh chiến lực khẳng định mạnh nhất. Liên tục 6 kiếm. Theo đệ nhất kiếm quỷ vũ, giết tới kiếm thứ 6 thiên kiếp. Không thể không nói, cái này Lý Huyễn Thần là thật mạnh, cảnh giới cao nhiều lắm. Dù là tại thời gian chàng áp chế dưới. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, bạo phát vẫn mãnh liệt. Thương pháp của hắn, tương đương hung mãnh. 300 đâm núi. 300 đạo cương khí, đủ để đâm xuyên sơn phong. 600 xuyên biển. 600 đạo cương khí, đủ để xuyên nứt biển cả. 900 xé trời. Một chiêu cuối cùng này, cùng Lý Thiên Mệnh huyễn diệt một kiếm trực tiếp quyết đấu. 900 đạo cương khí, nát phá thương thiên. Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chính là không có tận cùng cương khí kim màu vàng óng, lít nha lít nhít. Hắn huyễn diệt một kiếm, cùng mũi thương kia quyết đấu cùng một chỗ. Nếu là kiếm ý, khẳng định Lý Thiên Mệnh càng mạnh. Nếu là thú nguyên và khí chàng, khẳng định đối thủ càng hung mãnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh thua một nước. Không thua ở huyễn diệt một kiếm phía trên, mà chính là thua ở cảnh giới phía trên. Chết! Lý Huyễn Thần nhất thương lần nữa đâm xuyên mà đến.
cái này hoàng kim chiến thần, cương khí nghịch thiên. Ầm, mặt bên một cái tiểu hoàng gà đánh tới, cái kia rất nhỏ vũ dực, lần nữa giết ra huyễn diệt một kiếm. Đinh, Lý Huyễn Thần mặt bên trúng kiếm, cái kia 16 trọng kim cương hộ thuẫn, rốt cục vỡ tan. Tiểu hoàng gà lần này, xem như vì Lý Thiên Mệnh chặn chí mạng một chiêu, hóa giải Lý Huyễn Thần tối đỉnh phong nhất thương. Chỉ là tại một bên khác, cái kia thập lục dực kim xí côn bằng hóa thành kim sắc đại côn, hắn trên người có 16 con mọc đầy gai nhọn vây cá. Đối mặt đế ma hỗn độn chém giết, nó đột nhiên giận dữ, thi triển hai loại thần thông hoàng kim lãng chiều cùng cương thiết cổn đao, trong nháy mắt hóa thành máy xay thịt, trực tiếp đem Miêu Miêu bước đến nơi hẻo lánh đi. Giết nó! Lý Huyễn Thần dữ tợn cười to, ngóc đầu trở lại. Hắn lại không thấy được, ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, một đạo huyết sắc cái bóng vượt qua mấy chục mét, trực tiếp đâm vào cái kia kim sắc đại côn trên ánh mắt. Phốc phốc! Đây là câu hồn chi lực. Cái này một roi, câu hồn đoạt phách, mãnh liệt như lôi đình, kim sắc đại côn căn bản không có phòng bị. Nó kêu thảm một tiếng. Nó vốn là tại điên cuồng xoay tròn. Cái này chuyển một cái động, dẫn đến Lý Thiên Mệnh tà ma, hoàn toàn quấn quanh ở hắn trên thân, cái kia gai nhọn, trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong. Bực này lực lượng, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh kéo tới. Không sai, Lý Thiên Mệnh tại Miêu Miêu gặp nạn giây phút đầu tiên, tà ma xuất thủ, đứng vững thập lục dược kim xí côn bằng tuyệt sát. Tiếp theo trong nháy mắt, Miêu Miêu nổi giận. Giống. Một miệng hỗn độn điện cầu, trực tiếp nện ở cái kia kim sắc đại côn miệng phía trên, màu đen lôi đình nổ tung, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Ầm. Lần này, cái này thập lục dược kim xí côn bằng kim cương hộ thuẫn đồng dạng vỡ tan. Muốn chết. Lý Huyễn Thần như là một đạo ánh sáng màu vàng đánh tới. Nhưng không ngờ, mặt bên bỗng nhiên có vô số thiêu đốt lên hỏa diễm cương châm đâm tới. Đây là tiểu hoàng gà phần thiên vũ linh. Đương đương đương. Lý Huyễn Thần chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn có mấy chục con cương châm đâm vào thân thể, trong lúc nhất thời, luyện ngục hỏa ở tại trên thân điên cuồng thiêu đốt. Khác muốn đi qua. Tiểu hoàng gà giết đỏ cả mắt. Rất lâu không có đụng phải loại này đối thủ. Dám đụng ta huynh đệ, ta đem ngươi đốt thành than cốc. Những cái kia không có trúng đích lông vũ cương châm, trọng về thân thể, lần nữa bạo sát. Ngươi nhất định phải chết. Lý Huyễn Thần nổi giận, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, trực tiếp thẳng hướng tiểu hoàng gà. Tiểu hoàng gà vừa nói xong ngoan thoại, giờ phút này, co cẳng liền chạy. Nhưng Lý Huyễn Thần tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền phải đuổi tới nó. Ngay một khắc này, hắn cộng sinh thú truyền đến một tiếng kinh thiên kêu thảm. Lý Huyễn Thần nhìn lại, nguyên lai là cái kia Lý Thiên Mệnh, trực tiếp chém xuống thập lục dực kim xí côn bằng một cái cánh. Nó hóa thành bằng điều trạng thái, bay lên trời, nhưng là để đế ma hỗn độn trực tiếp cho phốc xuống dưới, sau đó bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cho hắn trở về. Một kiếm chấn ngục, nghịch thiên kiếm cương, vèo một tiếng, trực tiếp đứt gãy một cái cánh. Mà hắn Lý Huyễn Thần, còn tại truy tiểu hoàng gà. Truy là có thể đuổi kịp, nhưng là, giữ được bị vây công thập lục dực kim xí côn bằng. Mà nên hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo huyết sắc cái bóng, trong nháy mắt vò tới trước mắt. 900 xé trời. Đinh. Một tiếng vang giòn, binh khí va chạm. Cái kia huyết sắc cái bóng, như là độc xà, lần nữa giết tới. Lý Huyễn Thần nổi giận. Ta muốn đem ngươi, chém thành muôn mảnh. Cái kia một đạo ánh sáng màu vàng, vò tới Lý Thiên Mệnh trước mắt tới. Mũi thương của hắn, quá mức hung mãnh, Khương Phi Linh không gian tường, trực tiếp bị đụng nát. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đi thu thập bị thương thập lục dực kim xí côn bằng, mà hắn, bước ra một bước, áp tại trên mặt đất. Hắn mắt trái liệt diễm, mắt phải lôi đình. Lý Huyễn Thần, không thể phủ nhận, người so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngươi để cho ta minh bạch, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, để cho ta minh bạch, ta bây giờ đạo hạnh còn cạn. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, cũng cảm tạ ngươi để cho ta minh bạch, sinh tử chiến trường, ngoại trừ tu vi chênh lệch, còn có rất nhiều có thể quyết phân thắng thua. Đại đạo không giới hạn, cường giả vô số, không cần thiết, tâm cao khí ngạo. Chỉ có tu vi, có thể quyết phân thắng thua cùng sinh tử. Ngươi yếu, ngươi liền phải chết, Lý Huyễn Thần trầm giọng giết hại. Thật sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là bất tử ý chí. Giết! Một chiêu câu hồn, trước đây đã trúng đích thập lục dực kim xí côn bằng. Lần nữa một chiêu,
như độc xà xuất động. Bạo trong gió, hắn tóc trắng phấn khởi, hai mắt như máu. Hắn lần lượt bị Lý Huyễn Thần bước lui, lần lượt đứng lên, trên thân vết thương dày đặc. Nhưng là, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, nửa người nhuốm máu, chính là hướng đối thủ chứng minh, hắn không bị thua. Lý Huyễn Thần, giết không chết hắn. Hôm nay, chỉ cần ta ở chỗ này, các ngươi người nào, đều mang không đi khinh ngữ. Bởi vì, nàng là em gái ta, là người nhà của ta. Muốn động người nhà của ta, trừ phi ta chết, nếu không, sẽ làm cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Huyễn diệt, câu hồn. Cái này mạnh nhất trên thế giới vĩnh hoàn toàn không phải thủ đoạn, một người chân chính đáng sợ, vĩnh viễn tại ý chí chiến đấu của hắn phía trên. Lý Thiên Mệnh cái kia 3 năm không có chết, tại mấy vạn người trước mặt, bỏ ra một canh giờ giết chết Lâm Tiêu Đình một ngày kia trở đi, hắn triệt để thuế biến. Không người nào biết, cái kia một canh giờ, hắn theo hai tay run rẩy, đến sau cùng lạnh lùng như tử thần. Đến sau cùng, hắn mặt mỉm cười, nhìn lấy Lâm Tiêu Đình dưới kiếm của mình tắt khí. Một khắc này, hắn thành ma. Mà giờ khắc này, đứng tại người nhà trước mặt, hắn cũng là loại này ma. Ngày nào đó, hắn nói qua. Tình chính là trong lòng ma. Hắn chạy không khỏi cái này ma. Trốn bất quá trong lòng nhiệt huyết, chạy không khỏi đối tình truy đuổi. Này sẽ là ái tình, là hữu tình, là thân tình, cũng là cảm ơn chi tình, là thủ hộ chi tình. Đây hết thảy, hợp thành hắn Lý Thiên Mệnh người này. Hắn không sợ chết. Sống có gì vui, chết có gì khổ a? Nếu thật muốn chết, sẽ vì trong lòng nóng rực, oanh oanh liệt liệt mà chết. Chỉ là, hắn ngày đó nói. Từ nay về sau, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Đây là hắn nghịch thiên nhất ý chí. Cho nên, hắn không sợ mạnh hơn đối thủ Lý Huyễn Thần. Hắn giờ phút này, dục huyết phấn chiến, để xuống xiềng xích, kiếm khí trùng thiên. Đinh đinh đinh. Một đạo thân ảnh màu đen cùng một đạo kim sắc thân ảnh, tại cái này côn bằng thánh điện trước chém giết. Xem ra, Lý Thiên Mệnh khẳng định càng hỏng bét. Nhưng là, hắn khí huyết tràn đầy, từ đầu đến cuối, cái kia một đôi mắt, làm cho Lý Huyễn Thần tâm thần rung động. Hắn theo chưa có xem loại ánh mắt này. Vậy liền giống như là hung hãn nhất hung thú, đang bị chọc giận tới nghịch lân thời khắc ánh mắt. Khả năng ngay từ đầu không sợ, nhưng khi cái ánh mắt này, thời khắc gắt gao khóa chặt chính mình thời điểm. Rốt cục có một khắc, hắn sợ hãi. Bởi vì, hắn vẫn luôn giết không chết Lý Thiên Mệnh. Mỗi lần còn kém một chút, nhưng là lại bị ngăn cản. Đối phương ngược lại càng đánh càng hung hãn. Chết! Lý Huyễn Thần nhất thương đâm xuyên, đột phá luyện ngục thuẫn giáp, đâm vào Lý Thiên Mệnh xương bả vai phía trên. Phốc phốc! Đại khái, đâm vào 3 cm. Nhưng là, để xương cốt kẹp lại. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh tay trái, cầm hắn trường thương. Lý Huyễn Thần vốn định nhất thương đâm xuyên trái tim. Nhưng là, hắn mộng. Bởi vì tại trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh cười. Sau một khắc, một đầu to lớn bóng mờ xuất hiện, nhất chảo trực tiếp đem Lý Huyễn Thần đè xuống đất. Ầm ầm, một đạo hỗn độn điện cầu, nện ở trên người, trực tiếp đem Lý Huyễn Thần điện thẳng tắp, toàn thân cháy đen. A! Hắn phát ra chói tai kêu thảm. Nhưng là cái kế tiếp, một đầu xiềng xích, trực tiếp đem toàn thân cuốn lấy. Kim sắc tỏa giáp, không bảo vệ được tất cả bộ phận, tà ma gai nhọn, vẫn đâm vào hắn huyết nhục. Phá! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thú nguyên bạo phát. Phốc phốc! Để hắn run rẩy là, tà ma gai nhọn, đã thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong. Hắn càng giãy giụa, trên thân càng là thủng trăm ngàn lỗ. Khác vùng vẫy, bại tướng dưới tay. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong tay đại lôi diệt kiếm, đâm vào ngực của hắn. Lại động một cái, người có thể sẽ chết. Làm Lý Huyễn Thần nhìn đến thiếu niên tóc trắng này nụ cười thời khắc, hắn toàn thân rung động run một cái. Sau đó, cũng không dám nữa động. Hắn hướng nơi xa xem xét, hắn cộng sinh thú thập lục dược kim xí côn bằng, toàn thân nhuốm máu nằm sấp trên mặt đất. Một cái tiểu hoàng gà, đồng dạng toàn thân nhuốm máu. Nhưng là... Nó vẫn đứng ở thập lục dược kim xí côn bằng trên đỉnh đầu, hướng về Lý Huyễn Thần quăng tới khinh miệt nụ cười. Đáng chết, đây chính là khinh miệt nụ cười. Hắn Lý Huyễn Thần, thua. Hắn triệt để mộng, mà lại sợ hãi. Chiến bại không đáng sợ. Đáng sợ là, phục. Sợ hãi. Run rẩy. Càng run rẩy là, Lý Thiên Mệnh dùng tà ma quấn chặt lấy hắn, sau đó đối với mình hai đầu cộng sinh thú ngoắc.
Cái kế tiếp, khí chàng hội tụ, hắn vậy mà ở trước mặt mình tu luyện. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn cười nói. Lý Huyễn Thần, cảm tạ ngươi, để cho ta càng hiểu quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh, cũng là huynh đệ ở giữa, sóng vai tử chiến. Cho nên, ta hiểu, muốn đột phá. Rốt cục, đến đột phá quy nhất cảnh tầng thứ hai thời khắc. Để Lý Huyễn Thần khó chịu nhất chính là, Lý Thiên Mệnh không phải dựa vào trong chiến đấu đột phá đánh bại hắn. Loại tình huống này, tuy nhiên càng hiếm thấy, nhưng ít ra làm cho Lý Huyễn Thần tâm lý dễ chịu một chút. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh là đánh bại hắn, sau đó đột phá. Cái này, mới nghiêm túc, nổ banh trời. Càng khó chịu hơn chính là, Lý Thiên Mệnh tại tu luyện, nhưng là hắn không thể động a, nhất động, tà ma gai nhọn, đâm vào càng thêm khó chịu. Mà lại, Lý Thiên Mệnh bất quá là kém một tầng giấy cửa sổ thôi. Làm hắn tại sinh tử chiến đấu bên trong, cùng hai cái cộng sinh thú càng thêm tâm linh tương thông thời điểm, lần này đột phá, bất quá là một trận dung hợp. Sau đó, bước vào cảnh giới tiếp theo. Quy nhất cảnh tầng thứ hai. Chỉ cần 10 hơi thời gian. Lý Thiên Mệnh lần nữa mạnh lên, mà lần này, hắn đã để Lý Huyễn Thần, chỉ có thể nhìn lên. Phốc! Nhìn đến thiếu niên này lần nữa mạnh lên, Lý Huyễn Thần tâm lý sinh ra to lớn cảm giác vô lực. Hắn phun ra một ngụm máu. Sau đó, toàn thân xốp mềm, ngã trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Trong lòng run rẩy, có thể nghĩ. Cùng lúc đó, toàn bộ Côn Bằng Thánh Điện, lặng yên im ắng. Những cái kia run rẩy ánh mắt, cùng thời khắc này Lý Huyễn Thần, tương tự như vậy. Quy nhất cảnh đệ nhất trọng, đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 6. Sau khi đánh bại, thuận thế đột phá. Loại chuyện này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, truyền đi đều không người tin tưởng. Đến mức, lấy ba vị tộc trưởng cầm đầu Lý Thị Thánh tộc Tam Mạch, từng cái đều ánh mắt đờ đẫn, nhìn lấy Lý Huyễn Thần đổ vào Lý Thiên Mệnh dưới chân, phủ phục run rẩy. Bọn họ miệng hơi hơi mở ra, sắc mặt đã cứng ngắc, cơ hồ một nửa người trẻ tuổi, đều hít sâu một hơi. Trong lúc bất chi bất giác, chân cũng nhịn không được run rẩy mấy lần. Bọn họ thấy rất rõ ràng. Không thể phủ nhận, Lý Huyễn Thần toàn trường chiếm thượng phong, hoàn toàn phát huy ra hắn Lý Thị Thánh tộc đệ nhất thiên tài siêu tuyệt thực lực. Nhưng là, kết quả sau cùng là hắn chiến bại. Tại trận này sinh tử ao trong chiến đấu, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra cứng cỏi, đấu trí cùng hung hãn, là hắn chí thắng quan trọng. Đương nhiên, hai đầu cộng sinh thú, đồng dạng cũng là quan trọng. Trận này hỗn loạn đoàn chiến, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn có người đếm phía trên ưu thế. Là hắn, chém xuống thập lục dực kim xí côn bằng một cái cánh, mở ra cục diện. Là hắn, đứng vững Lý Huyễn Thần chu sát, thẳng đến để cộng sinh thú đến giúp đỡ chính mình. Đương nhiên, cái này hai đầu cộng sinh thú trong chiến đấu siêu tuyệt biểu hiện, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa ăn ý, đủ để gọi người tán thưởng, gọi người tâm phục khẩu phục. Rất hiển nhiên, giờ phút này toàn trường lặng ngắt như tờ. Không phải là bởi vì bọn họ không cam tâm, mà chính là đại đa số người trẻ tuổi, trực tiếp bị hù sợ, trực tiếp sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phục. Dù là Lý Thiên Mệnh trên thân vết máu loang lổ, trên bờ vai còn đâm ra một cái lỗ máu. Nhưng, đó căn bản che giấu không được, hắn nghiền ép Lý Huyễn Thần sự thật. Mà lại, máu me đầm đìa, càng làm cho hắn lộ ra đến đáng sợ. Đây hết thảy dẫn đến một đoạn thời gian rất dài, bao quát Lý Huyền Nhất ở bên trong tất cả mọi người, đều ánh mắt run rẩy nhìn lấy thiếu niên tóc trắng này. Thiên Mệnh cháu ta. Nghe nói thanh âm này, mọi người xem xét, cái kia tộc mẫu đã điên rồi a. Từng tuổi này, cũng vui vẻ đến nhảy dựng lên. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Đây là nhiệt huyết nam nhi, đỉnh thiên lập địa, không sờn lòng, một trận chiến này, gọi lão thái bà nhìn mà than thở. Tam mạch lũ tiểu nhân, thấy rõ ràng chưa? Cái này, chính là chúng ta chí tôn huyết mạch con cháu. Các ngươi nuôi bọn này vớ va vớ vẩn, có tư cách gì, cùng ta chí tôn huyết mạch con cháu so sánh? Lý Cảnh Du hai tay chống nạnh, cười ha ha, chấn động đến tam mạch người hai lỗ tai oanh minh. Khó chịu nhất chính là, để cho nàng dạng này của trách, bọn họ chỉ có thể cúi đầu xuống, một câu phản đối đều nói không ra miệng. Lý Huyễn Thần đã là Lý Thị Thánh tộc một cái duy nhất tông lão đệ tử thân truyền, mà lại là Vũ Văn Thái Cực đệ tử, đã tương đương xuất sắc. Những người còn lại, căn bản không có so với hắn tư cách, lại làm sao có thể, cùng Lý Thiên Mệnh so sánh. Hôm nay, chỉ sợ là Lý Cảnh Du nhiều năm trước tới nay, thoải mái nhất, vui sướng nhất một ngày.
Lại càng không cần phải nói bên cạnh Lý Khinh Ngữ, đã sớm hai mắt đỏ bừng, trong suốt nước mắt, đã tại trong hốc mắt lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh cho nàng lên bài học. Cái gì gọi là người báo thù ý chí? Một trận chiến này, để cho nàng đời này đều được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, đánh bại Lý Huyễn Thần, mấu chốt nhất, vẫn là muốn xé bỏ hôn ước. Đây chính là Lý Thiên Mệnh vì cái gì lấy tà ma, đem Lý Huyễn Thần trói lại nguyên nhân. Đúng vào lúc này, hắn đem Lý Huyễn Thần kéo tại dưới chân, một đôi thiêu đốt ánh mắt, nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Mời nhị tộc trưởng, tuân thủ hứa hẹn, đem em gái ta hôn ước xé bỏ, từ đó, không lại đề lên chuyện này. Lý Thiên Mệnh từng chữ nói ra, ngữ khí cường thế. Ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn lấy Lý Huyền Nhất. Lý Huyễn Thần sau khi chiến bại, bọn họ tam mạch cơ hồ không một người nói chuyện, Lý Huyền Nhất đôi môi đều run rẩy vài cái. Trong lòng của hắn đến cỡ nào phiền muộn, chỉ sợ chỉ có hắn mình biết rồi. Kiêu ngạo nhất nhi tử, bị quy nhất cảnh đệ nhất trọng Lý Thiên Mệnh dẫm tại dưới chân A. Đương nhiên, hiện tại là tầng thứ hai. Nửa năm, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Hiện tại xem ra, cũng liền hơn nửa tháng đi. Cái này khiến Lý Huyền Nhất làm sao không khó chịu. Hắn không cam tâm A. Đổ ước là Lý Huyễn Thần đáp ứng ngươi, cũng không phải ta đáp ứng. Lý Thiên Mệnh, hôn ước này bên trên có tông lão ký tên, không thể xé bỏ, nếu không cũng là đối tông lão không tôn kính. Lý Huyền Nhất ngụy biện nói. Thật sao, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, nắm chặt tà ma. A, Lý Huyễn Thần nhất thời thống khổ kêu thảm, bởi vì tà ma gai nhọn, nhẹ nhõm đâm vào huyết nhục của hắn. Nắm chặt thời gian, chọc giận ta, phế bỏ hắn linh nguyên, đến lúc đó, người muốn khóc cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh lấy ra tà ma gai nhọn, đến tại Lý Huyễn Thần ở ngực. Cha, đừng đùa, nhanh cứu ta, cha. Lý Huyễn Thần thất kinh, muốn là linh nguyên bị phế, vậy liền xong đời A. Lý Huyền Nhất sắc mặt tái xanh, một đôi mắt, sát khí đằng đằng. Người cũng đã biết uy hiếp ta, là kết cục gì. Tại cái này Lý Thị Thánh Tộc, không ai có thể cứu ngươi. Lý Huyền Nhất cả giận nói. Xem ra ngươi ưa thích nói nhảm. Lý Thiên Mệnh, trực tiếp động thủ. Lý Huyền Nhất tự cho là mình là trưởng bối, liền có thể uy hiếp hắn, vậy liền sai lầm lớn mà sai. Hắn trực tiếp cầm bốc lên gai nhọn, hướng về Lý Huyễn Thần Linh Nguyên đâm tới. Dừng tay, cho đến lúc này, cái kia Lý Huyền Nhất mới gầm thét một tiếng, dáng vẻ hoàn toàn không có. Trong tay của hắn, xuất hiện một tờ hôn ước. Cha, không muốn a, ta hôn ước. Lý Kim Sán kêu khóc lấy, lăn lộn trên mặt đất, như thế một người đại mập mạp, lăn đến khắp nơi đều đang run rẩy. Nãi nãi, nhìn một chút thật giả, Lý Thiên Mệnh nói. Lý Huyền Nhất đã đem hôn ước ném vào dưới chân của các nàng, tông lão ký tên hôn ước, dù sao hắn không chủ động xé nát. Lý Cảnh Du hai tay run rẩy, cầm lên, hôn ước thượng tông lão nét chữ nàng đều biết. Là thật, Lý Cảnh Du kích động nói một tiếng, sau đó thì trước mặt của mọi người. Đem cái này một tờ hôn ước, xé rách thành phấn vụn. Làm xong, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn đến, Lý Khinh Ngư ánh mắt triệt để dễ dàng. Nàng những năm này, chỉ sợ rất hoảng sợ chính mình 16 tuổi sinh nhật đi, nhưng từ đó về sau, liễu ám hoa minh, trời cao mặc chim bay. Tôn Nhi, thương thế có nặng hay không, nãi nãi cho người bó thuốc. Lý Cảnh Du đau lòng đứng ở bên cạnh hắn. Không có việc gì, một chút bị thương ngoài ra, Lý Thiên Mệnh cười nói. Thân thể của hắn có rất cường đại khép lại năng lực, điểm ấy bị thương ngoài ra xác thực không tính là gì. Lý Thiên Mệnh, mau thả người. Lý Huyền Nhất sắc mặt tái xanh gào thét. Chỉ cần Lý Huyễn Thần tại Lý Thiên Mệnh trên tay, hắn làm cái gì cũng phiền phức. Hôm nay cứ như vậy sát phủ rời đi, Lý Huyền Nhất sẽ cam tâm. Hắn nhưng là cái này Lý Thị Thánh tộc đệ nhất cường giả. Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn, bắt giữ con của hắn. Không đòi lại chút mặt mũi. Tuyệt đối không có khả năng. Ta thả Lý Huyễn Thần, người sẽ ngoan ngoãn đi, không nháo sự tình sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hắn so với ai khác đều chú ý cẩn thận, lấy cái này Lý Huyền Nhất tính khí, khiêu khích hắn, nếu là không có con tin, hắn tối thiểu phải đem Lý Thiên Mệnh đánh một trận. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thả người. Lý Huyền Nhất trong ánh mắt, kim quang mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Nãi nãi, giúp ta tìm một cái Diệp Thanh Tông lão. Liền nói bọn họ đã chủ động xé bỏ hôn ước. Cái kia hôn ước nơi tay, Diệp Thanh Tông lão xác thực không tiện ngăn cản Lý Huyền Nhất. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt. Mà lại, Lý Thiên Mệnh có lòng tin,
để Diệp Thanh Tông lão trợ giúp bọn họ. Không cần tìm, chúng ta ngay ở chỗ này. Bỗng nhiên, một hàng ba cái cường giả, theo Tùy Duyên Phong trong núi rừng rậm chân mà ra, đi tới trước mắt của hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy ba người này về sau, trong lòng của hắn triệt để buông lỏng. Bởi vì hắn biết, ba vị này hiển nhiên đã sớm đến, đã xem hết hắn hôm nay biểu hiện. Bọn họ vì sao trong bóng tối quan chiến? Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhất định là vì quan sát Lý Thiên Mệnh năm kiếp luân hồi chi thể. Ba người này là ai? Cầm đầu một vị thanh y trung niên, thon dài thẳng tắp, chỉ có thái dương có một chút tóc trắng. Người này, chính là Đông Hoàng Tông 33 Tông Lão Chi, Diệp Thanh Tông Lão. Tại Diệp Thanh Tông Lão bên trái, đứng đấy một cái thanh niên áo trắng, hắn tay cầm quạt giấy, trên mặt nụ cười, hắn chính là Diệp Thanh Tông Lão Chi Tử, Thanh Thần Sơn Hoàng Sư Diệp Thiếu Khanh. Bên phải vị kia, thì là một vị áo tơ trắng nữ tử. Tuy là một vị xinh đẹp nữ tử, phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng khí khái anh hùng hừng hực, rất có uy nghiêm. Người này Lý Thiên Mệnh cũng đã gặp, nàng chính là Thánh Sơn trưởng lão Diệp Vũ Hề. Diệp Thiếu Khanh cùng Diệp Vũ Hề, đều là Diệp Thanh Tông lão con gái, mà lại còn là song bảo huynh muội, tuần tự xuất sinh. Đông Hoàng Tông Diệp gia, từng danh xưng Thanh Long Diệp gia, năm đó chính là Đông Hoàng trong tông thứ hai đại tộc. Bây giờ, bọn họ đồng dạng xuống dốc không ít, trong gia tộc đứng đầu nhất nhân vật, chính là trước mắt ba vị này. Cái này Thanh Long Diệp gia, chính là Lý Thị Thánh tộc sự suy thoái về sau, vẫn có đảm lượng chiếu cố bọn họ một nhà. Hôm nay có bọn họ, Tùy Duyên Phong, cam đoan bình yên vô sự. Bái kiến Tông Lão, Diệp Hoàng Sư, Diệp Trưởng Lão. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ hành lễ, thái độ cung kính. Thiên Mệnh, trước tiên đem huyễn thần thả. Diệp Thanh Tông Lão nói. Đúng. Bọn họ xuất hiện, Lý Huyễn Thần liền không có giá trị, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thả người. Tà ma giải trừ về sau, Lý Huyễn Thần toàn thân nhuốm máu, cơ hồ là bò lại hắn phụ thân Lý Huyền Nhất bên kia. Không hề nghi ngờ, Lý Huyền Nhất sắc mặt càng thêm khó coi, dù sao, nhi tử thoát khốn về sau, hắn một hơi đều không đạt được a. Hắn chỉ có thể xuất lĩnh tam tộc, bái kiến Diệp Thanh Tông Lão. Lý Huyền Nhất, Diệp Thanh Tông Lão chắp tay sau lưng, thần uy kinh người. Tại Lý Huyền Nhất cúi đầu xuống. Ngươi làm Lý Thị Thánh tộc duy nhất thánh chi cảnh giới, chí tôn huyết mạch xuất hiện Lý Thiên Mệnh dạng này năm kiếp luân hồi chi thể, ngươi hẳn phải biết, đây là tổ tiên tiên linh che chở. Ngươi không những không che chở, phản mà vì bản thân tư dục, áp đặt trấn áp, thậm chí ý đồ giết chết, vì chính mình nhi tử trải đường. Ngươi, không có chút nào Lý Thị Thánh tộc đời đời tiên liệt khí phách. Ta chỉ có thể nói, ngươi lệnh ta thất vọng. Diệp Thanh Tông Lão mỗi một câu, đều bị Lý Huyền Nhất tê cả ra đầu. Tông Lão, ta sai rồi. Hắn quỳ xuống về sau, Lý Diễm Sinh mấy người cũng liền vội cúi đầu quỳ xuống. Không cần, ngươi không phải ta Thanh Thần Sơn người, ta không quản được ngươi, dù sao, ngươi vì hành vi của mình phụ trách đi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, đều là ta Thanh Thần Sơn đệ tử. Ta đã nói qua che chở bảo vệ bọn họ, ngươi cũng đừng đụng, nếu không, ta định cho ngươi biết mặt. Diệp Thanh Tông Lão câu nói sau cùng, ẩn chứa sát cơ. Đúng, Tông Lão, Huyền Nhất biết sai rồi. Lý Huyền Nhất đầu đầy mồ hôi. Cho đến hôm nay, hắn như thế nào lại không biết, sau trận chiến này, bọn họ tam mạch tất cả mọi người, đều khó có khả năng có động Lý Thiên Mệnh cơ hội. Lý Thiên Mệnh muốn chết, cũng chỉ có thể, chết tại Vũ Văn Thế Gia trong tay. Chí ít bọn họ tam mạch, về sau không có khả năng lại đến phiền nhiễu Tùy Duyên Phong. Tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thanh Tông Lão khoát khoát tay, đã lười nhắc lại phản ứng đến hắn. Hắn xoay người lại, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, khóe miệng rốt cục chảy nở một nụ cười. Hôm nay nhất chiến, ta toàn bộ hành trình nhìn. Lý Thiên Mệnh, người biểu hiện ra Lý Thị Thánh tộc khí khái, đương nhiên, cũng biểu hiện ra năm kiếp luân hồi chi thể cường thế. Ta vốn là nói. Cho ngươi thời gian nửa năm, đến quy nhất cảnh tầng thứ ba, cho ngươi một cái chứng minh chính mình là năm kiếp luân hồi chi thể cơ hội. Bây giờ thì nửa vầng trăng nhiều thời gian, ngươi đã quy nhất cảnh tầng thứ hai, đến tầng thứ ba, ở trong tầm tay. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, chỉ ít ta cho rằng, ngươi năm kiếp luân hồi chi thể, lại không lo lắng. Diệp Thanh Tông Lão cảm khái nói. Hắn, đối Lý Thị Thánh tộc tất cả mọi người tới nói, đều đã là kết luận. Đến thời khắc này đến, sẽ không có người đang hoài nghi việc này.
bao quát ở phía xa lặng lẽ quan chiến Lý Huyền Hà, Lý Thần Hoàng các loại thất tinh phong mạch người. Cảm tạ Tông Lão, Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thanh Tông Lão đây là tại trợ giúp hắn. Không cần cảm ơn, là chính người đã chứng minh chính mình, thắng được mọi người tôn trọng. Diệp Thanh Tông Lão nói. Nói thật, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được tiểu sử bên trong miêu tả, Lý Thị Thánh tộc các vị tổ tiên cái bóng. Diệp Thanh trên dưới dò xét, càng ngày càng hài lòng. Tông Lão quá khen. Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, hôm nay vì Lý Khinh Ngữ một trận chiến này, lại có thật lớn như thế thu hoạch. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Thiếu Khanh cùng Diệp Vũ Hề nhìn lấy ánh mắt của mình, cũng có một chút thưởng thức chi ý. Tông Lão, nghe nói Thiếu Khanh hôm nay liền muốn đi Tông Lão hội, tiếp nhận thụ mệnh, chính thức trở thành 33 vị Tông Lão một trong. Lý Cảnh Du mừng rỡ hỏi. Đúng, một hồi chúng ta liền đi qua. Diệp Thanh nói. Chúc mừng Tông Lão, chúc mừng Diệp gia, một môn song Tông Lão. Lý Cảnh Du càng thêm kinh hỉ. Diệp gia thế lực càng mạnh, các nàng bà tôn cũng sẽ càng thêm an toàn. Lý Tộc Mẫu, có kiện sự tình, ta cũng muốn chúc mừng ngươi. Diệp Thiếu Khanh lắc lắc quạt giấy, cười híp mắt nói. Chúc mừng ta, Lý Cảnh Du mơ hồ. Nàng có thể có gì vui sự tình a? Đúng, chúc mừng ngươi. Ta đây, vừa trở thành Tông Lão hội phân cho ta, Thanh Long Kiếm Phong, bây giờ một cái đệ tử thân truyền cũng không có chứ. Cho nên, ta chuẩn bị trước nhận lấy hai cái đệ tử thân truyền, mở tốt đầu. Diệp Thiếu Khanh nháy mắt nói. Hai cái đệ tử thân truyền. Câu nói này nói ra, Lý Huyền Nhất bọn họ cũng nhìn không được ngẩng đầu. Toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc, hiện tại thì một cái Tông Lão đệ tử thân truyền Lý Huyễn Thần. Đệ tử thân truyền thân phận cấp bậc, là trừ 4 cái thái nhất đệ tử bên ngoài cao nhất. Nếu như có thể thành làm đệ tử thân truyền, không nói tài nguyên tu luyện, mấu chốt nhất một chút, cái kia chính là Tông Lão che chở. Tông Lão khổ tâm chỉ dẫn đệ tử, cơ hồ tương đương tại nửa cái con nối dõi, ai dám động đến. Dù sao Lý Huyền Nhất, về sau liền không thể tùy tiện động, nếu là động, cái kia chính là khiêu khích Tông Lão. Đệ tử thân truyền cùng nội tông đệ tử, hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Một tòa thần phong phía trên, nội tông đệ tử có thể lên vạn, nhưng là đệ tử thân truyền, đệ nhất bên trong, số lượng không cao hơn 10 cái. Liên Diệp Tử Y, đều không có thể thành làm đệ tử thân truyền. Diệp Thiếu Khanh trước mắt một người đệ tử đều không có, hắn thủ tịch đại đệ tử, nhị đệ tử, hắn thực tương đương quan trọng. Những thời giờ này, không ít người đều nhờ quan hệ, muốn đem con gái đưa đến hắn nơi này đến, đều bị hắn cự tuyệt. Bao quát đại ca của hắn, đem Diệp Tử Y đưa đến trước mặt hắn, hắn khảo nghiệm một phen, sau cùng lắc đầu cự tuyệt. Có thể thấy được Diệp Thiếu Khanh, đối với mình đệ tử thân truyền coi trọng. Dù sao là người đệ tử thứ nhất, bất luận cái gì Tông Lão đều sẽ rất coi trọng, đệ tử mức độ như thế nào, chính là Tông Lão đại diện. Mức độ kém, mất mặt, người trưởng thượng kia cũng theo mất mặt. Cho nên, làm Diệp Thiếu Khanh nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ nhân tài sẽ kích động như thế. Thiếu Khanh, người muốn thu cái nào hai người, làm đệ tử thân truyền? Lý Cảnh Du hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Bởi vì, Diệp Thiếu Khanh vừa mới chúc mừng nàng. Chẳng lẽ nói, ánh mắt mọi người, rơi vào Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ trên thân. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Diệp Thiếu Khanh mặt mỉm cười, quả nhiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn hơi lung lay một chút quạt giấy, cười hỏi. Lý Thiên Mệnh, Thiếu Tông Chủ là ngươi trọng yếu một cái thân phận, nhưng bây giờ, ta cho ngươi một cái, Thanh Long Kiếm Phong, thủ tịch đại đệ tử thân phận, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Quả nhiên, không ra ngoài dự liệu của mọi người. Mới lên cấp Tông Lão Diệp Thiếu Khanh, muốn thu Lý Thiên Mệnh vì thủ tịch đại đệ tử. Đây hết thảy thuận Lý Thành Trương. Dù sao, năm kiếp luân hồi chi thể thiên phú, tăng thêm Lý Thiên Mệnh hôm nay biểu hiện, đủ để tin phục Tông Lão. Duy ngăn chờ một chút Diệp Thiếu Khanh, khả năng cũng là Lý Vô Địch chi tử cùng Vũ Văn Thế Gia không thể tiêu trừ cừu hận. Nhưng, Diệp Thiếu Khanh tựa hồ cũng không cân nhắc điểm này. Có thể Lý Thiên Mệnh biết, hắn tuyệt đối cân nhắc qua. Đã cân nhắc qua, còn nguyện ý tiếp nhận Lý Thiên Mệnh, nguyện ý chỉ dẫn, bảo trì, đây là cái gì khí phách. Không nói cái này Diệp Thiếu Khanh, bản thân thì rất có bản lĩnh, hiện tại cũng là trẻ tuổi nhất Tông Lão, tiền đồ vô lượng. Coi như hắn chỉ là một trưởng lão, điện khanh, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không do dự. Người khác để mắt ngươi, nguyện ý bảo trì ngươi, còn cân nhắc. Cho nên, hắn cơ hồ không chút do dự, trực tiếp hành lễ, nói.
đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến sư tôn. Nhân sinh liền là như vậy thú vị, lúc trước không có trở thành Mộ Dương đệ tử, không nghĩ tới đi vào Đông Hoàng Tông, gặp Diệp Thiếu Khanh sư tôn như vậy. Người trẻ tuổi, không muốn khỉ gấp, hiện tại bái vô dụng, tối nay thu thập một chút, ngày mai đi Thanh Long Kiếm Phong, chính thức bái sư. Diệp Thiếu Khanh nói, vâng, bởi vì cái gọi là, một ngày là thầy, cả đời là cha. Lý Thiên Mệnh tự biết chính mình thiên phú không tồi, nhưng là hắn xưa nay không phập phồng không yên, cảm thấy mình như thế nào lợi hại. Người cả đời này, có thể gặp được đến Diệp Thiếu Khanh loại này quý nhân, đó là một loại phúc khí. Thật giống như gặp phải Mộ Dương, cho mình quá nhiều chỉ dẫn. Cho nên, hắn bây giờ đối cái này Diệp Thiếu Khanh, đồng dạng tràn ngập tôn kính. Rất quan trọng một chút, Lý Thiên Mệnh thân phận đặc thù, thu hắn làm đồ là một loại chỗ đứng cùng tỏ thái độ, nhưng Diệp Thiếu Khanh không do dự, đây cũng là một loại ân đức. Có quan hệ thầy trò, đã cũng là vinh nhục cùng hưởng, thậm chí sinh tử một thể. Đối phương như thế khẳng khái đại khí, Lý Thiên Mệnh là tri ân đồ báo người, như thế nào không nội tâm cảm kích. Hắn không có nhiều lời, nhưng sau đó, cũng đã đem bọn hắn Diệp ra ba vị, cũng làm là chính mình sinh mệnh bên trong quý nhân. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn đến, không ít Lý Thị Thánh tộc đệ tử, đều hướng về chính mình quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cái này ánh mắt, sớm đã không có xem thường cùng trêu đùa. Chỉ có cực kỳ hâm mộ, kính sợ. Tại Đông Hoàng Tông, thiếu tông chủ thân phận là một cái đặc thù chê cười, nhưng là Thanh Long Kiếm Phong thủ tịch đại đệ tử thân phận, lại là một loại vinh dự. Thiên Mệnh cháu ta a, muốn rất cảm tạ ngươi sư tôn, có sư tôn, ngươi về sau liền không tính bấp bênh, cũng là có người bảo bọc. Lý Cảnh Du đọc ở đây, lại là nước mắt tuôn đầy mặt a. Lúc trước nếu là có người, dám nhận lấy Lý Vô Địch làm đệ tử, chỉ sợ cũng không đến mức luân lạc tới này. Đối với chuyện này, Diệp Thanh rất hổ thẹn. Lúc trước hắn cùng Lý Vô Địch cũng coi như có đệ tử duyên phận, nhưng bởi vì một ít chuyện, có một chút ngăn cách. Mà lại, Lý Vô Địch tính cách thoải mái, trực lai trực khứ, không giống Lý Thiên Mệnh dạng này trầm ổn, nói thật, không phải rất lấy trưởng bối ưa thích. Có người bảo bọc, có đệ tử thân truyền chính thức thân phận, Lý Thiên Mệnh sau đó tại Đông Hoàng Tông, tuyệt đối phải vững vàng rất nhiều. Sư đồ là duyên phận, không có gì tốt tạ, về sau có cái gì thành tựu, còn phải xem Thiên Mệnh tạo hóa của mình. Diệp Thanh Tông lão nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, Diệp Thiếu Khanh muốn thu cái thứ hai đệ tử, là Lý Khinh Ngữ. Nhớ đến Lý Khinh Ngữ nói, Diệp Thiếu Khanh cho nàng lập qua mục tiêu. 17 tuổi tới trước quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lấy nàng hiện tại thiên tư, thì kém một trọng, khẳng định không thành vấn đề. Khinh Ngữ, người lúc đó đánh bại Diệp Tử Y, ta thấy được. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hoàng sư, Lý Khinh Ngữ hơi hơi cúi đầu, thần sắc đồng dạng có chút kích động. Người tính tình trầm tĩnh, nguyện ý chịu khổ, mười mấy năm qua, người đều dựa vào chính mình, từng bước một đi đến bây giờ. Người vĩnh viễn là nghe giảng bài lớn nhất chăm chú đệ tử, ta nhìn ngươi trưởng thành. Lấy tâm tính của ngươi, ta kết luận ngươi tương lai thành liền sẽ không kém, bởi vì cái gọi là, ông trời đền bù cho người cần cù. Ta không có cho Diệp Tử Y cơ hội, bởi vì ta kiên định cho rằng, tâm tính của nàng táo bạo, không có cường giả ý chí, tuy nhiên nàng thiên tư không kém ngươi, nhưng, ta rất khó dạy tốt nàng. Mà ngươi, là một khối siêng năng ngọc thô. Cho nên... ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi trở thành ta cái thứ hai đệ tử, ngươi có tiếp không thụ. Diệp Thiếu Khanh là cái thoải mái người. Hắn không ngại ở đây làm mọi thuyết Diệp Tử Y cùng Lý Khinh Ngữ khác nhau. Đây là hắn nhiều năm như vậy nhìn ra được. Hắn những ngày qua, cự tuyệt Diệp Tử Y, cùng huynh trưởng náo động lên không ít mâu thuẫn, trong lòng cũng có chút âu lửa. Nhưng là, tiêu chuẩn của hắn sẽ không cải biến. Dù sao hắn nói, thật muốn thu. Muốn cho Diệp Tử Y một cái đệ tử thân truyền thân phận, vẫn là tìm hắn cha Diệp Thanh đi. Thu thân cháu trai cháu gái làm đồ đệ, mặc kệ thiên tư như thế nào, đều cho một cái đệ tử thân truyền thân phận, tông lão hội không ít tông lão đều như vậy làm. Chỉ là bọn hắn Diệp gia một chút giữ vững được một chút, đã tốt muốn tốt hơn thôi. Diệp Thanh nhìn không được con trai trưởng cùng Diệp Tử Y quấy rầy đòi hỏi, đã đáp ứng cho Diệp Tử Y đệ tử thân truyền thân phận. Nếu không phải như thế, Diệp Thiếu Khanh hôm nay cho Lý Khinh Ngữ cơ hội, sau khi trở về, còn phải cùng huynh trưởng ồn ào một trận. Mà Lý Khinh Ngữ, là rõ ràng nhiều như vậy chi tiết. Nàng tự nhiên so Lý Thiên Mệnh muốn kích động rất nhiều.
bởi vì đây là đối nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, lớn nhất khẳng định. Làm Diệp Thiếu Khanh sau khi nói xong, nàng thì cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu, ngay cả lời đều nói không ra miệng. Rất tốt, lấy sau tiếp tục cố gắng, không muốn cô phụ phụ mẫu cùng kỳ vọng của ta. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Đúng, sư tôn, nhất định, Lý Khinh Ngữ kiên định nói. Lý Thiên Mệnh vì nàng cao hứng. Bất quá, hắn cho rằng Diệp Thiếu Khanh nói sai một chút. Cái kia chính là, sau đó, Lý Khinh Ngữ thiên phú, tuyệt đối không phải cùng Diệp Tử Y không kém bao nhiêu. Được rồi, ngày mai đến Thanh Long kiếm phong bái sư, chúng ta đi trước. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hắn còn muốn đi tông lão hội, chính thức biểu diễn đây. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn Diệp tông lão, cung tiễn Diệp trưởng lão. Lý Khinh Ngữ tôn kính nói. Khinh Ngữ, thật sự là cô nương tốt, liền Diệp Vũ Hề cũng than thở một câu. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Côn Bằng Thánh Điện. Bỗng nhiên, nàng lúc này mới phát hiện, Côn Bằng Thánh Điện cửa, đứng đấy một cái say khướt nam tử. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay vuốt ve lấy tròn vo cái bụng, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Diệp Vũ Hề. Sau đó nói, mỹ nữ, tối nay rửa sạch sẽ, đến phòng ta, hầu hạ bản tông chủ. Diệp Vũ Hề trên ót rớt xuống ba giọt mồ hôi lạnh. Cút! Nhìn đến hắn, nàng thì một bụng tức giận. U, vẫn rất hung, ta thích. Say rượu nam tử cười nói. Diệp Thiếu Khanh, ngẩng đầu, nhìn nam tử này liếc một chút. Hắn khẽ mỉm cười một cái, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn cùng phụ thân, muội muội cùng một chỗ, theo gió tan biến, trong nháy mắt rời đi. Cái kia say khướt nam tử, cũng là Lý Vô Địch. Cha! Lý Khinh Ngữ rưng rưng đi lên, muốn ôm ấp hắn. Mau mau cút, trên người ngươi quá thúi, đừng nghĩ làm bẩn ta thơm ngào ngạt thân thể. Lý Vô Địch vội vàng chạy đi, lại chạy trở về Lý Thị Tổ Địa đi. Lưu lại Lý Khinh Ngữ một mặt mộng. Cha, ghét bỏ trên người nàng quá thúi. Chính ngươi một thân tử khí, mùi thối, mấy trăm năm không có tắm rửa, ngươi mới thối đi. Lý Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt. Bày ra cha như vậy, thật sự là đủ a. May mắn, Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh cùng hắn không giống nhau. Tam mạch đội ngũ, chật vật trở về. Lý Huyền Nhất cùng Lý Huyễn Thần cha con, ngồi tại một đầu côn bằng cự thú trên thân. Sắc mặt của bọn hắn, một cái so một cái khó coi. Cái này Lý Thiên Mệnh, dẫm lên đầu của ta, để Diệp Thiếu Khanh coi trọng. Hắn thành đệ tử thân truyền, liền ngươi cũng không thể động. Lý Huyễn Thần hận a. Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ một khắc này. Sắc mặt hắn đều đã bóp méo. Lý Huyền Nhất sắc mặt thảm đạm. Hôm nay, chúng ta xem như mặt mũi mất hết. Hắn không thể trách tội này nhi tử, không phải Lý Huyễn Thần biểu hiện không tốt, mà chính là Lý Thiên Mệnh, biểu hiện quá tốt. Đến mức, hắn hiện tại so nhi tử còn khó chịu hơn. Năm đó một tay đổ ước, hôm nay hoàn toàn hết hiệu lực, chẳng những mất mặt xấu hổ, còn để Lý Thiên Mệnh chân đạp bọn họ, trèo lên Diệp gia, từ đó cùng Diệp gia ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Khó chịu, phiền muộn, trong lồng ngực giống như có nước đắng giống như, mà lại Lý Huyễn Thần còn toàn thân đều là thương thế. Nơi xa còn có cái kia Lý Kim Sán, không ngừng kêu khóc. Hắn lại nhao nhao, ta đem hắn đầu lưỡi cắt, Lý Huyễn Thần táo bạo nói. Đừng làm rộn, Lý Huyền Nhất quát lớn một tiếng. Lý Huyễn Thần tự biết hôm nay là chính mình làm hư, tính khí cũng mất. Diệp gia vì gì lớn mật như thế, bọn họ loại hành vi này. Không phải liền là cùng Vũ Văn gia tộc làm. Nhất là cái kia Diệp Thiếu Khanh, ta nghe nói là Vũ Văn Thái Cực đầu tiên bảo vệ hắn thành tông lão, lúc này mới vừa thành công đâu, lập tức liền cho Vũ Văn gia tộc sắc mặt nhìn. Lý Huyền Nhất không nghĩ ra. Diệp gia cùng chúng ta Lý Thị Thánh tộc vốn là đi được gần, nhất là chí tôn huyết mạch, tổ tiên bao nhiêu đời đều là như vậy. Không phải nói, bọn họ tổ tiên là Lý Thị Thánh tộc một tay đến đỡ lên gia tộc sao? Ta đoán chừng. Cũng là thực chất bên trong nô tính tại quấy phá đi. Lý Huyễn Thần khinh bỉ nói. Nói hình như, hắn không phải Lý Thị Thánh tộc một viên giống như. Diệp Thiếu Khanh, đã từng cùng Lý Vô Địch cũng là tốt hữu. Diệp Vũ Hề, còn truy cầu qua Lý Vô Địch một đoạn thời gian. Chỉ là Lý Vô Địch lựa chọn Mộc Hà, dẫn đến có một đoạn thời gian, hai nhà không có tới hướng. Lý Vô Địch cũng là đoạn thời gian kia phế bỏ, nói đến. Diệp Thanh Tông lão khẳng định vì chuyện này thật đáng tiếc, mới có thể đến giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Có điều, năm đó Vũ Văn gia tộc, cùng hiện tại Vũ Văn gia tộc, không phải một cái khái niệm.
Vũ Văn Thái Cực, cũng không phải Diệp Thiếu Khanh có thể so sánh. Xem ra, Diệp gia vẫn là đắm chìm trong chính mình đã từng là đệ nhị gia tộc trong huyễn tưởng, không biết thời thế. Chờ xem đi, kết quả của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không quá tốt. Cái này Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng rằng thành Diệp Thiếu Khanh đệ tử thân truyền, liền có thể gối cao không lo. Hiện tại, là Vũ Văn Thế gia lười nhác chú ý hắn cái này vô danh tiểu tốt, muốn là chú ý, hắn nhất định xong đời. Cha con bọn họ, một người một câu, nói đến hai mắt đỏ thẫm. Huyễn thần, Vũ Văn Thánh Thành bên kia, ngươi có thể nghĩ biện pháp, trợ giúp, để lửa này triệt để bốc cháy. Lý Huyền Nhất ánh mắt lạnh lẽo nói. Cha, ngươi cái này yên tâm, loại chuyện này ta am hiểu. Vũ Văn Thánh Thành đang ở nhà bên trong chờ ta trở về đây. Lý Huyễn Thần nói. Hôm nay, Vũ Văn Thánh Thành đã chuẩn bị tốt, thay thế Lý Kim Sán đêm động phòng hoa trúc đây. Hắn như thế nào đoán trước, tam đại mạch thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Huyễn Thần trở lại Kim Minh Phong, chịu đựng một thân thương thế, trực tiếp tới tìm Vũ Văn Thánh Thành. Cái kia Vũ Văn Thánh Thành, chính đang nóng nảy chờ đợi. Vô ý ở giữa, có thể nhìn đến trong miệng hắn trống trơn, bốn cái răng cửa đã bay, vừa nói đều muốn hở. Cái này 13 tuổi tiểu thiếu niên, trong mắt đều là bạo lệ chi khí. Thời gian quá dài, hắn đã đợi không kịp. Lý Huyễn Thần, trở về rồi. Người đâu? Vũ Văn Thánh Thành nhìn đến hắn về sau, trực tiếp nghênh đón đi lên. Xuất hiện biến cố, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lý Huyễn Thần vội vàng nói. Thất bại, Vũ Văn Thánh Thành nghiến răng nghiến lợi, hắn đẩy Lý Huyễn Thần một thanh, cả giận nói. Ngươi là phế vật sao? Chút chuyện này đều không giải quyết được. Trầm Uyên chiến trường, tại một đám mỹ người trước mặt bị đánh rơi răng cửa, cái kia mất mặt hình ảnh. Nhớ tới đều muốn toàn thân phát run a. Chỉ có để Lý Khinh Ngữ tại dưới chân run rẩy mới có thể giải cái này mối hận trong lòng. Còn không có, ngươi nghe ta nói. Lý Huyễn Thần đem chuyện đã xảy ra miêu tả một chút. Diệp Thiếu Khanh, thu hắn làm đồ đệ. Cái này người Diệp gia có thể a, đây là muốn cùng chúng ta Vũ Văn Thế gia khiêu chiến sao? Vũ Văn Thánh Thành cười lạnh. Thánh Thành, nói thật, ta cảm thấy chuyện này không thể coi thường. Ngươi nhất định muốn trở về nói cho trưởng bối, không cần thiết để Lý Thiên Mệnh quật khởi, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể, thiên phú thật vô cùng đáng sợ. Ngươi phải nói cho ngươi cha ngươi nhất định sẽ có cử động. Lý Huyễn Thần nói. Ngươi đây yên tâm, cha ta tin tức linh thông, hiện tại đoán chừng đều biết. Có điều, ngươi không cần khẩn trương, coi như Lý Thiên Mệnh, thiên tư lại xuất chúng, chọc giận chúng ta đều phải chết. Lý Vô Địch cũng là hắn vết xe đổ. Còn không phải bị cha ta nhẹ nhõm cạo chết. Vũ Văn Thánh Thành kiêu ngạo nói. Nói thật, cũng không cần đến cha ngươi xuất mã, ca ngươi muốn thì nguyện ý vì ngươi ra mặt, thu thập cái này Lý Thiên Mệnh, bất quá là một chiêu sự tình. Lý Huyễn Thần nhớ tới người kia, tâm lý vô cùng tán thưởng. Ta ca cộng sinh thú tiến hóa thành cấp 4 thánh thú, hắn cũng là quá kiêu ngạo, chướng mắt Đông Hoàng Tông đối thủ. Muốn để hắn xuất thủ tương đối khó. Có điều, cha ta qua mấy ngày. Muốn để ta cộng sinh thú tiến hóa thành vì cấp 2 thánh thú, ta đến lúc đó tranh thủ cùng nhau đột phá, đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Khi đó, ngươi cùng Lý Thiên Mệnh, đều không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Thánh Thành tự tin nói. Cấp 2 thánh thú, Lý Huyễn Thần hâm mộ. Có cấp 2 thánh thú nơi tay, ngươi muốn là lại đột phá, nghiền ép Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề. Lý Huyễn Thần coi là thật hâm mộ. Cái này 13 tuổi tiểu hài tử. Một chút thì đuổi kịp chính mình. Thực lực phương diện, không cần ngươi quan tâm, ta lại hỏi ngươi, ta Lý Khinh Ngữ đâu? Vũ Văn Thánh Thành đều chuẩn bị sẵn sàng, tâm tình vẫn là bực bội. Ngươi cái này yên tâm, Lý Khinh Ngữ thành Thanh Long Kiếm Phong đệ tử, nhưng hắn cũng không phải một mực đợi tại Thanh Long Kiếm Phong. Thánh Thành, ngươi chờ ta nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, đến lúc đó, để cái này Lý Khinh Ngữ, mọc cánh khó thoát. Đến lúc đó, gạo biết rõ hơn. Ta nhìn nàng có thể như thế nào? Lý Huyễn Thần âm u nói. Nàng không phải thành đệ tử thân truyền sao? Dạng này sẽ có hay không có phiền phức? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Người đây cứ yên tâm, ta có 100 loại biện pháp để cho nàng im miệng, một chữ cũng không dám từ. Để cho nàng từ đó trở thành ngươi độc chiếm. Lý Huyễn Thần dữ tợn nói. Thật sao? Ta cần một vật, tuyệt đối có diệu dụng, chờ ta nắm bắt tới tay ta lại nói cho ngươi. Lý Huyễn Thần hướng dẫn từng bước nói. Thứ gì?
hãy cho ta thừa nước đục thả câu. Được, xem ngươi rồi. Mạo hiểm. Lý Huyễn Thần không muốn quản. Hắn chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh cùng Vũ Văn gia tộc người, không muốn sống một dạng giết. Đến lúc đó, hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Dù sao cái này Vũ Văn Thánh Thành, đã bị phẫn nộ cùng khát vọng làm choáng váng đầu óc. Lại không biết, hắn cũng bị lửa giận che đôi mắt. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh liền muốn đi Thanh Long Kiếm Phong bái sư. Về sau, Lý Huyễn Thần đạt được côn bằng thánh ấn cơ hội, sẽ chỉ càng ít. Hắn, không có đường lui. Ngày thứ hai, Thanh Long Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh sáng sớm thì đi tới nơi này. Thanh Long Kiếm Phong, thẳng tắp mà dốc đứng, như là một thanh trường kiếm, đâm về Lăng Tiêu. Một cỗ ngập trời kiếm ý, ẩn chứa tại cái này Thanh Long Kiếm Phong núi đá bùn trong đất. Tại Thanh Long Kiếm Phong cao nhất đỉnh núi phía trên, kiến tạo có một tòa Thanh Long Kiếm Cung. Thanh Long Kiếm Cung, chính là Tân Tông Lão Diệp Thiếu Khanh phủ đệ, cũng là Thanh Long Kiếm Phong hạch tâm chi địa. Nói thật, trước ngày hôm qua, ngọn núi này không gọi Thanh Long Kiếm Phong, tòa phủ đệ này cũng không gọi Thanh Long Kiếm Cung, đến mức trước kia kêu cái gì, đã không trọng yếu. Tương lai chỉ cần Diệp Thiếu Khanh vẫn là Tông Lão, Thanh Long Kiếm Phong danh xưng liền sẽ không cải biến. Thanh Long Kiếm trong cung, đang có thập đại điện khanh, rất nhiều hoàng sư cùng tu vi thiên tư chắc tuyệt nội tông đệ tử, tụ tập ở chỗ này. Bọn họ, đều là lên một cái tông lão để lại tài phú. Về sau, liền trở về thuộc Diệp Thiếu Khanh quản hạt. Nơi này vô chủ có thời gian mấy năm, hôm nay rốt cục có mới tông lão. Hôm nay chính là Tân Tông Lão cùng Thanh Long Kiếm Phong điện khanh, hoàng sư cùng nội tông đệ tử gặp mặt thời gian, nghe nói, cũng là Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ ngày. Trên một đời Tông Lão sau khi mất đi, Thanh Long Kiếm Phong liền không có đệ tử thân truyền. Lý Thiên Mệnh liền đứng tại cái này Thanh Long Kiếm Cung bên trong, mà Lý Khinh Ngữ thì đứng tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh thân. Cao tọa phía trên, Diệp Thiếu Khanh chính chậm rãi mà nói. Tân Tông Lão kế vị, hắn nhất định phải lập xuống quy củ, nghiêm minh hình phạt. Thậm chí muốn, phục chúng. Điểm này, Diệp Thiếu Khanh đã làm được còn có thể, hắn mặc dù là trên xuống Tông Lão. Nhưng đại cục đã định, không phục tùng hắn người, chí ít trên mặt nổi không nhiều. Cái này gọi là viên hồn thiên điện khanh, có phải hay không cùng sư tôn có mâu thuẫn? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía dưới trong đám người, một cái cao lớn to con nam tử áo đen hỏi. Đúng vậy, viên hồn thiên là nơi này trẻ tuổi nhất điện khanh, cũng là trên một đời tông lão đệ tử thân truyền, nơi này có rất nhiều người đều muốn cho hắn kế nhiệm tông lão. Có điều, sư tôn thực lực mạnh hơn hắn. Còn càng trẻ tuổi một chút. Tại cuối cùng quyết chọn bên trong, sư tôn ba kiếm đánh bại viên hồn thiên, mới làm đến đại đa số tông lão, đem số phiếu đầu cho sư tôn. Lý Khinh Ngữ tôn kính, thậm chí sùng bái Diệp Thiếu Khanh. Tuy nói vừa thành là thầy trò, nhưng Diệp Thiếu Khanh làm hoàng sư những năm này, cũng thường xuyên chỉ dẫn nàng. Thì ra là thế. Cái này viên hồn thiên đã bị Diệp Thiếu Khanh đánh bại. Bằng không, lấy cái này viên hồn thiên thân phận. Hôm nay khẳng định còn muốn làm khó dễ. Dù sao, hắn cơ hồ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, chính là mục đích chung. Chư vị, sau cùng nói một câu, ta tuy nhiên vừa tới cái này Thanh Long Kiếm Phong, nhưng, về sau nơi này hết thảy, ta đều sẽ phụ trách tới cùng. Diệp Thiếu Khanh đứng lên. Đúng, Tông Lão. Viên hồn thiên coi như vừa vặn, hiện tại đại cục đã định, hắn cùng còn lại 9 cái điện khanh cùng một chỗ, bái phục Diệp Thiếu Khanh. Dù sao. Ba kiếm đánh bại, hắn đã không có tính khí. Có bọn họ ủng hộ, Thanh Long Kiếm Phong tông lão vị trí, đã hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiếu Khanh rất hài lòng, hắn cười một chút, sau đó hướng Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ ngoắc. Tiếp đó, đến thu đồ đệ nghi thức. Thừa dịp hôm nay đại hỷ, ta lại thu 2 vị đệ tử thân truyền, phân biệt là thủ tịch đại đệ tử Lý Thiên Mệnh cùng nhị đệ tử Lý Khinh Ngữ. Ở đây, chiêu cáo toàn tông. Câu nói này trước mặt mọi người nói ra miệng, chẳng khác gì là hướng toàn bộ Đông Hoàng Tông tuyên cáo. Từ đó về sau, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, chính thức trở thành Thanh Long Kiếm Phong đệ tử thân truyền. Bọn hắn thân phận địa vị, so với trong đại điện các đệ tử cũng cao hơn. Đem các ngươi Thanh Thần Sơn đệ tử lệnh bài lấy ra. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng, sư tôn. Diệp Thiếu Khanh thu hồi cũ đệ tử lệnh bài, sau đó đem đỉnh cấp linh quảng chế tạo đệ tử thân truyền lệnh bài. Giao phó tại Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ trong tay. Cực kỳ bảo quản, đây chính là trên đời bên trong, cái thứ nhất cùng cái thứ hai Thanh Long Kiếm Phong đệ tử thân truyền lệnh bài.
Diệp Thiếu Khanh cười nói. Huynh muội bọn họ hai người, đương nhiên cất thật kỹ, cái đồ chơi này là thân phận đánh dấu, có thể là đồ tốt. Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ thân phận, liền ngoại môn đệ tử đều sẽ không khách khí. Nhưng là Thanh Long Kiếm Phong đệ tử thân truyền thân phận, tất cả nội tông đệ tử đều cần kính sợ. Chỉ có bốn vị thái nhất đệ tử mới có thể áp chế một đầu. Tông lão, ta không phục, hai người này, một cảnh giới quá thấp, một cái tầm thường vô vi, có tư cách gì làm đệ tử thân truyền. Bên trong đại điện, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm không hài hòa. Nguyên lai, là cái kia viên hồn thiên bên người, đứng đấy một cái nhỏ gầy áo xám thiếu niên. Thiếu niên này tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng là trong mắt tràn đầy tinh quang, hắn khí thức cẩn trọng, khuôn mặt cường thế, tại tất cả Thanh Long Kiếm Phong trong các đệ tử, đều phá lệ làm người khác chú ý. Thiếu niên mặc áo đen này tên là Cốc Vũ, chính là viên hồn thiên đệ tử, năm nay 15 tuổi, đã tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, không so Lý Huyễn Thần kém. Hắn vốn là chỉ chờ sư tôn trở thành tông lão, hắn cũng là đệ tử thân truyền. Thiên tư của hắn cùng thực lực, xứng được với đệ tử thân truyền thân phận. Đáng tiếc Diệp Thiếu Khanh vừa đến, đem đây hết thảy quấy nhiễu. Cốc Phủ, im miệng, viên hồn thiên quát lớn một tiếng. Cốc Phủ chỉ có thể ôm hận cúi đầu xuống, nhưng nắm chặt hai nắm đấm, rõ ràng không phục. Thanh Long Kiếm trong cung, cũng truyền tới top 5 top 3 thanh âm. Cốc Phủ thật sự là đáng tiếc, hắn vốn có thể thành làm đệ tử thân truyền. Nếu như tân tông lão nguyện ý thu hắn làm đồ liền tốt. Nhưng, ta đoán chừng Cốc Phủ sẽ không bái sư. Hắn là tôn sư trọng đạo người, nhận định viên điện khanh. Liền Cốc Phủ đều không có thể thành làm đệ tử thân truyền, tân tông lão thu hai vị này, quả thực có chút khó kẻ dưới phục tùng. Cái kia thiếu tông chủ là gần nhất vừa ngoi đầu lên, là Lý Vô Địch con riêng, hôm qua nghe nói đánh bại thứ 9 tông lão đệ tử Lý Huyễn Thần, rất nhiều người tại chỗ gặp, đều vô cùng rung động. Hắn đổ là không có gì để nói nhiều, nghe nói là năm kiếp luân hồi chi thể. Nhưng là cái kia Lý Khinh Ngữ, bất quá quy nhất cảnh tầng thứ 5, số tuổi vẫn còn so sánh Cốc Phủ lớn hơn một tuổi, thật là có chút kém cỏi. Không thể nói như thế đi, rất nhiều tông lão thu bọn họ con cháu làm đệ tử thân truyền, càng kém đều có, ta cảm thấy Cốc Phủ không có thể thành làm đệ tử thân truyền, chủ yếu là hắn không nguyện ý cái khác bái sư. Cái này không có biện pháp. Ba lượng ngôn ngữ, tuy nhiên nói rất nhỏ giọng, nhưng đại khái cũng có thể nghe được. Mà lại, điều này đại biểu lấy Thanh Long Kiếm Phong bên trong, đại đa số đệ tử ý nghĩ. Đối mặt dạng này hỗn loạn, Diệp Thiếu Khanh thì nở nụ cười. Ánh mắt của hắn khóa chặt Cốc Phủ, hỏi, thiếu niên, người cảm giác đến hai người bọn họ, không có tư cách làm đệ tử thân truyền, là bởi vì bọn hắn không bằng ngươi. Cốc Phủ nhìn thoáng qua viên hồn thiên không có ngăn cản hắn nói chuyện, hắn liền lấy dũng khí, nói. Đúng, tông lão. Không có tỉ thí qua, làm sao ngươi biết bọn họ không bằng ngươi thì sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cho nên, Cốc Phủ khẩn cầu một cái tỉ thí, chứng minh cơ hội của mình. Cốc Phủ cất cao giọng nói. Ngươi như đánh bại bọn họ, muốn cái khác bái ta làm thầy, không lại làm viên điện khanh đệ tử sao? Diệp Thiếu Khanh cười hỏi. Cốc Phủ vùng vẫy một hồi, hắn cảm giác tân tông lão tại cho mình cơ hội. Đệ tử thân truyền thân phận A. Nhưng là, hắn nhìn thoáng qua viên hồn thiên không lộ vẻ gì, nhưng là những năm này, sự ân khó quên. Hắn cắn răng nói. Không, một ngày là thầy, cả đời là cha. Dù là sư tôn ta không phải tông lão, đều là ta cả đời sư tôn. Câu nói này nói ra miệng, gọi rất nhiều người tán thưởng. Mang ơn, không cho sư tôn khó chịu, đây cũng là một loại bá lực. Ngươi lại không muốn bái ta làm thầy, lại muốn chứng minh ngươi mạnh hơn bọn họ, chẳng phải là không có ý nghĩa. Ngươi nếu là đánh bại bọn họ, chỉ có thể chứng minh ánh mắt của ta không được, đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Khanh mỉm cười hỏi. Cái này... Cốc Phủ trong lúc nhất thời trả lời không được. Đối mặt cái này trẻ tuổi nhất tông lão, hắn vẫn có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Khanh khoát khoát tay, nói. Người trẻ tuổi, vạn sự không nên gấp gáp, ta cũng thưởng thức lòng can đảm của ngươi, ngươi là một đồ đệ tốt, để cho ta thật hâm mộ viên điện khanh. Nhưng là, ta hôm nay sẽ không cho ngươi khiêu khích đệ tử ta cơ hội. Không phải ta đối bọn hắn không có lòng tin, mà chính là không có ý nghĩa. Nhưng mà, tin tưởng ta. Về sau ngươi sẽ có kiến thức cơ hội, ngươi thì cảnh giác cao độ thấy rõ ràng, đến lúc đó, tâm phục khẩu phục, cùng bọn hắn nói một tiếng xin lỗi. Hiểu không, Cốc Phủ?
Diệp Thiếu Khanh một đoạn này lời nói đến cực kỳ tiêu sái, mà lại hoàn toàn không theo chiếu thói quen ra bài. Mọi người vốn cho là, hắn muốn để cho mình đệ tử đánh bại Cốc Vũ, để chứng minh ánh mắt của mình. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không muốn đi chứng minh. Tông lão, vậy ta chờ lấy. Cốc Vũ cắn răng nói. Sẽ không quá lâu, Thái Nhất Tháp, lập tức liền muốn mở ra. Làm ta hai cái đệ tử thân truyền, hai người bọn họ đều muốn tại sau 5 ngày, đại biểu Thanh Long Kiếm Phong tham gia Thái Nhất Tháp tranh phong. Đến lúc đó, ngươi lại nhìn lấy là được. Cốc Vũ, bọn hắn đối thủ, không phải ngươi. Diệp Thiếu Khanh một câu, đưa tới không ít ồn ào cùng nói nhỏ. Thái Nhất Tháp tranh phong. Lý Thiên Mệnh trước khi đến, có thể hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Mà lại, 5 ngày sau đó liền muốn cử hành. Hắn nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Khanh. Tông lão, danh ngạch cứ như vậy xác định. Viên Điện Khanh hỏi. Không phải vậy đâu, Thái Nhất Tháp tranh phong người tham dự, nhất định phải đệ tử thân truyền. Mỗi cái tông lão có hai cái danh ngạch, ta thì hai người đệ tử, chẳng lẽ ta bỏ quyền hay sao? Mà lại, Cốc Phú cũng không nguyện ý làm đệ tử ta, đi khiêu chiến Thái Nhất Tháp a. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Tốt a. Viên Hồn Thiên xác thực không có cách nào. Hắn đề nghị qua Cốc Phú cái khác bái sư, nhưng là Cốc Phú thẳng thắn, đây là nguyên tắc của hắn vấn đề. Có điều hắn biết, cùng toàn tông tương đối, Cốc Phú thiên tư không tính như xuất sắc gì. Coi như tham dự quá vừa tranh đấu, chưa chắc sẽ có thu hoạch. Đã như vậy, ta hy vọng bọn họ hai người biểu hiện không nên quá kém, không muốn mất đi Thanh Long Kiếm Phong mặt mũi đi. Viên Hồn Thiên nói. Hắn, là toàn bộ Thanh Long Kiếm Phong lo lắng. Thanh Long Kiếm Phong vừa mới tổ kiến, mà còn lại 33 chủ phong tông lão, đều có khá hơn chút đệ tử thân truyền, đều chỉ dẫn thật nhiều năm, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài. Để Lý Thiên Mệnh hai người đi vì Thanh Long Kiếm Phong chinh chiến. Không có thu hoạch rất bình thường, không có cái gọi là. Liền sợ mất mặt xấu hổ. Đúng vậy a, quá vừa tranh đấu, cái kia là bực nào trường hợp. Thấp giọng nghị luận, lại như con ruồi một dạng, tại cái này Thanh Long Kiếm Cung vang lên. Cái này cũng nói một cái chân tướng, Diệp Thiếu Khanh mới đến, muốn hàng phục đám người này, tất nhiên còn cần thời gian. Diệp Thiếu Khanh bản thân không có kẽ hở. Cho nên, mọi người duy nhất có thể ở trên người hắn tìm tới xương sườn mềm, cũng là đệ tử phương diện. Đến mức, Lý Thiên Mệnh huynh muội bọn họ, bất luận cái gì hành động đều sẽ phóng đại. Một cái sơ sẩy, liền sẽ có người nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, để Diệp Thiếu Khanh người trưởng thượng này, làm đến không thoải mái. Bọn họ không nhất định có thể đuổi đi Diệp Thiếu Khanh. Nhưng, để Diệp Thiếu Khanh không thoải mái, chính mình liền dễ chịu. Bất quá! Rất nhiều người không nghĩ tới, Diệp Thiếu Khanh căn bản không nhìn những thứ này lời đàm tiếu. Ngay tại cái này Thanh Long Kiếm Cung bên trong, vừa bái sư kết thúc, Diệp Kiếm Khanh nhân tiện nói. Thiên Mệnh, Khinh Ngữ, hôm nay các ngươi thành vì đệ tử của ta, muốn cái gì lễ gặp mặt, cùng sư tôn nói thẳng. Lại đến một cái khiến người ta hâm mộ phân đoạn. Tông lão thu đồ đệ xuất ra bảo bối, há có thể không có cấp bậc. Sư tôn, ngươi nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ. Chính là lễ vật tốt nhất. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy cũng không được, truyền đi, người khác có thể biết nói ta Diệp Thiếu Khanh hẹp hòi. Dạng này, ta đưa các ngươi hai người, từng cái thánh thú chiến hồn. Diệp Thiếu Khanh nói. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Nội tông đệ tử nhóm, lấy vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy huynh muội bọn họ. Thậm chí, ghen ghét chi hỏa, cháy hừng hực. Liền cái kia, Cốc Vũ, đều ngơ ngác một chút. Sắc mặt càng thêm dãy giụa. Hắn biết, nếu là mình lựa chọn Diệp Thiếu Khanh, khẳng định cũng có thể được bảo vật như vậy. Lý Thiên Mệnh đến Đông Hoàng Tông mới biết được, thánh thú chiến hồn đến từ thánh ma thú, mà lại là chết đi chỉ ít thời gian ngàn năm thánh ma thú. Hung thú muốn siêu phàm nhập thánh, mới có thể trở thành thánh ma thú. Thánh thú chiến hồn, nhưng thật ra là thánh ma thú thú hồn, cùng thánh thú cộng sinh thú không quan hệ. Thánh ma thú lực sát thương. Cùng thánh chi cảnh giới trưởng bối không sai biệt lắm. Tại chỗ chiến tử thánh ma thú để luyện ra thú hồn, chỉ thần phục với đánh giết nó cường giả. Duy chỉ có thánh ma thú chết đi ngàn năm sau, thú hồn bên trong tự mình ý chí tiêu tán, đệ tử trẻ tuổi nhóm, mới có thể luyện hóa thành công. Lý Thiên Mệnh đế ma hung hồn, cũng là loại tình huống này. Đơn giản tới nói, thánh chi cảnh giới trưởng bối, chém giết thánh ma thú không khó, mình tùy thời có thể luyện hóa thánh ma thú thú hồn.
Nhưng là muốn cho hậu bối đệ tử luyện hóa, cái kia liền cần các loại đã ngoài ngàn năm, các loại thánh thú chiến hồn hung hồn ý chí triệt để tiêu tán. Các loại đến lúc đó, hậu bối đệ tử cũng sớm đã là một nắm cát vàng. Thánh thú chiến hồn, có thể tạo nên siêu cường linh nguyên thần thông. Mà Diệp Thiếu Khanh trong tay hai cái thánh thú chiến hồn, chỉ ít đều là ngàn năm trước đồ vật, làm sao không trân quý. Thánh thú chiến hồn đặc điểm lớn nhất, cũng là thưa thớt. Tại Đông Hoàng Tông, thánh thú chiến hồn giá trị, có thể so với làm cho cộng sinh thú tiến hóa làm thánh thú, địa cấp thần nguyên. Diệp Thiếu Khanh bất quá là thu hai cái đồ đệ, một chút thì đưa ra ngoài hai cái. Cái này gọi người làm sao không hâm mộ và ghen ghét. Nhưng mấu chốt là, cái này cũng không phải Thanh Long kiếm phong tài vật, đây là Diệp Thiếu Khanh tư người tài phú. Tư nhân đưa tặng, lễ vật lại chân quý, đều cùng người khác không quan hệ. Cho nên, đỏ mắt các đệ tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, Lý Thiên Mệnh huynh muội tiếp nhận trọng bảo. Hai cái này thánh thú chiến hồn, đều là vô chủ chi vật, các ngươi khi chúng nó cái thứ nhất chủ nhân, lấy các ngươi cộng sinh thú, tiếp thụ tương đối dễ dàng. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Trong tay hắn, xuất hiện hai cái gỗ lim dương nhỏ. Trong dương, để lộ ra tương đương khí tức cổ xưa. Sư tôn, vừa gặp mặt thì đưa loại này đại lễ, áp lực có chút lớn a. Nhìn đến cái dương này về sau, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Thật sao, vậy ta sẽ không tiến, Diệp Thiếu Khanh nói. Cái này cũng không thành, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, đường đường tông lão, cũng không thể nuốt lời. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Nói thật, thánh thú chiến hồn đối thánh chi cảnh giới ngự thú sư không có tác dụng gì, bọn họ muốn loại này thú hồn, trực tiếp chém giết thánh ma thú là được rồi. Thánh thú chiến hồn giá trị ở chỗ, tiểu bối có thể luyện hóa. Ngang nhau điều kiện tiểu bối, một phương nắm giữ thánh thú chiến hồn, có một chiêu mạnh hơn linh nguyên thần thông, trình độ nhất định có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Nếu không phải là như thế, Lâm Tiêu Đình còn không có tư cách đi thánh thiên phủ. Ha ha! Cuối cùng, Diệp Thiếu Khanh vẫn là đem cái này hai đại thánh thú chiến hồn, thả tại huynh muội bọn họ trong tay. Cảm giác tạ ơn sư tôn. Khách khí, lấy về sau nhớ kỹ nhiều hơn hiếu kính ta là được. Tối thiểu nhất, muốn đi Thái Nhất Tháp, cho vi sư trên mặt làm vẻ vang, vì Thanh Long kiếm phong tranh thủ vinh dự. Diệp Thiếu Khanh nói, 5 ngày thời gian, luyện hóa thánh thú chiến hồn cần phải đầy đủ. Dù sao cái này thánh thú chiến hồn tạm thời vô chủ, tĩnh mịch đã ngoài ngàn năm sau. Nó đối gặp lại quang minh khát vọng so sánh lớn, lần thứ nhất luyện hóa thành công khả năng cao. 3 năm trước đây Lý Thiên Mệnh đều có thể luyện hóa, huống chi hiện tại. Kết thúc, tất cả giải tán. Diệp Thiếu Khanh đối trong đại điện Điện Khanh, Hoàng Sư cùng nội tông đệ tử nhóm nói. Cái kia sau 5 ngày, chúng ta chờ nhìn xem hai vị đệ tử thân truyền siêu tuyệt biểu hiện. Viên hồn thiên biểu lộ ý vị sâu xa, một đoàn người lui ra Thanh Long kiếm cung. Cuối cùng an tĩnh, Lý Thiên Mệnh tạm thời thu hồi thánh thú chiến hồn. Hắn hỏi. Sư tôn, ta còn chưa nghe nói qua, Thái Nhất Tháp đây. Đừng nóng vội, hiện tại thì theo ngươi từ từ nói. Không ai về sau, Diệp Thiếu Khanh ngồi ở cao tọa phía trên, quạt giấy chuyển một cái, mở ra về sau, trên đó viết 4 chữ, Ngọc Thụ Lâm Phong. Chuyển tới, mặt khác viết, anh Tuấn tiêu sái. Thật không biết xấu hổ a. Thái Nhất Tháp, là Đông Hoàng Tông Thánh Địa, hắn bản thân, chính là một kiện thần vật. Trong bình thường, chỉ có Tông Lão cùng Thái Nhất Đệ Tử, mới có thể tại Thái Nhất Tháp tu luyện, tình huống bình thường, Thái Nhất Tháp đều phong bế lấy, những người khác không được tiến. Nhưng, cách mỗi 3 năm, Thái Nhất Tháp thì sẽ mở ra một lần. Lần này, mỗi một vị tông lão đều có hai cái đệ tử thân truyền danh ngạch, có thể tiến Thái Nhất Tháp vượt quan. Thái Nhất Tháp hết thảy tầng 3, nếu là có thể liền phá 3 cửa ải, vinh đăng đỉnh tháp, như vậy liền có thể trở thành Thái Nhất đệ tử. Lý Thiên Mệnh, người hẳn phải biết, Thái Nhất đệ tử là thân phận gì a? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Ta biết, là đệ tử đỉnh phong thân phận, coi như toàn tông phạm vi. Cũng gần bằng với tông lão, có thể cùng Điện Khanh, trưởng lão so sánh. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng của hắn bổ sung một câu, tương đương tại Thánh Thiên Phủ, Thánh Thiên Tử. Cái kia Thánh Thiên Tử, nhiều bức ngút trời, không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh đến đây Đông Hoàng Tông một tháng, vậy mà liền có cơ hội, đi cạnh tranh tướng cùng cấp bậc Thái Nhất đệ tử, thân phận. Người nói không sai, chỉ có tông lão, mới có thể quản hạt Thái Nhất đệ tử, mà lại muốn thông qua tông lão hội. Mà lại,
Thái nhất đệ tử hưởng thụ lấy toàn bộ Đông Hoàng Tông tốt nhất tư nguyên, nói thí dụ như Thái nhất tháp tu luyện tư cách. Diệp Thiếu Khanh nói, điểm này, Lý Thiên Mệnh không phải rất hiếm có, hắn cảm thấy Lý Thị Tổ Địa cần phải thoải mái hơn. Bất quá, hắn đối cao hơn thân phận ngược lại là rất khát vọng, bởi vì chỉ cần trở thành Thái nhất đệ tử, thì càng có thể tại cái này Đông Hoàng Tông đặt chân. Đến lúc đó, người khác muốn động hắn, khả năng đều muốn cân nhắc hắn thân phận. Như Lý Huyền Nhất loại thân phận này, chỉ có thể cho Thái nhất đệ tử hành lễ. Cái này Thái nhất tháp, Thái nhất tranh phong, rất khó sao. 66 người, bình thường có thể có mấy cái thành công? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói đùa cái gì đâu, bình thường tới nói, có thể ra một cái đều tính toán vận khí không tệ. Một cái đều không có, cũng 10 phần bình thường. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Nói như thế nào đây? Thật vô cùng khó, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái kia cũng không phải bình thường khó. Thái nhất tháp tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất, tầng thứ hai còn tốt, tất cả khảo nghiệm đều là tông lão hội thiết kế. Nhưng là, hắn tầng thứ ba, chính là Thái nhất tháp chân chính thánh địa, đệ tử sẽ ở bên trong gặp phải cái gì, tông lão hội đều không rõ ràng. Đây là Lý Thị Thánh tộc tổ tiên lấy thiên văn kết giới lập nên thần diệu chi địa, sát cơ tứ phía nhưng cũng tạo hóa vô cùng. Kỳ quái hơn chính là, nơi này khảo nghiệm, căn bản không nhìn thực lực, liền xem như ta đi vào, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Diệp Thiếu Khanh nói lên Thái nhất tháp tầng thứ ba, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc. Chúng ta tổ tiên, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, Đông Hoàng trong tông còn có Lý Thị Thánh tộc tổ tiên lưu lại thần diệu chi địa. Nhưng kỳ thật bình thường, dù sao lấy trước Thánh Sơn, đều gọi làm Côn Bằng Thánh Sơn, toàn tông đều là Lý Thị Thánh tộc địa bàn. Đúng, ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể, nếu là có thể tiến tầng thứ ba, có thể sẽ có đặc thù gặp gỡ cũng không nhất định. Nhưng mấu chốt là, 66 người, có thể xông đến tầng thứ ba người, bình thường không đến 5 cái. Thậm chí, một cái đều không có đều tính toán bình thường, dù sao Đông Hoàng Tông đối Thái nhất đệ tử tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Ta nói thật, ta biết đại khái là cái gì 66 người tham chiến. Những người này, một người có thể cùng hiện hữu 4 vị Thái nhất đệ tử so sánh tư cách đều không có. Nhất là Thái nhất tháp tầng thứ 3, cùng trước mắt thực lực quan hệ cũng không lớn. Diệp Thiếu Khanh chắc chắn mà nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Dù sao một câu, lấy trước mắt hiện hữu điều kiện, muốn trở thành Thái nhất đệ tử, so với lên trời còn khó hơn. Có điều, kỳ thật cũng không cần đến tầng thứ 3. Mà lại, càng không dùng vì trở thành Thái nhất đệ tử mà chiến. Vì sao? Bởi vì, lần này, Thái nhất tranh phong, quan trọng, không ở chỗ người nào có thể trở thành mới Thái nhất đệ tử, mà ở chỗ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 bảo vật. Diệp Thiếu Khanh nói, bảo vật, Lý Thiên Mệnh có hứng thú. Đúng, cái thứ nhất thông quan tầng thứ nhất cùng cái thứ nhất thông quan tầng thứ hai đệ tử, đều có thể đạt được một kiện đỉnh cấp chí bảo. Cái này chí bảo, so ta cho các ngươi thánh thú chiến hồn, còn muốn chân quý rất nhiều. Tầng thứ nhất chí bảo, từ 33 vị tông lão liên hợp quyết định, ta hôm qua tham dự quyết định biện pháp, ta biết là cái gì. Diệp Thiếu Khanh đong đưa quạt giấy nói. Xin hỏi sư tôn. Thái nhất tháp tầng thứ nhất thông quan chí bảo là cái gì? Đó là một cái, có thể để ngươi cộng sinh thú, trực tiếp tăng vào tiến hóa làm, tam giai thánh thú, thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Địa cấp thần nguyên, hắn chả chưa thấy qua, nhưng biết cũng chia là thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm địa cấp thần nguyên, có thể tạo nên cấp 1 thánh thú. Trung phẩm, có thể tạo nên cấp 2 thánh thú. Thượng phẩm, thì có thể tạo nên tam giai thánh thú. Tam giai thánh thú ngự thú sư, cực hạn là địa chi thánh cảnh đỉnh phong. Đến mức cấp 4 thánh thú, thiên cấp thần nguyên, sau đó, để tạo nên thiên chi thánh cảnh. Thiên chi thánh cảnh thì xa vời. Trước mắt mà nói, tại toàn bộ Đông Hoàng Tông phạm vi bên trong, có thể tạo nên tam giai thánh thú thượng phẩm địa cấp thần nguyên, rất nhiều điện khanh, trưởng lão, đều tha thiết ước mơ. Chớ đừng nói chi là, đệ tử có thể trực tiếp đạt được thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Hắn giá trị. Là Lý Thiên Mệnh lần trước lấy được thượng phẩm huyền cấp thần nguyên vô số lần. Mà lại, đây vẫn chỉ là Thái nhất tháp thông quan một tầng bảo tàng. Cái kia tầng thứ hai đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tầng thứ hai bảo vật, là bài danh 10 vị trí đầu tông lão quyết định, ta không quyền biết, nhưng nhất định so tầng thứ nhất chân quý gấp 3 trở lên. Trước mắt, tầng thứ nhất chí bảo đã bị tiết lộ, cho nên, tất cả mọi người dự tính lần này tầng thứ hai cái thứ nhất thông quan khen thưởng sẽ rất trọng. Dù sao,
ngươi chỉ cần biết, nếu là có thể đạt được tầng thứ hai chí bảo, Đông Hoàng Tông toàn tông môn người, đều muốn hâm mộ là được rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Nói đến, thật sự là rất hấp dẫn người ta. Chỉ là tầng thứ nhất này, tầng thứ hai khen thưởng, thì như thế cẩn trọng. Lại thêm tầng thứ ba, còn cùng Lý Thị Thánh tộc tổ tiên có quan hệ, Lý Thiên Mệnh tâm lý tự nhiên sinh ra rất khát vọng mãnh liệt. Hắn đã làm tốt tham chiến chuẩn bị tâm tư. Nói như vậy lên, mặc dù nói thông quan tầng ba tháp, trở thành thái nhất đệ tử rất khó. Nhưng là, phía trước hai tầng tháp bảo tàng sức hấp dẫn, ngược lại càng lớn. Lý Thiên Mệnh muốn đem tất cả chi tiết đều hỏi rõ ràng. Đúng, dù sao Đông Hoàng Tổ Tông phía trên thiết lập, một thế hệ bên trong thái nhất đệ tử không được vượt qua 4 người. Hiện tại đã có 4 cái, nếu là có thể thái nhất tháp trèo lên đỉnh, liền sẽ phát động một trận khác tranh đấu. Diệp Thiếu Khanh nói, cái gì tranh đấu? Đây là nói sau, chờ ngươi có hy vọng rồi nói sau. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Được, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Sư tôn, sau 5 ngày, trực tiếp đi thái nhất tháp sao? Ta nhớ được 3 năm trước đây, còn giống như muốn tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, đánh 2 trận. Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng, chỉ có 17 người có thể đi vào thái nhất tháp. Dựa theo năm trước quy củ, sẽ an bài 66 cái đệ tử thân truyền, trước tiên ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, tiến hành 2 bánh đơn tràng đào thải. Vòng thứ nhất, quyết ra 33 người, sau đó tuyển ra một người luân không trực tiếp tấn cấp. Còn lại 32 người tái chiến một vòng, quyết ra 16 người. Tăng thêm luân không tấn cấp vị kia, hết thảy 17 người, lại tiến thái nhất tháp tranh phong. Đây mới là hoàn chỉnh, thái nhất tranh phong. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Quy củ không tính phức tạp. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn thu hoạch được vinh dự rất khó a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn có tự mình hiểu lấy. Lần này tranh phong, thế nhưng là cùng 4 vị thái nhất đệ tử trở xuống, tất cả Đông Hoàng Tông tuyệt thế thiên tài nhóm cạnh tranh. Bọn họ trên cơ bản đều là tông lão con nối dõi, 3 tuổi bắt đầu tu hành. Nói thế nào, đều có tiếp cận quy nhất cảnh đỉnh phong thực lực. Loại này tồn tại, không phải Lý Huyễn Thần, Cốc Phủ chỗ có thể so sánh. Đó là tự nhiên, ta để cho các ngươi đi, cũng chính là tiếp cận số lượng. Chỉ muốn các ngươi tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, không muốn bị bại quá khó nhìn, cái kia là có thể. Dù sao, có thể đoạt được khác biệt bảo bối, chỉ có 2 người, thậm chí 1 người. Diệp Thiếu Khanh nói. Xem ra, hắn cũng chắc chắn cho rằng, cái này đệ nhất sẽ không lại ra thái nhất đệ tử. Bọn họ đối cái này 66 người, mỗi cái đều hết sức quen thuộc. Được, cái này 2 trận chiến, chúng ta tận lực tranh thủ không ném Thanh Long kiếm phong mặt mũi. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Thiên Mệnh, ngươi mới 16 tuổi, 3 năm sau ngươi còn có một cơ hội. Lấy thiên tư của ngươi, 3 năm sau lần kia, so sánh có hy vọng trở thành thái nhất đệ tử, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cẩn thận. Lần này tham dự, ngươi coi như đi cảm thụ một chút không khí cùng quy tắc tốt, có thể đi đến thái nhất tháp phân đoạn, đều tính ngươi vận khí tốt. Không phải Diệp Thiếu Khanh xem thường chính mình đệ tử, mà chính là Lý Thiên Mệnh thời gian tu luyện thực sự quá ngắn. Sau 5 ngày thái nhất tranh phong thì muốn tiến hành, lấy hắn chỉ có thể đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 6 thực lực, tại 66 vị trong hàng đệ tử, thuộc về trung hạ tầng. Đến mức Lý Khinh Ngữ, là hạ hạ tầng. Nói trắng ra là, Diệp Thiếu Khanh cũng là để hắn đi cảm thụ một chút. 3 năm. Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Dựa theo tiểu mệnh kiếp suy kiệt tốc độ, 3 năm sau hắn xem ra giống 50 tuổi. Theo bề ngoài phía trên nhìn. Hắn đoán chừng giống Diệp Thiếu Khanh đích sư tôn. Cái kia còn giấy cọng lông thái nhất đệ tử, người đều nhanh nếu không có. Người gần nhất tiến bộ thực sự quá nhanh, nhưng là quy nhất cảnh tu luyện, đi lên nhất trọng, độ khó khăn thì tăng thêm một tầng. Người còn muốn bảo trì bực này tốc độ cao, rất không có khả năng. Lấy thiên tư của ngươi, 3 năm sau, ta cảm thấy ngươi có thể đuổi kịp cái kia 4 vị thái nhất đệ tử. Thậm chí, đem Vũ Văn Thần Đô, đều xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi còn kém thời gian 3 năm. Diệp Thiếu Khanh chắc chắn nói. Hắn đối Lý Thiên Mệnh rất có lòng tin. Thế nhưng là, hắn không biết, Lý Thiên Mệnh không có cái này thời gian 3 năm a. Đúng, sư tôn, ta nỗ lực, hắn nhẹ gật đầu. Nhưng là, hắn sẽ không nhận thua. Có cơ hội này, hắn muốn xông xáo một chút. Sư tôn, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường 2 vòng chiến đấu, cùng thái nhất tháp tầng 3 khiêu chiến, là duy nhất một lần tiến hành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi.
đó cũng không phải, sau 5 ngày cử hành, là Đông Hoàng đệ nhất chiến trường vòng thứ nhất chiến đấu, quyết ra 33 người. Sau đó, tu dưỡng điều chỉnh nửa tháng, tiến hành vòng thứ hai chiến đấu. Cái này hai vòng chiến đấu, chỉ tính là thái nhất tranh phong thêm nhiệt, cho nên thời gian chuẩn bị dư giả. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường hai trận thêm nhiệt sau khi chiến đấu kết thúc một tháng, mới chính thức cử hành thái nhất tháp tranh phong, như thế duy nhất một lần, nhưng cũng có thể tiếp tục mấy cái ngày thời gian. Diệp Thiếu Khanh giải thích nói. Dạng này a, Lý Thiên Mệnh tính toán một cái. Nói cách khác, tuy nhiên sau 5 ngày thì khai chiến, nhưng là chân chính thái nhất tháp tranh phong, là nửa tháng sau. Chính thức đoạt bảo tàng, thậm chí bước vào thái nhất tháp tầng thứ 3, là tại sau 50 ngày. Dựa theo trước mắt tu luyện tốc độ, hắn cảm thấy, chưa hẳn không có một hồi cơ hội. Thái nhất tranh phong, không phải liền là tranh giành sao? Tranh giành, vậy sẽ phải tranh giành đến cùng. Hắn không có cùng Diệp Thiếu Khanh nói ý nghĩ của mình. Con đường tu hành, không muốn nghĩ viển vông, không muốn mơ tưởng xa vời, không muốn tính toán. Làm ra làm chơi ra chơi, đi trước tốt trước mắt một bước này lại nói. Mà trước mắt một bước này, cũng là sau 5 ngày Đông Hoàng đệ nhất chiến trường vòng thứ nhất đào thải chiến. Nếu như thuận lợi, Lang Thiên Tử, lần sau gặp mặt, ta cũng là thái nhất đệ tử. Một cái nàng hoàn toàn không muốn xem nhiều liếc một chút vô danh tiểu tốt, lần nữa gặp mặt, lắc mình biến hóa, trở thành cùng thân phận nàng tương đương thái nhất đệ tử. Nàng lại là biểu tình gì? Còn nữa, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là Lý Vô Địch thân tử. Hắn là người ngoài, một cái thái nhất đệ tử thân phận, với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu như nói Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, liền ngoại môn đệ tử đều dám chê cười, vậy quá một đệ tử, thì là các đệ tử đều muốn nhìn lên. Liền hoàng sư, phong chủ, đều muốn tất cung tất kính. Đây là một trận sinh tử vận tốc giống như khảo nghiệm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực. Lần trước, hắn không có bắt kịp, đến mức cùng Lý Huyễn Thần nhất chiến, khổ cực như thế. Nhưng may mắn, sau khi chiến đấu hắn đuổi kịp chính mình chế định tiến trình. Mà bắt đầu từ hôm nay, hắn tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước, đem chính mình thiên phú nghịch thiên, hoàn toàn khai quật ra. Miêu miêu. Làm gì? Từ giờ trở đi, trong vòng 50 ngày, ngươi không cần ngủ, ngủ gật đều không được. Cát. Miêu miêu ngơ ngác một chút. Sau đó, lăn lộn đầy đất, thê thảm kêu khóc. Chàng diện kia, quả thực cùng cắt hắn trứng không sai biệt lắm. Tiểu hoàng gà ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy. Miêu miêu, thấy ngươi đáng thương, cấp thấp tòa kỵ vừa lấy được thánh thú chiến hồn, gà đại ca lại để cho ngươi. Huỳnh Hỏa phóng khoáng nói. Ta không muốn a, bản mèo chỉ muốn thống thống khoái khoái, ngủ nó cái long trời lỡ đất a. Nói đến, Lý Thiên Mệnh cũng không kịp chờ đợi, muốn xem một chút, mới thánh thú chiến hồn là cái gì. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ, tại cái này Thanh Long Kiếm Phong có trụ sở mới. Đệ tử thân truyền nơi ở rất là cao cấp, bên trong không thiếu gì cả. Huynh muội bọn họ hai cái đỉnh viện liền nhau, Lý Thiên Mệnh tại trên tường rào đánh một cánh cửa, cơ bản tương đương chung. Dạng này Khương Phi Linh có thể tự do lui tới. Bất quá đại đa số thời điểm, Lý Thiên Mệnh khả năng đến trở lại Lý Thị Tổ Địa đi. Đến mức Lý Khinh Ngữ, khả năng không dùng mỗi lúc trời tối trở về, dù sao nàng ở chỗ này tu luyện có Diệp Thiếu Khanh chỉ dẫn. Lý Cảnh Du cũng sẽ không nhàm chán, nàng hoặc là đến Thanh Long Kiếm Phong, hưởng thụ cháu trai cháu gái hầu hạ, hoặc là tại Tùy Duyên Phong nhìn chằm chằm Lý Vô Địch. Dù sao, Lý Khinh Ngữ hồn ước sự tình giải quyết. Lý Thiên Mệnh có Diệp Thiếu Khanh bảo bọc, nàng một thân nhẹ nhõm, sảng khoái tinh thần. Bây giờ, nàng mỗi đêm tại cái kia Tùy Duyên Phong phía trên, mở ra giọng hát, uyển chuyển nhảy múa, dọa đến phía dưới giang hà tôm cá chạy, trong núi rừng thú chạy quỳ, trên trời phi điểu rơi đầy đất. Huỳnh Hỏa, người thật quyết định, muốn đem cái này thánh thú chiến hồn, nhường cho Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, lão tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tiểu đệ của ta gần nhất sát người vật lộn. Thủ đoạn vẫn là kém một chút, cho thêm nó một chút bảo mệnh bản sự, ta yên tâm. Huỳnh Hỏa nói. Cái gì ngươi tiểu đệ, đây là tiểu đệ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nghĩ hay lắm, liền ngươi cũng là tiểu đệ của ta. Không nhìn ra được sao, ngươi Lý Thiên Mệnh chỉ tu chiến quyết, Miêu Miêu chỉ tu thần thông, chỉ có ta thần thông chiến quyết song tu, xem xét cũng là lão đại. Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Logic cảm động a. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết. Nó gần nhất vô cùng khắc khổ, mà luyện cái kia sinh tử tiên pháp thú pháp,
tạo nghệ không khác mình là mấy. Quy nhất chiến quyết phối hợp lại, nó một chút cũng không có kéo chân sau. Miu Miu tuy nhiên có đế ma hỗn độn, nhưng nói thật, bọn họ ba cái nhưng thật ra là một thể. Miu Miu loại này giết ở hàng đầu, nhục thuẫn, mạnh lên, bọn họ cái này đoàn thể năng lực chịu đựng liền sẽ gia tăng. Tỷ như cùng Lý Huyễn Thần nhất chiến, Miu Miu đứng vững thập lục dược kim xí côn bằng áp lực, lập xuống cự đại công lao, là Lý Thiên Mệnh thủ thắng quan trọng. Tăng thêm huỳnh hỏa khẳng khái đại khí, đối loại này đồ vật chẳng thèm ngó tới, chuyên chú tu luyện thú pháp. Lý Thiên Mệnh liền không do dự, đem thánh thú chiến hồn, giao cho Miu Miu luyện hóa. Dương Gỗ có giới thiệu, cái này thánh thú chiến hồn tên, gọi là cửu trọng thiên kiếp. Cũng không biết, Miu Miu luyện hóa về sau, sẽ hay không xúc động huyết mạch gông xiềng, trở thành mới thần thông. Khinh ngữ thánh thú chiến hồn là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu thời điểm, Khương Phi Linh vừa vặn theo bên kia tới. Hiển nhiên, Lý Khinh Ngữ đã bắt đầu trợ giúp Thái Bạch Côn bằng luyện hóa thánh thú chiến hồn. Gọi là, Hạo Nguyệt Huy Diệu, vô cùng thích hợp Khinh Ngữ, hẳn là các ngươi sư tôn đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt. Khương Phi Linh nói, tốt như vậy, Lý Thiên Mệnh có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thiếu Khanh, đối bọn hắn quá tốt rồi. Ta cũng cảm thấy quá tốt rồi, Khương Phi Linh nói. Có thể là bởi vì, hắn cùng Lý Vô Địch cần phải có một ít giao tình đi. Diệp gia người, ngoại trừ Diệp Tử Y, còn thực là không tồi. Lý Thiên Mệnh nói, Miu Miu đã bắt đầu luyện hóa thánh thú chiến hồn. Lý Khinh Ngữ từ đó lưu tại Thanh Long Kiếm Phong tu luyện. Lý Thiên Mệnh thì phải tiến tổ địa, lần này, hắn muốn thử xem đem Khương Phi Linh mang lên. Sự thật chứng minh, Phụ Linh trạng thái dưới, liền huyết kiếp kết giới đều không thể phân biệt, Khương Phi Linh theo Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhõm đi vào. Trong này, thật sự là kỳ diệu a, cảm giác người các vị tổ tiên, giống như đều còn sống. Khương Phi Linh hơi có chút sợ hãi mà nói. Nàng có không giống bình thường ánh mắt, có thể nhìn đến không giống bình thường đồ vật. Không sai, người sẽ chết, nhưng chí cao ý chí, sẽ không ma diệt. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đi tới Lý Thần Tiêu chi mộ trước người. Thiên Mệnh con ta, quá mức a, tu luyện thì tu luyện, còn mang con dâu tới. Lý Vô Địch theo mộ phần sau nhô đầu ra, chóng mặt nói ra. Làm sao ngươi biết, Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Phải biết, Phụ Linh trạng thái, chỉ cần Khương Phi Linh ẩn tàng linh thể, còn không người phát hiện qua. Hắn tiến lên thời điểm, Lý Vô Địch liền có thể mộng du giống như, loảng xoảng một tiếng, ngã trên mặt đất, lại là nằm ngáy o o. Nghĩa phụ của ngươi không đơn giản a, Khương Phi Linh nói. Nói thế nào? Ta cảm giác, thân thể của hắn đè nén lực lượng. Rất lực lượng đáng sợ. Là đâu? Ta không thấy như vậy. Lý Thiên Mệnh thấy thế nào, Lý Vô Địch đều giống như lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Hắn mặc kệ. Tiếp đó, vì sau 5 ngày nhất chiến, xông vào. Phụng Thiên Sơn. Phụng Thiên Sơn nguy nga cao ngất, 10 phần tới gần chủ phong Thánh Sơn. Sườn núi vị trí, có một tòa hoàn cảnh thanh tú đẹp đẽ đỉnh viện, tên là Vân Mỹ Biệt Uyển. Vân Mỹ Biệt Viện bên trong, một cái thiếu niên mặc áo đen đầu đang ngồi ở trên ghế dài. Chính nhắm mắt lại, duy chỉ có chỉ duỗi ra một cái tay, đặt tại trước người. Tay của hắn, không nhúc nhích, gió nhẹ nhẹ phẩy dưới, chỉ thấy cái kia thật nhỏ lông tơ, hơi hơi luật động, lại có quy luật cảm giác. Thiên ý, thượng thiên ý chí. Tay của hắn, không ngừng trong không khí hư nắm, mở ra. Như cho là hắn là tại bắt không khí, vậy liền 10 phần sai. Hắn trên không trung, mò tìm lấy thiên ý. Hắn cái tay còn lại, thì nắm bắt một cái bảo ngọc, đó là một khỏa chỉ có màu đỏ thiên văn hỏa ngọc. Màu đỏ thiên văn, vô cùng yếu ớt, như thế giá rẻ chi vật, Đông Hoàng Tông còn rất khó tìm đến. Hắn nhắm mắt lại, đi lục lọi cái kia màu đỏ thiên văn. Thiên văn, nghe nói chính là thiên ý thể hiện, là thiên địa huyền ảo một loại. Thiên văn tại thạch đầu phía trên sinh ra, làm đến thạch đầu trở thành linh quặng, bản thân chính là thiên địa ban cho thuế biến. Theo đơn giản nhất màu đỏ thiên văn bắt đầu, theo chạm đến không khí bắt đầu. Ca. Đúng vào lúc này, truyền tới một thiếu niên vô cùng thanh âm hưng phấn. Chỉ thấy Vân Mỹ Biệt Viện đại cửa bị đẩy ra, một cái bạch y thiếu niên lỗ mãng chạy tới, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Thiếu niên mặc áo đen tay đứng im trên không trung, cái tay còn lại phía trên, khối kia bảo ngọc cũng bị bóp nát. Tu hành đến thời điểm then chốt bị người đánh gãy. Bình thường tới nói. Hắn hẳn là sẽ sinh khí, nhưng, hắn biết được người đến là ai,
liền cũng chỉ là lắc đầu nở nụ cười. Thiếu niên mặc áo đen mở to mắt, đứng dậy, quay đầu mặt mỉm cười, nhìn lấy cái kia từ bên ngoài xông tới thiếu niên. Thánh Thành, thành công không? Thiếu niên mặc áo đen hỏi. Thành công, ca. Tiến hóa thành cấp 2 thánh thú. Cảnh giới của ta, cũng tại huyết mạch tu hành bên trong, thừa thế xông lên đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Vũ Văn Thánh Thành mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Không tệ, thiếu niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, rốt cục bắt kịp ta lúc 13 tuổi. Ca, ngươi quá biến thái, ta cũng không muốn cùng ngươi so. Bất quá, lúc này đột phá, có to lớn như vậy tiến bộ, đối với ta rất hữu dụng. Vũ Văn Thánh Thành nắm chặt song quyền nói. Lúc nói chuyện, có thể nhìn đến hắn mới răng cửa, vừa mới ngoi đầu lên, lúc này thời điểm nói chuyện còn hở đây. Bất quá, nhờ vào ngự thú sư cường đại thể chất, cái tuổi này còn có thể lớn lên răng mới, đã không tệ. Nghĩ đến cái này hàm răng, Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt u ám xuống dưới. Ca, cha biết cái này Lý Thiên Mệnh tồn tại sao? Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt u ám hỏi. Biết. Hắn nói thế nào? Không nói. Có ý tứ gì? Không tranh thủ thời gian diệt trừ giết chết sao? Hắn cũng làm Diệp Thiếu Khanh đệ tử thân truyền. Vũ Văn Thánh Thành nghi hoặc hỏi. Thiếu niên mặc áo đen nở nụ cười. Ca, rốt cuộc là ý gì a? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Thánh Thành, bây giờ không phải là mười mấy năm trước, cha tầng thứ đã không đồng dạng. Hắn có chuyện trọng yếu hơn. Cái này Lý Thiên Mệnh, không phải cha đối thủ, cũng không phải là đối thủ của ta, hắn là đối thủ của ngươi. Thiếu niên mặc áo đen nói. Ta vẫn là nghe không hiểu. Ý tứ chính là, tại cha trong mắt, trên thế giới không có có thiên tài, chỉ có người yếu. Lý Thiên Mệnh nghe nói có năm kiếp luân hồi chi thể, nhưng muốn để cha trông thấy hắn, tiếp qua vài chục năm đi. Thiếu niên mặc áo đen nói. Nói đúng là, hiện tại mặc kệ là cái gì thiên tài, cha đều có thể tùy tiện bóp chết, cho nên, hắn căn bản không thèm để ý. Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng. Vậy còn ngươi, ca, ngươi không cho ta ra cái này giọng điệu. Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Thiếu niên mặc áo đen lại cười. Cười trong chốc lát, hắn nói. Thánh Thành, ta lập tức liền muốn đi gánh chịu ta cả đời này trọng yếu nhất sứ mệnh, sinh mạng ta hết thảy, cũng là vì một trận chiến này. Đông Hoàng trong tông, đã không có người, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Cái này Lý Thiên Mệnh, nghe là một đối thủ không tệ, lưu cho ngươi tự mình giải quyết. Dựa vào chính mình tự mình đánh bại đối thủ mạnh mẽ, đối ngươi tương lai tu hành cùng ma luyện tâm trí, đều có tác dụng rất lớn. Ngươi kinh lịch ma luyện thiếu, càng phải đối với mình có niềm tin. Thánh Thành, Vũ Văn Thế Gia, tương lai không ngừng dựa vào chính ta chống lên đến, cho nên, ngươi nhất định muốn mau chóng trưởng thành, dựa vào chính mình đi đánh tan ngăn cản ngươi người. Thánh Thành, cả đối ngươi hy vọng rất lớn, ngươi lần này thuế biến, đã có 3 năm sau thành tựu thái nhất đệ tử tư bản, nhưng mẫu thân quá sủng ngươi. Cho nên, ca hy vọng ngươi, có thể làm một kiện xinh đẹp sự tình, đi chứng minh chính mình trưởng thành. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta Vũ Văn Thế Gia, đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi, ủng hộ ngươi. Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt nóng rực, nhìn trước mắt cái này 13 tuổi hài tử. Đây là hắn trưởng thành trọng yếu nhất thời khắc. Nếu có một cái đối thủ khó dây dưa xuất hiện, thật sự là không còn gì tốt hơn ma luyện. Ca, ta đã biết, các ngươi không phải là không muốn giết cái này Lý Thiên Mệnh, mà là căn bản xem thường hắn. Cũng đúng, chúng ta Vũ Văn gia tộc, cũng không phải 20 năm trước, bây giờ, so nói một thiên tài, cũng là 10.000 một thiên tài, chỉ cần không phải cường giả, tùy tiện đều có thể bóp chết. Ca ca dụng tâm lương khổ, muốn cho chính ta đi đối phó một cái thú vị đối thủ, ma luyện chính mình. Tránh thức gánh vác lên gia tộc trách nhiệm. Vũ Văn Thánh Thành cuồng nhiệt nói. Đúng. Nhìn lấy hắn, thiếu niên mặc áo đen dường như thấy được đã từng chính mình. Chỉ bất quá, làm con trai trưởng, hắn gánh chịu càng nhiều. Hắn theo chém giết bên trong đi đến một bước này. Thánh Thành, ta chỗ này có thái nhất tháp tranh phong bảng danh sách, phụ thân muốn cho ngươi tham chiến, ma luyện một lần. Chờ ngươi 16 tuổi, chính thức trở thành thái nhất đệ tử. Thiếu niên mặc áo đen cười nói. Thật, Vũ Văn Thánh Thành vui mừng quá đỗi. Hắn biết phụ thân có rất nhiều đệ tử ưu tú, nhưng, lại làm cho 13 tuổi chính mình chiếm cứ một cái danh ngạch. Ta trên tay đã có 66 người danh sách, ngày mai, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường thì khai chiến, cha đã đem đối thủ của ngươi, an bài vì Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên mặc áo đen nói. Thật, Vũ Văn Thánh Thành cười.
chỉ là, đôi mắt của hắn dần dần biến đến đỏ bừng, ánh mắt mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh, người tuyệt đối không nghĩ tới, ta sau khi đột phá, có thể mạnh đến loại trình độ này. Mặc kệ là Lý Huyễn Thần vẫn là ngươi, ở trước mặt ta, ngoại trừ quỳ xuống run rẩy, cái gì đều không làm được. Ngày mai, báo ứng tới thật nhanh, vậy liền vào ngày mai, ta muốn để ngươi, trả giá gấp 10 lần giá cao thảm trọng. Liền chính hắn, đều đối cấp 2 thánh thú cùng quy nhất cảnh tầng thứ 6 cường hãn, nhìn mà than thở. Vốn còn muốn để cho ta ca giúp ta giết chết ngươi. Đã phụ thân cùng ca ca, đều hy vọng ta có thể tìm tới cơ hội ma luyện chính mình, như vậy ngày mai, liền dựa vào chính ta. Ngươi đánh dụng hàm răng của ta, để cho ta mặt mũi mất hết, ta liền để ngươi thủng trăm ngàn lỗ, chết không toàn thây. Thù mới hận cũ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Quá mạnh, quá mạnh. Hắn diễn luyện về sau, đối với mình, càng là lòng tự tin bạo dạp. Liền hắc y thiếu niên kia đều nói, ngày mai nhất chiến, Vũ Văn Thánh Thành, 10 phần chắc chín. Ca, ngày mai có thể giết người sao? Động tác nhanh điểm là được, dù sao phụ thân ngày mai sẽ quan chiến, hắn không có mở miệng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên mặc áo đen nói. Như thế, Vũ Văn Thánh Thành thì càng yên tâm hơn. Các loại cái này Lý Thiên Mệnh vừa chết, còn có thể ai có thể ngăn cản ta, đạt được Lý Khinh Ngữ. Đó là phụ thân cũng không chiếm được nữ nhân nữ nhi a. Nghĩ như thế nào, đều bị hắn nhiệt huyết sôi trào. Có một loại, tại phụ thân cùng huynh trưởng trước mặt, chứng minh cảm giác của mình. Đúng rồi, ca, cha còn có một cái danh ngạch cho ai? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Người đường ca, Vũ Văn Chấn Tinh. Quả nhiên là hắn, hắn cái này sát nhân cuồng ma, coi như không thành được thái nhất đệ tử, cái kia thái nhất tháp 1-2 tầng bảo vật, cũng sẽ là hắn đi. Vũ Văn Thánh Thành nói. Thánh Thành, chính mình ca ca, sao có thể dùng sát nhân cuồng ma hình dung? Thiếu niên mặc áo đen cười nói. Cái kia hình dung như thế nào? Giết người, có lúc không gọi giết người, gọi là đi săn. Chấn Tinh, là trời sinh thợ săn. Đi săn, Chấn Tinh ca từ nhỏ đã theo ngươi đi săn chứ sao? Vũ Văn Thánh Thành cười nói. Đúng, tam thúc, chính là muốn đem đứa con này của hắn, bồi dưỡng thành chúng ta lớn nhất binh khí sắc bén, về sau, huynh đệ chúng ta không tiện giết người, đều từ hắn tới giết. Thiếu niên mặc áo đen nói. Bọn họ tam thúc, chính là Vũ Văn Khai Thái. Ca, tầng thứ nhất phần thưởng là thượng phẩm địa cấp thần nguyên, đã bị tiết lộ. Tầng thứ hai phần thưởng, người cùng Chấn Tinh ca biết không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Biết. Là cái gì? Trước giữ bí mật, người không giữ mồm giữ miệng, về sau sẽ nói cho người biết. Tốt a, cái kia, chân quý sao? Nói nhảm, đây là cho Chấn vừa chuẩn bị, tuyệt đối là, có thể để ngươi run rẩy đồ vật. A, cái gì thời điểm, mới có thể đến phiên ta à? Ngươi an tâm tu luyện, ngày mai qua cái kia, thiếu tông chủ cửa này. 3 năm sau ngươi chính thức tham chiến lần kia, chuẩn bị cho ngươi thiên cấp thần nguyên. Vũ Văn Thánh Thành nhạc phiên. Hắn biết, đó là Đông Hoàng Tông thiên cấp thần nguyên. Có thể tạo nên cấp 4 thánh thú thiên cấp thần nguyên. Nhưng, một chút thao tác một chút, không thì là của mình. Thiên cấp thần nguyên, cũng có thể để hắn cảm thấy run rẩy. Diệu a, hắn đã đối tương lai, tràn đầy vô hạn nóng rực niềm tin. Ca, có một chút ta không nghĩ ra, cha vì sao đối ngươi như thế khắc nghiệt. Tại tu hành phương diện, một lần sai lầm đều không được. Mặt trời đã lặn dưới, Vũ Văn Thánh Thành còn không chuẩn bị đi. Qua chút thời gian, người thì sẽ biết, ta theo 3 tuổi đến bây giờ, mỗi một ngày đều lấy mệnh tu hành, chính là vì ngày nào đó đến. Ngày nào đó, ta muốn vì ta Vũ Văn Thế Gia, đạp vào nghịch thiên chi lộ, chiếm lấy trọng yếu nhất một vật. Đây là ta cả đời, trọng yếu nhất một bước, ta theo 3 tuổi bắt đầu chuẩn bị, cho tới hôm nay. Thánh Thành, ngày nào đó ngươi có thể nhìn cho thật kỹ, ta như thế nào, vì nhà chúng ta tộc thiêu đốt tử chiến. Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt sáng rực, nhìn về phía phương Bắc. Trong lúc nhất thời, Vân Mỹ biệt viện đều biến đến khô nóng lên. Ca, như thế đồ vật, gọi là, Đông Hoàng Kiếm, sao? Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt run rẩy hỏi. Đúng. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, ngàn năm trước, Lý Thị Thánh tộc chấp trưởng Đông Hoàng cảnh hai đại thần vật. Thanh kiếm kia, Vũ Văn Thánh Thành hai mắt bên trong, cũng có vô hạn hướng tới. Hắn quên không được. Huynh trưởng của hắn, ánh mắt như lửa, nắm bờ vai của hắn, vô cùng dùng lực. Sau đó nói,
Thánh Thành, ta coi như chảy khô sạch cái này một thân huyết, đốt sạch huyết nhục của ta cùng linh hồn, ta đều muốn đem Đông Hoàng kiếm mang về Vũ Văn Thế gia. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Cái này một tòa chiến trường, chính là Đông Hoàng Tông nóng nảy nhất địa phương. Đông Hoàng Tông sở hữu việc quan trọng, cơ hồ đều tại cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường cử hành. Mặc kệ là hàng năm khảo hạch, vẫn là ngoại môn đệ tử tấn thăng chiến, thậm chí là trưởng bối ở giữa quyết đấu, đều tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường tiến hành. Trên vạn năm thời gian, nơi này từng sinh ra quá nhiều yêu nghiệt, tuyệt thế phong hoa. Bao nhiêu người, ở chỗ này phong vân quật khởi. Nhiều đời truyền thuyết cùng cố sự, những cái kia trong lịch sử kinh diễm nhất nhân vật, cho đến nay, mọi người đàm luận đều nói chuyện say xưa. Đương nhiên, đại đa số đều là Lý Thị Thánh tộc lịch đại tiên tổ nhóm thần thoại. Những thứ này kinh tài diễm diễm thế hệ, tại tuổi nhỏ thời điểm, liền bắt đầu tại cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, danh chấn thiên hạ. Lý Thị Thánh tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, tuyệt đối là nóng nảy nhất địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một cái chiến trường hỗn loạn, một nửa núi rừng một nửa sông ngòi, có cây cối cát vàng, có sông lớn hồ nước. Cả tòa chiến trường, lấy thiên văn kết giới phong bế, đây mới thực là quyết đấu chi địa. Trên đó nham thạch thảo mộc phía trên, thậm chí còn dính vào tiền bối máu tươi, đến bây giờ đều không thanh tẩy sạch sẽ. Chiến trường bốn phía, hết thảy có 100.000 ngồi vào, khán giả có thể ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng toàn cuộc chiến đấu. Vạn chúng chú mục phía dưới nghịch thiên quật khởi, chính là mỗi một cái Đông Hoàng Tông đệ tử mộng tưởng. Đứng tại cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường hướng phương Bắc nhìn, liền có thể nhìn đến một tòa màu trắng tháp cao, thì xây dựng ở chiến trường sau. Cái kia màu trắng tháp cao tựa như ảo mộng, cao vút trong mây. Theo cái này màu trắng tháp cao tràn ngập mà đến, chính là một loại cổ lão mà hoang vu khí tức, có thể thấy được cái này tháp cao cổ lão cùng thần bí. Đông Hoàng Tông đệ tử đều biết, đó là Đông Hoàng Tông thần vật, cũng là Đông Hoàng Tông thánh địa, tên là Thái Nhất Tháp. Lần này Thái Nhất Tháp tranh phong, cuối cùng náo nhiệt nhất chiến, chính là tại cái này Thái Nhất Tháp cử hành. Khác biệt trọng bảo, đã nấp kỹ tại Thái Nhất Tháp bên trong, chờ đợi chứ danh âm thanh lên cao, lan truyền ra thiên tài đệ tử đi cướp đi bọn họ. Ngày hôm nay, cử hành Đông Hoàng đệ nhất chiến trường vòng thứ nhất chiến đấu. 66 người, hết thảy 33 cuộc chiến đấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn trường đầu người lít nha lít nhít, 100.000 ngồi vào đã ngồi đầy, quả thực tiếng người huyên náo. Cái này 100.000 người thân phận, tối thiểu đều phải là nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử, còn không tính chiếm so nhiều, bởi vì càng nhiều hơn chính là Đông Hoàng vệ những trưởng bối này, cũng có trưởng lão, điện khanh, hoàng sư, phong chủ. Đến mức ngoại môn đệ tử, có thể không có tư cách quan chiến cái này Thái Nhất Tháp tranh phong. Thí dụ như Thanh Long kiếm phong viên hồn thiên, liền cũng chỉ có thể mang theo đệ tử cùng còn lại điện khanh, ngồi tại bình thường ngồi vào tiến lên đây quan chiến. Hôm nay, Thanh Long kiếm phong một đám người tương đối là ít nổi danh, không dám trêu chọc còn lại thần phong đệ tử, chính là sợ so sánh. Dù sao, Thanh Long kiếm phong hai vị người tham chiến bảng danh sách vừa ra, liền đưa tới không ít chê cười, đối đại đa số Đông Hoàng Tông đệ tử tới nói, Lý Thiên Mệnh quá lạ lẫm, Lý Khinh Ngữ thì hoàn toàn không đủ tư cách. Miễn cưỡng đủ tư cách cốc vũ, lại không có tham chiến cơ hội. Đây mới là lúng túng địa phương. Cho nên, viên hồn thiên bọn họ chủ động lựa chọn trong góc, đi vượt qua cái này có chút không mặt mũi gặp người một ngày. Nói thật, hắn vừa trở thành tông lão, bỏ quyền đều so tốt như vậy đi. Cốc vũ lạnh lùng nhìn lấy toàn trường nói. Bớt tranh cãi đi, đều tại ta, không sánh bằng Diệp Thiếu Khanh, cũng làm trễ nải ngươi. Viên hồn thiên cau mày nói. Sư tôn. Chúng ta nhất định có cơ hội, Cốc Phú cắn răng nói. Lòng hắn ruột không xấu, cũng là phá lệ hiếu thắng, không cam lòng sự tình, chính là không cam tâm. Quay đầu nhìn thoáng qua, Thanh Long kiếm phong còn lại điện khanh, hoàng sư, đều khoanh tay nhìn lấy cái này Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, rõ ràng không bằng còn lại thần phong người khát vọng lần chiến đấu này tiến hành. Nếu như không phải mỗi một tòa thần phong đều có yêu cầu, có thể có chút người còn không muốn tới. Sớm một chút kết thúc. Ta còn phải chạy về đi tu luyện đây. Đúng vậy à, hiện tại Thanh Long kiếm phong không người kế tục, chúng ta cần phải gánh vác lên trấn hưng sứ mệnh tới. Không biết Diệp Tông Lão đang suy nghĩ gì, hai đại thánh thú chiến hồn cứ như vậy đưa ra ngoài, không sợ lãng phí sao? Top 5 top 3 ngôn ngữ, đều lộ ra bọn họ đối hiện trạng bất mãn cùng không cam tâm.
thật nhiều năm cũng không thể tại cái khác thần phong đệ tử trước mặt ngẩng đầu. Hiện tại có tân tông lão, còn không phải như vậy. Hôm nay, không chỉ là tông lão đệ tử thân truyền chi tranh. Càng là 33 thần phong đệ tử mặt mũi tôn nghiêm chi tranh. Mà Thanh Long kiếm phong đệ tử, cái này còn không có tranh giành đâu, trong đó đa số, cũng đã nghiêm chỉnh một bộ bại giả ủ rũ khuôn mặt. Thậm chí đều như vậy, còn sợ mất mặt đây. Thật tình không biết, không chiến mà thua, mới thật sự là mất mặt. Muốn hỏi Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía trên lớn nhất chú mục là cái gì, không hề nghi ngờ, chính là Thái Nhất Tháp phương hướng phía dưới, 33 tòa xây dựng ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía trên đại điện. Mỗi một tòa trên đại điện, đều có một cái bảng hiệu. Tỷ như chính giữa một ngôi đại điện phía trên bảng hiệu, điêu khắc Phong Vân Thần Sơn, bốn chữ lớn. Phong Vân Thần Sơn, chính là Đông Hoàng Tông đệ nhất tông lão, Hoàng Phủ Phong Vân, Thần Phong. Cái này treo Phong Vân Thần Sơn bảng hiệu chính trung ương đại điện, tự nhiên thuộc về Hoàng Phủ Phong Vân. Hoàng Phủ Phong Vân đã hơn 100 tuổi, chính là 33 vị tông lão chi bên trong lớn tuổi nhất, tư lịch già nhất tông lão, hắn lúc còn trẻ, vì Đông Hoàng Tông lập xuống công lao hãn mã, đã từng đứng trước Thánh Thiên Phủ đại quân tiếp cận, đứng vững áp lực, bảo trụ Đông Hoàng Tông mặt mũi. Dù là đến bây giờ, hắn tại toàn bộ Đông Hoàng Tông, đều nắm giữ to lớn danh vọng. Có thể coi là bối phận. Hoàng Phủ Phong Vân so với thứ ba tông lão Vũ Văn Phụng Thiên cao hơn bối phận. Tại Phong Vân Thần Sơn phía bên phải đại điện, bảng hiệu bên trên cũng là Phụng Thiên Sơn. Lại hướng phải, có thể nhìn đến thứ 9 tông lão, Thái Cực Phong, bảng hiệu. Ngoài cùng bên phải nhất đại điện, thì phủ lên một tòa hoàn toàn mới bảng hiệu, trên đó điêu khắc Thanh Long Kiếm Phong. Cái này 33 ngôi đại điện, nói trắng ra là, cũng là tông lão cùng hắn dòng chính quan chiến chi địa. Tỷ như lúc này, cái kia đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân, liền tại cái kia Thái Nhất Tháp phía dưới công chính nhất vị trí, vào chỗ trí cao ngồi vào. Đệ nhất tông lão, đại biểu cho Đông Hoàng Tông tối cao thân phận, dù là hắn không vượt ra ngoài còn lại tông lão quá nhiều quyền lực cùng thực lực, nhưng uy vọng cùng nhân mạch đều tính toán Đông Hoàng Tông đệ nhất. Hơn 100 tuổi, cho dù là thánh chi cảnh giới, số tuổi này Hoàng Phủ Phong Vân, xem ra đã là cái lão giả. Mặc dù là lão giả, nhưng hắn vẫn tráng kiệt, hai mắt rạng rỡ thiểm quang, tóc bạc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào, cảm giác sống thêm mấy chục năm trở lên, vấn đề cũng không lớn. 33 tông lão bên trong, cùng Hoàng Phủ Phong Vân cùng thế hệ, cũng chỉ có thứ tư tông lão Thượng Quan Tĩnh Thù. Thượng Quan Tĩnh Thù tông lão, chính là bài danh cao nhất nữ tính tông lão. Trước đây ít năm nàng bài danh vẫn là thứ ba, nhưng gần nhất Vũ Văn Phụng Thiên đối tông môn làm ra cống hiến to lớn, thay thế nàng bài danh. Thượng Quan Tĩnh Thù đồng dạng tóc bạc mặt hồng hào, mặc dù là lão giả, nhưng vẫn rất có khí chất, tốc độ mạnh mẽ, động tác lưu loát, cho thấy cường hãn sinh cơ. Khai chiến về sau, Thượng Quan Tĩnh Thù đi tới Phong Vân Thần Sơn Đại Điện, bái phỏng Hoàng Phủ Phong Vân. Hoàng Phủ lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên lai là Tĩnh Thù, rất lâu không thấy. Hoàng Phủ Phong Vân quay đầu mỉm cười. Hắn vẫy vẫy tay, nói. Đông Hoàng Tông rất lâu không có náo nhiệt như vậy, Tĩnh Thù, ngồi xuống cùng ta cùng một chỗ thưởng thức, lại một đời tuổi trẻ bọn nhỏ biểu hiện đi. Chính có ý đó, Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Bọn họ là người đồng lứa, cũng là Đông Hoàng Tông danh vọng cao nhất hai vị, nói thật, sống được quá lâu, vẫn là người đồng lứa trò chuyện đến một số. Liền thứ hai tông lão cùng thứ ba tông lão, đều là bọn họ tiểu bối. Hai vị lão giả, ngồi tại cao tọa. Yên lặng chờ lấy hôm nay đại chiến bắt đầu. Tĩnh Thù, ta gần nhất nghe nói một việc, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Thế nhưng là liên quan tới Lý Vô Địch con riêng, nắm giữ năm kiếp luân hồi chi thể sự tình. Đúng, Diệp Thiếu Khanh còn tự chủ trương, nhận lấy hắn làm đồ đệ. Hoàng Phủ Phong Vân híp mắt nói. Bọn họ tuổi tác lớn lên, gặp các mặt của xã hội nhiều, rất nhiều chuyện, bọn họ đều có thể nhẹ nhõm thấy rõ. Ta hướng Diệp Thanh nghe qua. Hắn nói đứa nhỏ này nửa tháng liền phá hai trọng cảnh giới, còn có thể vượt qua 3-4 cái cảnh giới đánh tan đối thủ. Mà lại, hắn từ đầu tới đuôi chỉ tu luyện nửa năm, Diệp Thanh cho rằng, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Phong Vân ngữ khí nghiêm túc nói. Đó phải là, Lý Thị Thánh tộc tổ tiên hiển linh. Thượng Quan Tĩnh Thù nhìn lấy giờ phút này tiếng người huyên náo chiến trường, hơi cúi đầu, ánh mắt yên tĩnh. Cho dù là năm kiếp luân hồi chi thể. Bọn họ tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Lý Vô Địch cũng là ví dụ.
Tại trong mắt những người này, thiên tài tại trở thành cường giả trước đó, đều là tiện tay có thể lấy bóp chết phế vật, chính mình thiên tài là bảo bối, nhà người ta, có thể giết chết thì giết chết. Lại nghịch thiên chỉ cần chết hiểu, đều không tính là gì. Ngươi thấy thế nào, Tĩnh Thù? Nhìn hắn tạo hóa của mình đi, dù sao, ta không quản được. Vũ Văn Thái Cực một nhà, chắc chắn sẽ không để hắn sống sót. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Không phải, ta là hỏi ngươi, làm sao nhìn Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ chuyện này? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Ta cũng buồn bực, Vũ Văn Thái Cực vừa cho hắn mặt mũi, muốn mời chào ý tứ, hắn vì sao làm loại này cùng Vũ Văn Thế Gia hoàn toàn đối lập sự tình. Thượng quan Tĩnh Thù cau mày nói. Không nghĩ ra, Diệp Thiếu Khanh có vấn đề. Diệp Thanh, khả năng cũng có vấn đề. Chẳng lẽ, bọn họ thật nguyện ý vì phục hưng Lý Thị Thánh Tộc mà cống hiến sinh mệnh. Diệp Thanh là có loại này khí khái, nhưng ta vẫn có chút không nghĩ ra. Ta luôn cảm thấy, nhất định còn có còn lại chúng ta không nghĩ tới điểm mấu chốt. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nhưng là từ kết quả nhìn, ta có thể tiếp nhận. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Nói thế nào? Vũ Văn Thế Gia hai vị này, bất mãn hiện trạng, bọn họ đối Đông Hoàng Kiếm tình thế bắt buộc, một khi bọn họ đạt được Đông Hoàng Kiếm, Tông Lão Hội liền muốn mất cân bằng. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nói đến buồn cười, ta bây giờ lại hy vọng Thánh Thiên Phủ có thể giữ vững Đông Hoàng Kiếm. Thượng quan Tĩnh Thù lắc đầu cười khổ. Một khi để Vũ Văn Thái Cực cầm tới Đông Hoàng Kiếm, hắn đem không ai cản nổi. Sợ là sau đó, liền Tông Lão Hội đều muốn chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Chính là không biết, hai người chúng ta, có hay không còn có thể sống tạm. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Hãy chờ xem, chuyện này, chúng ta chi phối không được, hoàn cảnh chi chiến, công bình công chính. Mà lại, Thánh Thiên Phủ cũng có ngàn năm khó có nghịch thiên yêu nghiệt sinh ra. Vũ Văn Thái Cực tuy nói làm hơn 10 năm chuẩn bị, nhưng, xuất chiến là con của hắn Vũ Văn Thần Đô, đứa nhỏ này, bất quá cũng là liều mạng một lần thôi. Hoàng Phủ Phong Vân nói. So sánh, Đông Hoàng Kiếm, thuộc về chi chiến, Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ cùng năm kiếp luân hồi chi thể Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, tựa hồ cũng không tính toán chuyện trọng yếu gì. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, đây là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, tại thời cổ thần quốc, chinh chiến có được nghịch thiên chi vật. Tương truyền chính là thượng thần chế tạo. Vũ Văn Thái Cực coi như đạt được, cũng chưa chắc có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Trong lịch sử, có thể phát huy uy lực của nó, đều là Lý Thị Thánh tộc dòng chính, nhưng hôm nay. Nói đến đây, hai cái lão nhân liếc nhau một cái. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Như thần đô thật có thể làm được, ta liền đưa Vũ Văn Thái Cực ngồi phía trên. Để cầu sống tạm, Tĩnh Thù, ngươi thì sao? Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Ta còn có thể như thế nào? Thượng quan Tĩnh Thù ánh mắt nhìn cái này lớn như vậy chiến trường, trong lời nói, đã nhận mệnh. Theo, Phong Vân Thần Sơn, hướng bên phải đếm, tòa thứ tư đại điện, chính là Thái Cực Điện. Thái Cực Điện bên trong, có 3 nam tử. 2 người thiếu niên, một cái áo đen, một cái bạch y. Bạch y thiếu niên Vũ Văn Thánh Thành. Ngồi ở trong góc, lặng lẽ nhìn lấy hai người khác, thở mạnh cũng không dám lần trước. Bởi vì, trong mắt của hắn huynh trưởng, thiếu niên mặc áo đen kia giờ phút này chính nằm sấp trên mặt đất, quỳ bái lấy đại điện này người thứ ba. Cái kia người thứ ba ngồi tại cao tọa phía trên, hai tay vịn ghế dựa tay vịn, cả người có một nửa ở vào trong bóng râm. Bóng mờ tràn ngập, nhìn không rõ ràng, nhưng, không có người sẽ coi nhẹ người này đáng sợ. Bởi vì cặp mắt của hắn, một cái đen nhánh. Một cái thuần trắng. Màu đen như mực, quỷ dị mà dữ tợn. Màu trắng như tuyết, băng lãnh mà đạm mạc. Thậm chí cái kia thuần trắng cùng đen nhánh con ngươi, tựa hồ còn đang nhẹ nhàng xoay tròn. Hắn ngồi ở chỗ này, tựa như là một cái tượng thần, lại như là một tòa nguy nga núi to, gọi người căn bản không dám ngẩng đầu lên. Ngay tại Vũ Văn Thánh Thành câm như hến thời khắc, cái kia đen trắng con ngươi nam tử mở miệng. Hắn hỏi. Thần đô. Người thời gian không nhiều lắm, lấy người cảnh giới trước mắt, cách chúng ta nhất tộc vinh diệu, còn kém một bước. Thiếu niên mặc áo đen rung động run một cái, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, liền có thể nhìn đến, hốc mắt đã đỏ bừng. Cha, ta biết, thời khắc cuối cùng, ta tất nỗ lực hết thảy xông vào. Còn nhớ rõ cái này hơn 10 năm ở giữa, ta và ngươi nói qua nhiều nhất câu nói kia sao? Nam tử hỏi, nhớ đến, ta ghi nhớ trong lòng, một khắc đều không thể nào quên. Thuật lại một lần. Phụ thân,
nếu ta Vũ Văn Thần Đô lần này không chiếm được Đông Hoàng Kiếm, ta lấy cái chết tạ tội. Đúng, tại chúng ta Vũ Văn gia tổ tiên trước mặt, lấy cái chết tạ tội. Nam tử ngữ khí rất lãnh đạm, như mình mông băng tuyết. Ta tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối không cô phụ phụ thân cùng gia tộc đối kỳ vọng của ta. Vũ Văn Thần Đô thấp giọng gào thét. Trong ánh mắt để lộ ra ý chí như sắt thép kiên cố. Không tệ, Thần Đô, người rất có khí phách, nếu là thành công, ngươi chính là chúng ta nhất tộc anh hùng, tương lai cái này Đông Hoàng cảnh Giang Sơn, cũng cuối cùng sẽ truyền thừa cho ngươi. Vâng, nhưng nếu là thất bại, ngươi chính là tộc ta thiên cổ tội nhân. Nam tử thanh âm, như là sơn phong đặt ở Vũ Văn Thần Đô trên bờ vai. Vâng, cách đó không xa Vũ Văn Thánh Thành câm như hến, thậm chí, hít một hơi lãnh khí. Thánh Thành, nam tử kia ánh mắt nhìn lại. Đúng, cha, Vũ Văn Thánh Thành run rẩy quỳ xuống. Hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, giết ngươi đối thủ. Phụ thân, ta nhất định làm đến. Nếu là làm không được, ta nguyên bản vì ngươi chuẩn bị đồ vật, cuối cùng đều sẽ cho Vũ Văn Trấn Tinh. Đúng, cha. Vũ Văn Thánh Thành đầu đầy mồ hôi, nhưng trong hai mắt, cũng hung quang chợt hiện. Nói như vậy, hắn hôm nay đã không có đường lui. Nếu là thất bại, phụ thân đối với mình triệt để thất vọng, liền tư nguyên của mình, đều muốn cho đường ca Vũ Văn Trấn Tinh. Chuyện này, với hắn mà nói vô cùng nghiêm trọng. Vũ Văn Thánh Thành không nghĩ tới, hôm nay trận chiến báo thù, sẽ trọng yếu đến để hắn sát khí ngút trời trình độ. Lý Thiên Mệnh là Diệp Thiếu Khanh đệ tử thân truyền, phụ thân lại làm cho ta đánh bại giết người. Xem ra, phụ thân tại tông môn quyền thế, đã lớn đến đối tất cả mọi người chẳng sợ hãi trình độ. Hắn rất mừng rỡ, cái này mang ý nghĩa, hắn đến đón lấy có thể muốn làm gì thì làm. Chí ít hắn chí ít. Hôm nay chủ trì Tô Trấn Tông Lão, là phụ thân tâm phúc. Ngay một khắc này, chủ trì hôm nay đại chiến Tô Trấn, Tông Lão, thanh âm, truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hắn nói, trận chiến đầu tiên, Thái Cực Phong, Vũ Văn Thánh Thành, quyết đấu Thanh Long Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh. Cái này mang ý nghĩa, Thái Nhất Tháp Tranh Phong, chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nghe được Tô Trấn Tông Lão tuyên cáo thời điểm, hắn còn đứng ở Diệp Thiếu Khanh bên cạnh. Lý Cảnh Du cùng Lý Khinh Ngữ cũng ở nơi đây. Diệp Thiếu Khanh đã cầm tới đối chiến bảng danh sách, cho nên ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh thì biết mình đối thủ là Vũ Văn Thánh Thành. Thiên Mệnh, không thể khinh địch, nghe nói cái này Vũ Văn Thánh Thành đột phá tới quy nhất cảnh tầng thứ 6, lại hắn cộng sinh thú, tiến hóa làm cấp 2 thánh thú, chiến lực tăng vọt. Hắn tuy nhiên chỉ có 13 tuổi, nhưng là tu vi, hoàn toàn có thể cùng rất nhiều tuổi thiên tài so sánh. Lý Cảnh Du rông dài dặn dò đã nửa ngày. Lý Thiên Mệnh đều nhanh nghe ra vết chai tới. Nãi nãi, nói cho ngươi một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Không có người đang bị ta đánh bại về sau, còn có thể đuổi kịp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Bá khí a, Thiên Mệnh cháu ta. Lý Cảnh Du triển khai nét mặt tươi cười. Nàng quá hận Vũ Văn gia tộc người. Nếu như có thể, giúp ta đem cái này quy tôn, đánh thảm một chút. Lý Cảnh Du ôm hận nói. Thành. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, sau đó, bước ra chiến trường. Thanh Long Kiếm Phong đệ tử thân truyền, Lý Thiên Mệnh xuất chiến. Đây là hắn lần thứ nhất, tại chính thức vạn chúng trường hợp biểu diễn. Hôm nay Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, tụ tập Đông Hoàng tông tối đỉnh cấp cường giả, tối đỉnh cấp thiên tài, còn có 100.000 trung kiên lực lượng. Nói thật, trong đó 99% người. Những ngày qua đều nghe nói qua thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong truyền thuyết, vừa tới quy nhất cảnh, thì đánh rất Vũ Văn Thánh Thành bốn cái răng cửa thiếu tông chủ rốt cục xuất hiện sao? Đây là Vũ Văn Thánh Thành trận chiến báo thù A, ta nghe nói hắn thật mạnh tốt đại một cái cấp bậc. Tư liệu đăng ký thiếu tông chủ là quy nhất cảnh tầng thứ 2, nắm giữ Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên năm kiếp luân hồi chi thể. Nhưng, Vũ Văn Thánh Thành có cấp 2 thánh thú, mà lại cảnh giới vì quy nhất cảnh tầng thứ 6. Vẫn còn so sánh thiếu tông chủ thiếu 3 tuổi. Đâu chỉ nhỏ hơn 3 tuổi, kỳ thật tiểu thất tuổi. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh trọng tu thời gian, còn không bằng hắn 10%. Bọn họ cái thứ nhất xuất chiến giao chiến, xem ra lần này đại chiến, an bài dấu vết quá nghiêm trọng. Nhất định là Vũ Văn gia tộc hai vị tông lão an bài. Bắt đầu liền đến loại này nóng nảy, thoải mái. Vũ Văn thế gia tự mình an bài. Xem ra đối Vũ Văn Thánh Thành rất có lòng tin. Bọn họ làm việc, trên cơ bản 10 phần chắc 9.
Vũ Văn Thánh Thành bước vào chiến trường, đứa nhỏ này, khí thế kinh người a, có 2 năm không thấy được hắn, đều dài hơn Thành đại nhân. Lấy gia tộc của hắn bối cảnh cùng thiên phú, 3 năm về sau, chính là mới thái nhất đệ tử, bây giờ 4 vị thái nhất đệ tử, khẳng định phải có người cho hắn nhường đường. Từng đợt tán thưởng, ồn ào, để Vũ Văn Thánh Thành nghe được nhiệt huyết thiêu đốt, vô cùng dễ chịu. Thái cực phong, Vũ Văn Thánh Thành, xuất chiến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí thế ngập trời, tại 100.000 người nhìn kỹ giữa, bước vào chiến trường, cái kia phủ đầy tia máu ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt đối thủ của hắn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng tại một khỏa trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình thản nhìn trước mắt như là mãnh thú giống như thiếu niên. Nhìn ra được, hắn quá oán hận chính mình. Không nghĩ tới, ta cũng có bị báo thù thời điểm. Đây là trận chiến đầu tiên, đã toàn trường sôi trào. Quá nhiều người nghe qua Lý Thiên Mệnh siêu tuyệt thiên phú, nhưng song lại còn có rất nhiều còn nghi vấn chỗ. Giờ phút này 10 trong vạn người, chỉ ít có 80.000 người đang quan sát hắn, chỉ ít có mấy trăm ngàn câu nghị luận, cùng hiện tại Lý Thiên Mệnh có quan hệ. Lý Thiên Mệnh, người có thể có loại, cùng ta tiến hành một cuộc chiến sinh tử đấu, không phân thắng thua, chỉ quyết sinh tử. Vũ Văn Thánh Thành dậm chân mà đến, mỗi một bước, đều muốn tại trên mặt đất dẫm cái kế tiếp dấu chân. Hắn không quan tâm còn lại 31 vị tông lão ánh mắt, càng không quan tâm 100.000 người cách nhìn, hắn hiện tại chỉ để ý phụ thân cùng ra ra cái nhìn, chỉ để ý tiền đồ của mình. Người nghĩ hay thật, người giết ta, có người cho ngươi bãi bình, ta muốn là giết ngươi, còn có thể có đường sống. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Còn muốn quyết đấu sinh tử đây. Bối cảnh khác biệt, hoàn toàn không có ý nghĩa. Người cái này thứ hèn nhát, sẽ chỉ vì mình nhu nhược tìm kiếm cớ. Hy vọng trên người ngươi có thể có Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch tôn nghiêm, không muốn nhận thua bỏ ra ngoài chiến trường. Vũ Văn Thánh Thành đã dậm chân đi tới trước mắt của hắn. A, à, Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch tôn nghiêm. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Tô Chấn Tông lão. Có thể động thủ. Vậy ngươi để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hôm nay, bất quá là món ăn khai vị. Giết. Cái này Vũ Văn Thánh Thành vẫn rất có sát khí, xem ra lần này gặp khó. Quả nhiên để ý chí của hắn lực tăng lên. Ngay một khắc này, hắn cộng sinh thú xông ra, rít lên một tiếng, rung động toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Cấp 2 thánh thú, bát tí thao thiết. Từng tiếng mang theo hâm mộ kinh hô, bao phủ toàn trường. Lý Thiên Mệnh híp mắt xem xét, quả thật bị cái này tiến hóa sau cộng sinh thú khí thế chấn một chút. Ban đầu tứ tí thao thiết, bây giờ tiến hóa thành thánh thú, hắn thể hình đều thẳng tiếp bành trướng gấp đôi. Hắn sườn bộ hai bên nguyên bản chỉ có 4 cánh tay, nhưng bây giờ lại dài ra 8 đầu, mỗi một điều đều tráng kiện, to lớn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tiến hóa làm thánh thú về sau, cái này cộng sinh thú càng thêm dữ tợn, càng thêm tàn bạo, càng thêm hung hãn, nhưng cũng càng thêm xấu xí. 8 cái cánh tay thú chạy, huyết bồn đại khẩu, muốn nhiều dọa người thì có bao nhiêu dọa người. Thật sự là cùng Vũ Văn Thánh Thành loại này tuấn mỹ tướng mạo, không có chút nào xứng. Chỉ là không thể phủ nhận, Vũ Văn Thánh Thành thật sự là so với lần trước, cường đại quá nhiều, liền Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được. Đinh! Trong tay của hắn, xuất hiện một thanh rộng lượng đại đao. Đây cũng không phải là lần trước cửu hoàn đao máu, mà là một thanh mới thú binh. Cái này thú binh toàn thân màu trắng, có điểm giống là cự thú xương cốt đoán tạo, tái nhợt nhan sắc đồng dạng xem ra dữ tợn, trên đó vết máu loang lổ. Đao kia bộ phận lưỡi phân, cũng không trơn nhẵn. Mà chính là như là răng cưa. Dạng này thú binh, chém vào trên thân thể người, tuyệt đối có thể kéo ra to lớn vết máu. Tại cái này thú binh phía trên, Lý Thiên Mệnh thấy được tử sắc thiên văn, điều này nói rõ đây là cấp 7 thú binh, cùng tà ma ở vào một cái cấp bậc. So Lý Thiên Mệnh trong tay đại lôi diệt kiếm cao hơn. Vũ Văn Thánh Thành có thể nắm giữ cấp 7 thú binh lực lượng. Đây là bạch cốt thiên đao, thích hợp nhất lấy máu. Lần này, hắn thật là toàn diện thuế biến, cộng sinh thú tiến hóa mang tới tạo hóa, thực sự quá lớn. Tại mọi người ồn ào bên trong, Vũ Văn Thánh Thành đứng tại cái kia bát tí thao thiết trên thân, tay cầm bạch cốt thiên đao, hai mắt huyết hồng, đã sớm sát khí ngút trời. Chết! Một người một thú, ào ào phát ra gào thét, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến. Chiến đấu, bạo phát! Huỳnh Hỏa, miêu miêu! Ta cũng đến! Huỳnh Hỏa ánh mắt nóng rực. Nhìn lấy bát tí thao thiết dạng này đại gia hỏa, nó hưng phấn. Đây là mấy cái tinh điểm. 23.
Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Theo 8 cái tinh điểm, tiến hóa đến 23 tinh điểm, thật làm cho người hâm mộ a. Lão tử nổi giận, miêu miêu, theo ta đi keo kiệt phía dưới ánh mắt của hắn. Mèo. Cái kia màu đen mèo con tại thoát ly Lý Thiên Mệnh trước ngực về sau, trực tiếp thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành một đầu uy vũ màu đen lôi đình cự thú, rít lên một tiếng, vạn quân lôi đình bao phủ. Nghe đồn Lý Thiên Mệnh tại Thái Hoàng cửu trọng môn đệ cửu trọng môn tu luyện qua, rất có thể có cấp 4 thánh thú, nhưng bây giờ xem xét, hắn cộng sinh thú đều chỉ có 8 cái tinh điểm. Lời đồn tự sụp đổ. Bát giai cộng sinh thú, cùng nắm giữ 23 tinh cấp 2 thánh thú, như thế nào so sánh? Dù là miêu miêu đế mà hỗn độn xem ra khí thế ngập trời, nhưng vẫn so bát tí thao thiết nhỏ một chút nữa, đến mức tiểu hoàng gà, cái kia càng là nhìn đều nhìn không thấy. Lại là một trận đoàn chiến. Ngự thú sư, đánh cũng là đoàn chiến. Lý Thiên Mệnh hai đại khí chàng bao phủ ra, cùng huỳnh hỏa miêu miêu khí chàng trùng hợp, cực lớn khí nguyên thôn hấp lấy thiên địa linh khí, hội tụ đang giận chàng bên trong. Nhưng, Vũ Văn Thánh Thành cùng bát tí thao thiết khí chàng càng lớn. Chỉ là, đại lại có thể thế nào? Các huynh đệ, xông lên a. Huỳnh hỏa trốn ở phía sau cùng, chỉ huy Lý Thiên Mệnh cùng miêu miêu trùng sát. Ầm ầm. Lần này đập vào, song phương cộng sinh thú mỗi người thi triển linh nguyên thần thông, trùng kích đến người ngã ngựa đổ. Lý Thiên Mệnh rất ưa thích loại này chiến đấu, đó là kề vai chiến đấu, tâm linh tương thông cảm giác, quy nhất cảnh quả nhiên ảo diệu vô cùng. Càng là quy nhất, càng là ăn ý. Hô! Luyện ngục hỏa đốt cháy, ùn ùn kéo đến, cái kia hỏa diễm phượng hoàng xẹt qua gào thét quỹ tích. Lý Thiên Mệnh tóc trắng bay múa, xen lẫn trong miêu miêu lôi đình bên trong, tại hỗn độn điện cầu về sau, đột nhiên thẳng hướng Vũ Văn Thánh Thành. Đại lôi diệt kiếm, chém bổ xuống đầu. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này quá hung, cái kia nghịch thiên kiếm quang giết ra 30 mét, lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng hội tụ trong đó. Vũ Văn Thánh Thành chính là sát khí ngút trời thời khắc. Hắn tay cầm bạch cốt thiên đao chặn lại, nhưng bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh bay, hai tay run lên. Hắn lại mạnh lên. Một khắc này, Vũ Văn Thánh Thành bên trong tâm rung động run một cái. Hắn như thế nào lại biết, đây chỉ là hắn lần nữa hoảng sợ bắt đầu. Tiếp đó, mới là mới ác mộng. Bởi vì hắn bị ép ra trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh càng qua hắn cộng sinh thú, lần nữa giết tới, mà hắn hai đầu cộng sinh thú, trực tiếp đè lại cấp 2 thánh thú. Song sinh ngự thú sư, cũng là thống khoái như vậy. Giống. Miêu miêu thật sự là quá hung, nó so với tay nhỏ, trực tiếp xông lên đi giết, làm sao biết đối phương 8 cánh tay, cái kia thú chảo đều như bén nhọn đao kiếm. Bát tí thao thiết, hắc ám ngập trời, nhưng muốn so ma khí, hắn so miêu miêu kém một chút. Gà đại ca, giúp ta. Một cái hỏa diễm huyễn ảnh, vọt thẳng đến bát tí thao thiết sau lưng. Nói thật. Cái này bát tí thao thiết toàn thân đều là lân giáp, da dày thịt béo, tiến hóa thành vì thánh thú về sau, càng thêm khó đánh. Bất quá, tiểu hoàng gà một chút để mắt tới nhược điểm của nó. Lóe lên một cái rồi biến mất phía dưới. Nó thần thông phần thiên vũ linh trực tiếp bạo phát, mục tiêu đối chuyển bát tí thao thiết trứng. Mặc cho ngươi toàn thân đều là lân giáp, nhưng ngươi trứng không có. Tiểu hoàng gà hắc hắc cười to, tại miêu miêu cùng bát tí thao thiết chính diện chém giết. Giết đến long trời lỡ đất thời điểm, nó toàn thân lông vũ như cương châm, đâm về cái này bát tí thao thiết nhược điểm chi địa. Lão tử cũng là như thế cợt nhả, quỳ xuống đi. Trên bầu trời, không lông gà cười ha ha, dù là cái kia bát tí thao thiết đã phòng bị nó, vẫn có mấy trăm cương châm đâm vào đi. Giống. Bát tí thao thiết kêu thảm một tiếng, cái kia trứng trực tiếp đốt lên, mà lại là luyện ngục hỏa thiêu đốt. Gà đại ca. Miêu miêu xem xét. Quả thực lui lại đều run run một chút, nó thể đời này ai cũng có thể đắc tội, tuyệt đối không nên đắc tội gà đại ca a. Nhìn bát tí thao thiết nét mặt bây giờ liền biết, thời khắc này chưa thoải mái, gọi nó cái này đường đường cấp 2 thánh thú, toàn thân co rút. Đây là cái gì không lông gà, cái này là ma quỷ a. Miêu miêu, để ta nhìn ngươi tân thần thông, tiểu hoàng gà nói. Minh bạch, một khắc này, đế ma hỗn độn gào thét một tiếng, trên đỉnh đầu mây đen hội tụ. Bên trong thiên địa, mặc kệ là nham thạch, giang hà vẫn là bùn cát, thậm chí là trên cây cối, vậy mà đều có đủ mọi màu sắc lôi đình, đều rút ra. Vô số lôi đình điện xà, chính là thiên địa vạn vật trong thân thể lôi đình, bình thường đều rất ít, nhưng toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường lôi đình hội tụ vào một chỗ, cái kia liền đáng sợ. Rầm rầm rầm,
đủ mọi màu sắc lôi đình, hội tụ vào một chỗ, trực tiếp tại mây đen phía trên chuyển hóa làm màu đen, ngưng tụ trở thành 9 đầu màu đen lôi đình cự xà. Cái kia 9 con cự xà, mỗi một điều đều có thể so với bát tí thao thiết lớn như vậy. Mỗi một con cự xà, đều từ đến 10 triệu màu đen tiểu điện xà tạo thành. Mà giờ khắc này, 9 đầu lôi đình cự xà quấn quanh ở cùng một chỗ, để mắt tới bát tí thao thiết, ầm vang đánh xuống. Một khắc này, toàn trường ồn ào. Đây là thánh thú chiến hồn, nhưng, siêu việt thánh thú chiến hồn. Theo 9 lượt thiên kiếp, biến hóa thành Miêu Miêu Tân Thần Thông, hỗn độn thiên kiếp. Đế ma hỗn độn thiên kiếp. Hiện tại Miêu Miêu cường độ, đã đuổi kịp huỳnh hỏa. Giờ khắc này, hỗn độn thiên kiếp buông xuống. Bát tí thao thiết còn tại tiếp nhận hỏa thiêu chứng thống khổ, trước mắt một đạo hỏa ảnh lấp lóe, chính là huỳnh hỏa thi triển sinh tử tiên pháp câu hồn. Đây là câu hồn nhất trảo. May mắn cái này bát tí thao thiết né tránh kịp thời, dẫn đến khóe mắt bị xé mở một đạo cự đại vết máu, nếu là trễ, hiện tại ánh mắt đều muốn bị huỳnh hỏa cho xé rách. Bất quá, huỳnh hỏa rất thông minh, nó một chiêu này không là công kích chân chính, mà chính là để bát tí thao thiết, trốn không thoát hỗn độn thiên kiếp phạm vi. Tiếp theo trong nháy mắt, hỗn độn thiên kiếp rơi xuống, 9 đầu lôi đình điện xà, trực tiếp đâm vào bát tí thao thiết trên thân. Ầm ầm. Một khắc này, lôi đình nổ tung, vô số điện xà bốn phía lăn lộn, bát tí thao thiết kêu thảm một tiếng, toàn thân thẳng băng, ngã trên mặt đất không ngừng co rút. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thiên kiếp thần uy, còn tại bên trong thân thể của hắn, lưu chuyển tại trong ngũ tạng lục phủ, để nó miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, run không ngừng co rút, còn mang theo yếu ớt kêu thảm. Màn này, kéo dài đến 10 hơi thời gian. Thẳng đến sau cùng, đường đường 23 tinh cấp 2 thánh thú. Ngao ô một tiếng, triệt để bị điện giật ngất đi. Đương nhiên, nó đời này càng khó quên hơn, có lẽ vẫn là hỏa thiêu chứng thống khổ. Cái này, cũng là huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu phối hợp chi chiến. So với Lý Thiên Mệnh đơn thương độc mã ác chiến Vũ Văn Thánh Thành, bọn họ bên này chẳng diệt, tuyệt đối rung động toàn trường. Thậm chí, để toàn trường các nam nhân cũng nhịn không được kẹp chặt hai chân. Cái kia phong tao tiểu hoàng gà, còn có cái kia hung hãn mãnh thú Miêu Miêu. Thực sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Cái gì cấp 2 thánh thú? Bọn họ trong mắt, căn bản cũng không có cấp 2 thánh thú A. Sau cùng, cái kia đế ma hỗn độn trở lại tiểu mèo đen trạng thái, vẻ vô hại hiền lành, mà cái kia tiểu hoàng gà, duỗi ra cánh khoác lên tiểu mèo đen trên đầu, trong miệng ngậm một chiếc lá, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, thực sự rất giống là người. Bọn họ đang làm gì? Không sai, đang quan chiến. Bọn họ không có ý định trợ giúp Lý Thiên Mệnh triệt để đánh tan đối thủ. Hình tượng này quả thực tuyệt, ngự thú sư tại chiến đấu, cộng sinh thú ngậm một cái lá cây, bắt chéo hai chân xem kịch đây. Người người đưa mắt nhìn nhau, quả thực để cái này tiểu hoàng gà chọc cho dở khóc dở cười. Nhưng kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không cần trợ giúp của bọn nó. Bởi vì, hắn không có đột phá trước đó, quy nhất cảnh tầng thứ 6 Lý Huyễn Thần, cũng đỡ không nổi Lý Thiên Mệnh. Bây giờ đột phá, cùng các loại cảnh giới Vũ Văn Thánh Thành, còn không có thánh thú ở bên người, làm sao có thể ngăn trở Lý Thiên Mệnh. Bắt đầu lại từ đầu, vẫn là một trận nghiền ép. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thần nộ một kiếm, kiếm quang quét ngang, cái kia mãnh liệt bàng bạc đại lôi diệt kiếm khí, làm cho Vũ Văn Thánh Thành lùi lại 50 mét mới tránh thoát một kiếm này. Hắn lại vội vừa giận, hắn biết chiến bại xuống chẳng là cái gì, tương đương với tương lai của hắn. Toàn bộ bị Lý Thiên Mệnh hủy đi. Không thể thua a, ta không thể thua a. Hắn cuối cùng vẫn là ý chí mỏng yếu một ít, so với huynh trưởng, hắn xác thực quá sống an nhàn sung sướng. Đến mức lúc này thời điểm, nước mắt của hắn đều tràn mi mà ra, nguyên bản sát khí ngút trời, bất quá là biểu tượng, một khi bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép, tâm cảnh trong nháy mắt bạo phá. Nếu bị thua, ta thì mất đi hết thảy, hắc sĩ, nhanh đến giúp đỡ ta. Hắn đang đợi. Hắn cấp 2 thánh thú, làm sao còn chưa tới. Hướng bên kia nhìn một chút, nhất thời như bị sét đánh, bởi vì hắn cấp 2 thánh thú, đã ngã trên mặt đất run rẩy co rút. Đối Vũ Văn Thánh Thành tới nói, cái kia hỗn độn thiên kiếp, cũng tương đương bổ vào trên người hắn. Hắn chỗ dựa lớn nhất, cứ như vậy không có. Lúc này thời điểm, hắn cảm nhận được lần trước một dạng hoảng sợ. Nhưng là lần này, càng thêm triệt để. Hắn muốn gào thét, liều chết nhất chiến. Nhưng là phát hiện miệng há mở, thanh âm đều không phát ra được. Mà hắn cần phải đối mặt, là cái kia lạnh lùng Lý Thiên Mệnh.
hắn giống như tử thần, lần nữa một kiếm, thế như trẻ tre. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Một kiếm này, cùng hỗn độn thiên kiếp tương tự như vậy, đều là từ trên trời giáng xuống, một đạo cự đại kiếm khí, chấn áp xuống. Vũ Văn Thánh Thành hội tụ tất cả khí lực, ngăn trở một kiếm này thời điểm, hai chân đã đang run rẩy. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh còn có một kiếm. Thiên sát kiếm, huyễn diệt. Một kiếm này xem ra đơn giản nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất. Một kiếm này, trực tiếp đánh bay Vũ Văn Thánh Thành bạch cốt thiên đao, lại nổi lên trên lồng ngực chém ra một đạo cự đại vết máu, trực tiếp bật nát hắn hộ giáp. Nếu không phải có hộ giáp, lần này, hắn đã chết. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bổ một chân. Cái này một chân, trực tiếp đá vào Vũ Văn Thánh Thành trên mặt. 3. Vũ Văn Thánh Thành vừa khôi phục cái mũi, lần nữa đổ sụp, trong miệng một miệng răng toàn bộ bật nát. Hiện tại, cũng không phải là bốn cái răng cửa sự tình. Là hàm răng vào khoang miệng kịch liệt đau nhức. Qua, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vũ Văn Thánh Thành mở ra phun một cái, phun ra vô số nát răng. Giờ khắc này, đầu óc của hắn đã trống rỗng. Giống như toàn bộ thế giới đều không phải chân thực. Không chỉ là trong miệng đang rỉ máu, trong lòng cũng đang rỉ máu. Tí tách, ngẩng đầu, 10 trong vạn người, chỉ ít có 9 vạn người ngơ ngác nhìn hắn. Đó là cái gì ánh mắt? Ngốc trệ, mơ hồ, rối loạn, đáng thương, đồng tình. Khó chịu nhất chính là thương hại cùng đồng tình. Vũ Văn Thánh Thành đã lớn như vậy đều không nghĩ tới, vậy mà lại có người thương hại chính mình, đồng tình chính mình. Vậy mình, đến cùng thua nhiều thê thảm a. Hắn hai chân dừng không ngừng run rẩy. Hắn chả trông thấy, cái này 100.000 người nhìn Lý Thiên Mệnh biểu lộ. Đó là rung động, kính nể, thưởng thức, hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh giẫm lên đầu của hắn, để Đông Hoàng Tông chân chính nhận thức đến, bọn họ cái này mới thiếu tông chủ, đến cùng là như thế nào người. Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, là chê cười sao? Không phải, chính thức là chê cười, là hắn Vũ Văn Thánh Thành. Kêu gào muốn quyết đấu sinh tử, kết quả khiến người ta nhẹ nhõm nghiền ép, liên tục đánh tan hai lần, một chút tính khí đều không có. Chiến bại về sau, ngốc trệ đứng đấy dáng vẻ, cũng thành thật, giống như là một cái bị giáo huấn một trận hùng hài tử. Cha! Thế nhưng là đây hết thảy thống khổ cùng khó chịu, cũng không sánh nổi sau đó phải đối mặt phụ thân ánh mắt hoảng sợ a. Vũ Văn Thánh Thành vừa nghĩ tới huynh trưởng quỳ gối trước mặt phụ thân, nói ra một câu kia lấy cái chết tạ tội dáng vẻ, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Phụ thân nói a, lần này muốn là chiến bại, về sau chính mình hết thảy đều muốn cho đường ca Vũ Văn Trấn Tinh. Câu nói kia, không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Rầm rầm rầm, hắn sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi tại trong nước bùn, cũng không dám nữa ngẩng đầu nhìn, Thái Cực Phong, đại điện phương hướng. Bởi vì hắn biết, cái kia một đạo thất vọng ánh mắt, đã như độc dược một dạng, ở trên người hắn lan tràn. Lý Thiên Mệnh, ta nhất định phải làm cho ngươi, so ta hiện tại thảm gấp 1 vạn lần. Trong lòng của hắn, có 1 vạn con kịch độc con kiến đang bò lấy, để hắn nước mắt chảy ngang. Trong miệng nát răng, đều nuốt vào trong bụng tốt mấy viên. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, Tô Chấn Tông lão đã xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Dừng tay, Tô Chấn lạnh lùng nói. Thắng bại đã phân, hắn muốn tiếp tục đánh cái này Vũ Văn Thánh Thành, đã không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh vốn định, triệt để hắn đàng hoàng. Tỉnh lại đi ngươi, có công phu này, còn không bằng trở về ăn. Sữa. Hắn lãnh đạm nở nụ cười, xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng, để Vũ Văn Thánh Thành cúi đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt càng ngày càng u ám. Kết thúc. Làm Lý Thiên Mệnh trở lại, Thanh Long Kiếm Phong, đại điện thời điểm, Vũ Văn Thánh Thành tuy nhiên còn chưa đi, nhưng sắc mặt kia có chút khó chịu Tô Chấn Tông lão, vẫn là chỉ có thể tuyên bố. Một trận chiến này, người thắng là Thanh Long Kiếm Phong Lý Thiên Mệnh, cho phép tiến vòng tiếp theo chiến đấu. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, thì cùng không ai giống như, chết yên tĩnh giống nhau. Bọn họ nhìn lấy Vũ Văn Thánh Thành bò ra ngoài chiến trường, vậy mà không người nghênh tiếp. Tô Chấn Tông lão, không thể không tuyên bố tiếp tục chiến đấu. Dù sao, đây chỉ là mở màn chiến, đằng sau nói thế nào, còn sẽ có trò vui trình diễn. Chỉ là chỉ sợ không có lần này, như vậy kinh diễm cùng nổ tung. Muốn nói ngoài ý muốn nhất, chỉ sợ phải kể tới Thanh Long Kiếm Phong người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, giờ này khắc này, bọn họ chính hưởng thụ lấy người chung quanh quăng tới hâm mộ ánh mắt. Viên hồn thiên không nghĩ tới.
Cốc Phủ, trên mặt nóng hổi, càng không có nghĩ tới. Sư tôn, nói như vậy, cái này thiếu tông chủ, thật sự là Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên năm kiếp luân hồi chi thể. Cốc Phủ nờ đẫn nhìn lấy cái kia hời hợt đánh tan đối thủ thiếu niên. Hắn ngay từ đầu bị Vũ Văn Thánh thành cấp 2 thánh thú dọa sợ. Tự nhận không địch lại. Mà bây giờ, Vũ Văn Thánh thành lại làm cho Lý Thiên Mệnh, ngược đến thảm như vậy, thua thiệt chính mình còn tại Thanh Long kiếm cung phía trên, khiêu khích qua Lý Thiên Mệnh. Muốn là hắn lúc ấy nghênh chiến, chính mình sợ là bị bại thảm hại hơn. Ngươi phục sao, Cốc Phủ, Viên Hồn Thiên híp mắt hỏi. Phục, nghe nói hắn tu luyện mới nửa năm, Cốc Phủ nói. Đúng vậy a, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có người nghi vấn, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể nghịch thiên yêu nghiệt. Hắn kém duy nhất, cũng là thời gian tu luyện. 3 năm sau, hắn tuyệt đối có cơ hội cùng Vũ Văn Thần Đô giao phong. Viên Hồn Thiên nói. Kỳ thật cũng là chuyện tốt, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành chúng ta Thanh Long kiếm phong truyền kỳ. Nói thật, hắn xác thực so ta càng có thể chống lên Thanh Long kiếm phong. Cốc Phủ giận dữ nói. Cốc Phủ, học hội tôn kính mạnh hơn chính mình người, là một loại tốt tâm thái. Ta trong mấy ngày qua suy nghĩ minh bạch, ta cũng bái phục Diệp Thiếu Khanh. Nói thật, hắn có bản lĩnh để Thanh Long kiếm phong càng tốt hơn. Viên Hồn Thiên nói. Đúng vậy a, thiếu tông chủ, cũng có thể để Thanh Long kiếm phong đệ tử, đều có thể ngẩng đầu lên. Cốc Phủ ánh mắt nóng rực nói. Chiến trường này, hắn cũng khát vọng. Bọn họ cũng không có che giấu đối thoại, không ít điện khanh cùng hoàng sư đều nghe được. Đã như vậy, mọi người về sau thì một lòng, thật tốt chống đỡ tân tông lão đi. Đúng, một lòng đoàn kết, mới Thanh Long kiếm phong mới có thể càng tốt hơn. Cái này, cũng là Lý Thiên Mệnh một trận chiến đấu mang tới kết quả. Nhất chiến thành danh. Ngày đó Thái Hoàng cửu trọng môn, có bao nhiêu người ghét bỏ, mỉa mai qua thiếu tông chủ. Hôm nay, liền có bao nhiêu người, thu hồi ngôn ngữ của mình, nội tâm hướng Lý Thiên Mệnh chân thành nói xin lỗi. Kể từ hôm nay, Thanh Long kiếm phong thủ tịch đại đệ tử kiêm thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, giống như năm đó Lý Vô Địch, thanh danh vang dội. Đến mức tương lai như thế nào, là chết vẫn là nghịch thiên cải mệnh, vậy liền xem bản thân hắn. Chí ít, hắn có Diệp Thiếu Khanh làm vì sư tôn, có người che chở, nói không chừng thật có nghịch thiên thành tài cơ hội. Thiếu niên này, đi tại mũi đao phía trên. Đúng, hắn đánh bại Vũ Văn Thánh Thành, cũng là hướng Vũ Văn Thế ra một loại tuyên cáo đi. Diệp Tông lão che chở hắn a, tại sao ta cảm giác, giống như có một trận trò vui, rất nhanh sẽ diễn ra. Không chỉ là thiên tài cùng thiên tài ở giữa đụng nhau, còn có chúng ta Đông Hoàng Tông, đỉnh cấp cường giả ở giữa đối kháng. Sóng ngầm mãnh liệt a. Mọi người đều biết, hôm nay rất có thể, chỉ là một cuộc chiến tranh bắt đầu. Chí ít lần này Thái Nhất Tháp tranh phong, sẽ rất thú vị. Tông lão hội gia tộc đấu đá, cùng đại đa số đệ tử, hoàng sư, Đông Hoàng vệ đô không quan hệ, sau đó rất nhiều người vui vẻ xem kịch. Xem trò vui người, tự nhiên ước gì càng đặc sắc. Thái Cực Phong, Đại Điện. Làm Vũ Văn Thánh Thành bước vào nơi này thời điểm, hắn đã cảm giác được không khí đều âm hàn rất nhiều. Phụ thân cùng huynh trưởng chính đang nói chuyện. Hắn toàn thân run rẩy, đứng ở một bên, không nhúc nhích. Quỳ tại đó một bên, không cần tới. Cái kia thanh âm trầm thấp, để Vũ Văn Thánh Thành dọa đến vội vàng nằm sấp trên mặt đất, biểu lộ tuyệt vọng. Hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể nghe. Tối nay để, Trấn Tinh, tới gặp ta. Ta cho hắn một cái tiểu nhiệm vụ. Đúng, cha. Cha, Thánh Thành chưa ăn qua loại khổ này đâu, làm là huynh trưởng, ta muốn đích thân làm cho hắn hả giận. Cái này Lý Vô Địch chi tử có chút ý tứ, ta trước đây xem thường hắn. Vũ Văn Thần Đô ánh mắt lạnh lùng nói. Người khác lẫn vào sự kiện này, để Trấn Tinh xử lý là được, muốn thường xuyên biết người lớn nhất sứ mệnh là cái gì. Thần Đô. Cha, ta đã biết. Vũ Văn Thần Đô cắn răng nói. Người nói không sai, người này là có chút ý tứ, nhưng, hắn không phải Lý Vô Địch chi tử. Nam tử nói. Vì cái gì? Bởi vì, không ai so ta hiểu rõ năm đó hắn. Nam tử ánh mắt lạnh lùng, một đen một trắng ánh mắt, có uy nghiêm đáng sợ. Hắn nở nụ cười gằn. Coi như hắn là 10 kiếp luân hồi chi thể, ở trước mặt ta, đều là một con ruồi, ta chỉ cần để Diệp Thiếu Khanh biết lợi và hại, tùy thời đều có thể giết chết hắn. Nếu như ta có thể nắm giữ, Đông Hoàng kiếm, liền Diệp Thiếu Khanh, ta cũng có thể làm cho hắn chết, để Đông Hoàng tông phủ phục. Nhi tử, người minh bạch đây hết thảy mấu chốt sao?
cái kia hắc bạch song nhãn, như là vòng xoáy, để Vũ Văn Thần đâu có ngạt thở cảm giác. Cha, ta minh bạch, chỉ cần có Đông Hoàng kiếm, 10.000 cái năm kiếp luân hồi chi thể thiên tài đều vô dụng. Vũ Văn Thần đô hai mắt thiêu đốt nói. Minh bạch liền tốt, lui ra. Đúng. Vũ Văn Thần đô cắn răng rời đi, đi ngang qua nằm sấp trên mặt đất Vũ Văn Thánh Thành, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết, đến đón lấy Vũ Văn Thánh Thành, nhưng muốn qua thời gian khổ cực. Nhưng hắn không cách nào bảo trì, chỉ có thể rời đi. Hắn đi về sau, nằm sấp trên mặt đất run rẩy Vũ Văn Thánh Thành, thấy được trước mắt một đôi màu đen dày. Đến đón lấy 3 năm này, ta cho ngươi tất cả chuẩn bị xong đồ vật, đều cho Vũ Văn Chấn Tinh. 3 năm sau, ta muốn ngươi trở thành thái nhất đệ tử, đuổi kịp ca ngươi quý tích. Bằng không, ngươi cũng tại tổ tông trước mặt, lấy cái chết tạ tội. Thất bại giả, không xứng làm Vũ Văn thế gia người khai sáng. Câu này câu nói, đều như sơn nhạc áp đỉnh, để Vũ Văn Thánh Thành tâm đều đang run rẩy. Đúng, cha. Hắn nằm sấp trên mặt đất dập đầu, một bên dập đầu một bên khóc nỉ non. Thẳng đến đầu đập phá, người trước mắt cũng không thấy. Hắn ngẩng đầu thời điểm, trong mắt lấp lóe quang mang như là hung thú. Lý Thiên Mệnh, ta thê thảm như thế, đều là ngươi ban cho ta. 10 triệu đừng cao hứng quá sớm. Ta nhất định phải làm cho ngươi, hối hận đi vào trên cái thế giới này. Ta nhất định phải làm cho sinh mệnh của ngươi, về sau chỉ còn lại thống khổ cùng tuyệt vọng. Nôn. Lại phun ra một ngụm máu, bên trong còn lẫn vào mấy hạt nát răng. Không hề nghi ngờ, lấy hắn tại Đông Hoàng biểu hiện tới nói, tuyệt đối là năm kiếp luân hồi chi thể, so Lý Vô Địch còn muốn tiềm lực lớn. Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt có chút run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.